Bé dịch cho chị con canh này lui sang bên này đi. Em tách ba con canh ra để nó gần nhau quá. Để con canh bên này lui về bên trong này đi. Con này đi. Ừ. Chia được chưa? Bé chuẩn bị một cái tờ giấy với một cái bút nhá. Chị nào mà chị chốt hàng từ hôm kia không được ấy thì chị đọc tên luôn xong rồi bé đi vào nhá. Hello, xin chào tất cả các chị nhá. Xin chào chị Nhã Lý, xin chào chị Vi Hiền, Vi Hen đúng không? Vi Hến à. Xin chào chị Bích Ngọc Vũ, xin chào chị Trần Bình nhá. Em xin chào tất cả các chị tham gia vào buổi livestream trưa ngày hôm nay. Xin chào Lâm Thị Lâm Phượng Hoàng, xin chào chị Trần Bình nhá. Xin chào chị Vĩnh Thanh nhá. Xin chào tất cả các chị. Buổi trưa ngày hôm nay thì em lại tiếp tục xả hàng các chị nhá. Buổi trưa hôm nay em tiếp tục xả hàng nhá. Xin chào chị Vĩnh Hoành nhá. Các chị mới vào chia sẻ like cho em ấy ạ. Một lần với trang cá nhân của mình và 2-3 lần với hội nhóm lớn nào. Em thấy các chị hôm nay lên rất là nhanh. Bé khép cửa đi chị, bé trong nhà cho nó ấm. Chia sẻ like cho em ấy nhá. Xin chào chị Mỹ Đức nhá. Xin chào chị Nhã Lý nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. Tất cả những cái gì hôm nay em bán cho chị là em đều xả với giá của nó yêu thương này. Ví dụ như con áo này của em này, cả hai con áo này em còn được khoảng 60 con. Con công này còn 60 con đúng không bé? Con công này còn 60 con này. Con công này tất cả còn 60 con em sẽ xả luôn nữa chị. Áo Hương mặc vào lúc nào cũng chị Hương lúc nào cũng được mặc quần áo mới chị ơi về à. Chị ơi hôm nay em nhận hàng rồi, em đặt size M mà gửi toàn L. Chị Dung Lưu ơi, chị gửi lại cái gói hàng đó qua Zalo cho em nhé. Em xem là ai là người làm đơn cho chị. Cũng có thể là cái hàng đó nó lên từ size đó. Cái hàng đó nó lên từ size đó chị nhé, chứ không phải là gửi nhầm đâu. Bên em thì nhặt hàng theo chiều cao cân nặng chứ không nhặt theo size. Bởi vì cái hàng này của nó, ví dụ như hàng Hồng Kông của nó lại size khác, hàng Quảng Châu của nó đối với áo khoác nó lại một size, đối với áo da nó lại một size, và đối với áo cộc hoặc áo dài tay nó lại một size các chị nhá. Áo da công giặt bình thường à chị Linh Hà ơi, giặt bình thường cũng được, nhưng mà mình bảo quản của nó thì mình đừng cho vào máy. Nếu mà cho vào máy thì mình sợ như công đá này của nó mắc vào cái cạnh máy giặt đấy thì nó văng nó rách thôi, chứ còn bình thường các chị cứ giặt bình thường bằng tay cũng được, bình thường không sao cả. Riêng con công này thì là em cũng từng trải nghiệm nó rồi, em cũng mặc mấy năm rồi chứ không phải là bây giờ em mới mặc. Và cái hàng này của nó đi theo năm tháng, bây giờ em mới bán trên live thôi, còn nếu như bán được cửa hàng nhà em thì năm nào em cũng đặt cái hàng này, em bán nó rất là đắt hàng và nó mặc rất là bền, 2 năm ít nhất là các chị mặc được 2 năm. Xin chào Duki Huỳnh nhá, xin chào chị Phan Hạnh nhá. Chia sẻ like cho em ấy ạ, một lần với trang cá nhân của mình, 3 lần với hội nhóm lớn, tổng cộng là 4 lần để em xả bom các chị nhá. Xả bom với giá của nó là 0 đồng và miễn phí ship cho các chị. Hôm nay thì thời gian của ban ngày nó có nhiều, em sẽ xả bom nhiều cho các chị. Còn bình thường như là tối nó không có thời gian, đặc biệt đây là bán muộn vì chậm trễ do công việc nó quá nhiều, quá tải cho nên em không xả bom được nhiều. Xin chào chị Hà Nguyễn nhá. Có bộ không chị ơi, hôm nay thì em sẽ tập trung. Bộ thì là em nói thật với các chị này, để nói về bộ thì bộ nhà em nó rất là nhiều, nó nhiều mẫu lắm chứ nó không phải là một mẫu. Thế nhưng mà cái hàng đó ấy thì là nó cứ lẻ lẻ được khoảng 3 mẫu, và tức là 3-4 bộ một mẫu. Cái đó xả bằng trên máy tính này của em nó rất là khó. Hôm nào tập trung xả cho chị vào một ngày chủ nhật, nó là một ngày chủ nhật các chị được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật em sẽ xả trực tiếp bằng tay. Các chị lên địa chỉ trực tiếp cho em luôn và em làm địa chỉ cho các chị trực tiếp luôn khi cái đơn đó có. Rồi ok. Trò chơi đi chị Huỳnh Thủy ơi, thích trò chơi gì nhỉ? Các chị thích trò chơi gì thì em chơi luôn. Chia sẻ like cho em nhé. Một lần trang cá nhân của mình và 3 lần của nhóm lớn ạ. Sao chị không bán váy len? Chuẩn bị có váy len rồi. Không phải là không bán, mà ngoài thị trường cái gì mà nó quá là nhiều thì em sẽ không tập trung bán trên này. Bởi vì là trên thị trường nó đã nhiều rồi, các chị thoải mái được lựa chọn. Nhưng trên live này cái gì nó phải khác và nó phải đẹp thì bọn em mới bán được trên live. Cửa hàng nào cũng thế thôi, bọn em bán hàng trên live rất là cẩn thận chứ không phải là bán thù mù các chị nhá. Áo chị đổi về chưa? Chị Lâm Hoàng Lâm Phượng Hoàng ơi, cái này em kiểm tra đơn về của các chị, cái là biết ngay mà. Em kiểm tra chị nhá. Bé không chốt hàng nữa, mang cái quyển sổ đổi vào đây. Ai họ đổi em nhìn luôn cho chị. Đây em cho kiểm tra trực tiếp luôn cho chị. Chị ơi mãi không ai gọi về. Phượng Hồng ơi gọi cái gì à chị? Bên em đã đang chốt hàng của buổi tối ngày hôm qua nhá. Em mua hàng chị rất nhiều mà chưa được tặng bao giờ. Ok chị Huỳnh Thị, em nhìn thấy các chị tất cả đây là khách quen rồi. 380 chị đang ở đây. Như trong đó thì chắc chắn là có 300 chị hoặc 350 chị đã là khách quen của em nhá. Chị vừa nhận được hàng rồi em nhé. Hàng ok em ạ. Cảm ơn chị Lê Thị Liên nhá. Đấy, ví dụ như cái hàng này của em hôm nay cũng thế. Con áo công này hôm nay sẽ xả toàn bộ cho các chị là 155.000. Nhưng con áo công này thì chỉ dành cho các chị được khoảng 55kg trở xuống thôi nhá. Size to thì em hết mất rồi. Size to nhà em đang hết sạch hàng, không có hàng trả cho các chị.
Con áo cơm này thì bán cho các chị với giá của nó là 155.000. Con quần này bán cho các chị là 250. Em còn có ít thôi. Và con áo trong thì bán cho các chị với giá là 195.000. Nó là áo cộc ren ba, nó là áo cộc ren. Đó, rất là đẹp. Và con quần này thì bán cho các chị với giá là 115.000. Em cũng còn ít thôi chứ không còn nhiều. Bán nốt cho các chị với giá của nó là 115.000. Hàng này của nó là hàng về đợt cuối rồi, không có hàng các chị ạ. À, em đặt một số như áo chị mặc mà hai áo nữa. Ok chị Phượng Hồng ơi, vậy à? Áo da mỏng có không? Áo da mỏng em đang mặc trên người đây. Có bán cho các chị như chỉ cho các chị 55 kg đổ xuống rồi nhá. 55 kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Đấy, chị nào mà lấy tí nữa em sẽ xả bom ngay bây giờ. Em ra lấy bom đây cho chị. Xả bom cho các chị với giá của nó là 0 đồng. 0 đồng bom cho các chị nhá. Áo da mỏng không có, có đây chị này. À, chị nhận được hàng rồi nhưng áo beo lên không lên gấu. Chị Thủy An ơi, áo beo của nó không may gấu chị nhá. Áo beo đấy toàn bộ hàng là không may gấu chứ không phải là không lên gấu đâu. À, hôm đó em cũng đã giới thiệu với các chị rồi, áo beo đấy của nó không may gấu ạ. À. Nhận hàng rồi đẹp lắm, cảm ơn chị Kim Cương nhá. Xin chào chị Luyến Vân nhá. Chia sẻ like cho em với nào. À, chị ơi số điện thoại đuôi 10000 có phải nhà mình không chị ơi? À, đuôi nhà em làm gì có 24 con 0, nhiều con 0 thế. Bé ơi. Đây để em hỏi nhân viên xem nhá. Nhà em là mười mấy số điện thoại em chả nhớ nó là số nào đâu. Chỉ nhớ hai số của em đó là 395 và 209 thôi. Chị là Phương làm nhà chị mới đổi tên. À vậy ạ chị ạ. À, Phương Lâm. À rồi ok chị, các chị cứ đổi tên thì làm sao em biết được. Quần này thì 65 kg một số là các chị mặc vừa. 65 kg một số các chị mặc vừa nhá. Em chỉ chia sẻ trên trang cá nhân thôi, không vào hội nhóm nhé. Ok chị Minh Huyền nhá. Lưu ý là phải chia sẻ like cho em, các chị mình có đơn hàng. Nhà mình có đôi số nào 410 không em? 410. Nhà em không có số điện thoại nào 400 đâu. Tránh trường hợp các chị bị người khác lợi dụng, kẻ xấu lợi dụng đó là lấy đơn hàng của bên em và gọi điện cho các chị. Thì các chị tất cả hàng bên em các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán nhá. Tất cả hàng bên em các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán. Cho nên là lưu ý hộ em, tất cả số điện thoại gọi đến các chị phải xác nhận xem bên Đặng Hương có số điện thoại nó không. À, tặng em một cái ok chị Trần Thúy nhá. Mua hàng nhiều bên em, cảm ơn chị Thị An nhá. Hương ơi có quần mèo với dạ bò không? Chị Đỗ Huyền Mai, chị Đỗ Thanh Huyền Trúc ơi. Quần giả bò bên em thì em thông báo với chị là em đang cháy hàng, không có hàng. Và đối với quần mèo thì là em có về. Quần mèo hôm nay em về được khoảng đôi trăm thôi. Tí nữa em cũng sẽ bán lại luôn cho các chị quần mèo. Bây giờ cái quần mèo mặc thời tiết bây giờ nó rất là đẹp, rất là ấm. Đó, áo ở trong bao nhiêu? À, áo ở trong này đúng không? Con áo ở trong này đang bán cho các chị là 195.000. Em còn chưa cả đóng cúc của nó đây. 195.000 đây này. Hôm nay về được có đâu vài chục con thôi. Em bán buổi trưa chứ bán buổi tối chả có hàng trả cho các chị, sợ lắm. Buổi tối em toàn bị cháy hàng thôi. Buổi tối lượng khách rất là đông. Đó, ví dụ như là ban ngày thì các chị có 7 lên độ khoảng 800 là cao nhất. Nhưng mà buổi tối thì em toàn lên 1.000, 2.000, 3. Không có hàng các chị nhá. Cho nên là những cái con áo lẻ lẻ ít ít này em sẽ tập trung bán cho các chị buổi trưa. À, check in book hộ chị với ok chị Nguyễn Anh nhá. À, đơn sáng qua gửi chưa chị Khoa Đặng ơi, bên sáng qua thì đã gửi rồi, mua nhiều tặng chị một chiếc ok ok, không tặng thì cũng sẽ giảm giá cho toàn bộ các chị thân yêu nhá. Chia sẻ like cho em với ạ. Một lần trang cá nhân của mình, ba lần hội nhóm lớn, tổng cộng là 4 lần các chị thân yêu nhá. Hôm nay có áo phao không? Có nhá chị Lan Phương nhá. Áo phao này 209.000 này, em còn màu đỏ với màu hồng thôi, nó lẻ lẻ được mấy màu. Em ơi phao màu canh xem ok ok, chờ em một tí nhá. Chia sẻ like cho em với nào. Một lần trang cá nhân của mình, ba lần hội nhóm lớn, chị này là chị Hùng Bình này, chị Bình Hùng này ở đội 5 Quảng Đạt, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương, 0397268527 chị nhá. Quần mèo đen không, quần mèo đen không lông mà có 130.000 thôi. Em gửi cho chị này là chị Hùng Bình này. Thế mà chị không lấy hàng, chán ơi là chán. À, chả biết là nói thế nào nữa. Vâng chị ơi. Thế cái con áo phao hồng đấy còn không? Màu hồng cánh sen hôm qua bảo còn 450 con này. Còn thì chiều gửi cho em nhé. Hôm nay có thế thôi, có gì đâu, chị có gì thì gửi bán sang đây. Công á? Không, công bán rồi vẫn còn nhá. Rồi, ok ok em đang bán hàng nhá. Đó, các chị nhìn em nhá. Chia sẻ like cho em với nào. À, nhanh tay nhanh tay. À, xin chào chị Nguyễn Hà nhá. Đó, em vừa mới gọn nốt 4 con áo ở dưới tổng kho. Còn 40 con áo màu hồng kia. Tí nữa em sẽ bán luôn cho các chị với giá là 209.000, nó rất là đẹp. 209.000 đó là áo siêu nhẹ các chị nhá. 5 ngày rồi mà chị chưa nhận được hàng. Chị Nguyễn Thị Mai cho em số điện thoại nhá. Cho em cái áo da mỏng à. Có xả bom không hay là bán hàng luôn? Các chị có thể em xả bom bán xả bom tí nhá. Chia sẻ like cho em để lấy cho chị cái kéo Hồng Quỳnh. Một lần vào trang cá nhân của mình về á, ở đây mà ăn cơm về làm gì? Một lần vào trang cá nhân của mình và ba lần vào các hội nhóm lớn của em nhá. Áo da bao nhiêu? Áo da bán cho các chị muốn em bán bao nhiêu? Bây giờ ở cái mốc em nói chân thành với các chị này, em lấy con áo da đó là 150.000 rồi.
Em lấy là 150.000 và em bán cho các chị là 170.000 thời điểm đầu tiên, sau đó là 165.000, sau đó là 160.000, xuống 155. Bây giờ mà 150 là em hết giá. Đó, bây giờ các chị thương em thì các chị để cho em giá 155. Mà các chị muốn em chia sẻ em hay là em thương lại các chị, em bán cho các chị tất cả với giá là 150.000 nhá. Các chị đã mua rồi đừng có tị nạnh thì em mới bán được. Nếu các chị muốn lên tiếng là em không bán đâu. Chị nào mà nhất trí bán 150 con áo công đó, có size cho các chị 55kg đổ xuống các chị mặc vừa thì em sẽ bán luôn. Đối với các chị 55 đến 60 em hết hàng chị nhá. Đó, đây là lọc của nó ra thì còn ít thôi. Chị nào lấy đi chốt cho em, tặng chị một lần đi, tặng các chị con áo đó với giá là 150.000 thôi, không tặng được gì nữa cả. Hoa thơm mỗi người hưởng một tí, chứ bây giờ mà em tặng tất thì em chết đúng không ạ? Đấy, chia sẻ like cho em nhá. Một lần vào trang cá nhân của mình và 2-3 lần vào nhóm lớn nào. Nhanh tay, ok ok. Có áo thân này. Eo không, có áo thắt dây ở eo có nhá chị Lê Thị Hồng nhá. Đây ạ, cái này có đáng bao nhiêu tiền đâu hả các chị? Có mỗi một con quần mèo này 130.000 đến. Em rút kinh nghiệm như này này. Có khi là các chị mua một cái em không gửi nữa. Bởi vì là một cái đến tiền ship các chị bảo tiền ship thế nào. Hàng bom bao giờ? Ok, chị Nga Ngô chưa được hàng bom bao giờ. Nga Ngô em còn đang thấy có đơn ở đây sao ấy. Đấy, nhìn em nhá. Đây ạ, con quần này nó có đáng bao nhiêu tiền đâu hả các chị? Mà con quần mèo này em còn đang cháy hàng này. Con quần mèo này của nó là mèo không có lông. Mèo không có lông các chị nhá. Thế mà có túi hẳn hoi. Hàng đẹp như thế này bao nhiêu người đang hỏi, thế mà chị lại không lấy hàng. Chị nào lấy comment cho em bom số 1 kèm số điện thoại. Bom số 1 kèm số điện thoại em nhá. Nhanh tay để em chốt hàng các chị. Hôm nay thời gian ngày thì rất là khỏe mạnh. Em rất là khỏe và em nói cũng rất là to. Em sẽ có thời gian để tiếp các chị, có thời gian bán bom cho các chị và chia sẻ với các chị tất cả những cái gì mà các chị hỏi em. Không như tối, lượng tối khách thì nó đông. Em không thể tập trung vào các chị hết được nên các chị cũng thông cảm. Ngày thì thoải mái luôn. Là em ơi, hàng chị đổi 2 tháng rồi. Ok, của chị Huy Hải nhá. Em kiểm tra luôn cho chị Huy Hải luôn hộ chị với nhá. Chị Huy Hải, đơn hàng của chị 2 tháng. Đây, em đang có nhân viên ngồi trực tiếp ở bên ngoài cầm sổ đổi. Nếu như có hàng về em sẽ cho bạn ấy kiểm tra ngay cho các chị đây này. Ok ạ, à, comment cho em nhá. Bom số 1 kèm số điện thoại. Bom số 1 này em nhìn thấy của chị Ngọc Hà. Của chị Ngọc Hà, đuôi số của chị là 439 của chị Ngọc Hà. Bom số 1 này. Đó là con bom số 1, có mỗi một con quần mèo thôi. Đây ạ, à, bom này là của chị Vi Thị Hải. Của chị là số nhà 60, đường Nguyễn Đông Hoành, thị trấn Sách Hải Dương. Thị trấn Lam Sách Hải Dương. Ở Lam Sách Hải Dương em không hiểu làm sao nhưng rất là nhiều chị, không phải là một chị ở Lam Sách Hải Dương, rất là nhiều cái tên khác nhau. Rồi ok, các chị chưa được bom bao giờ đúng không ạ? Chị Nguyễn Lê Na, Nguyễn Lê Na chưa được bom bao giờ à? Comment nhanh tay cho em. Bom số 2 kèm số điện thoại nào. Chị này là chị Vũ Thị Hải này, số 60 đường Nguyễn Đăng Hoành, thị trấn Lam Sách Hải Dương. 0982430262 của chị nhá. Chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu chị ạ. Cái này có 140.000 thôi. 140.000, em không hiểu lý do vì sao mà chị không nhận hàng một con áo của em. Mà em đã nói các chị rồi, trước khi bán con áo đỏ hai vai này em đã nói với các chị là em xin các chị đừng bom hàng của em. Cố gắng hàng đến các chị để ý điện thoại nhận hàng của em với. Con áo này em đã xả rất là lỗ rồi, em không có lãi. Vậy mà chị ý còn này, các chị nhìn em nhé. Thế mà các chị ý còn bom của em con áo này. Em tặng cho các chị con áo này với giá của nó là 0 đồng, con bom số 2. Con bom số 2 0 đồng này em nhìn thấy chị Thủy An nhá. Em ghi hộ chị Thủy An nhá. Đuôi số của chị là 289 của chị Thủy An này. 289 của chị Thủy An, con bom số 2. Đấy là con bom số 2 cho các chị. Hôm nay rất là nhiều những cái con một con đây. Đây là con bom số 3. Cái này của nó là hoa hồng 3D, 185.000. Chị này là 59kg, cao 1m62, là chị Loan Loan Dung. Loan Lung hay Loan Lung Loan à? Ở thành phố Sầm Sơn, số nhà 109 Phan Bội Châu, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, 0353 080 660. Đó, chị này là ở Sầm Sơn, Thanh Hóa các chị nhá, đúng khu du lịch luôn. Chia sẻ like cho em với ạ. Có một con thôi, hôm nay em sẽ bóc một loạt toàn bộ một con áo. Và từ bây giờ em cũng để ý cho các chị này, có khi là em cũng không bán một con áo nữa. Like khác người ta không bán một con áo cho các chị là đúng thôi. Hàng con lợn áo nam em không còn chị nhá, chị Phạm Hiền ơi. Hàng con lợn áo nam chuẩn bị về rồi chị ạ. Rồi, chia sẻ like cho em với ạ. Em chưa được hàng bom bao giờ, ok của chị Trần Thủy nhá. Chia sẻ like cho em phải nhìn đến các chị lên mã số. Bom số 3 kèm số điện thoại em này, chia sẻ like cho em. Một lần vào trang cá nhân của mình, 3 lần gọi nhóm lớn. Đây, cất áo dép vào con. Quay lên, nhanh không ốm đấy. Đấy, tối qua em đặt áo xanh rêu giống cái cam hồng. Không thấy ai gọi, Nhung Nguyễn ơi bên em vẫn đang chốt hàng chị nhá. Bên em vẫn đang chốt hàng đấy ạ, tầm khoảng 4 giờ chiều không thấy ai chốt thì chị điện lại với em với. Đấy, đẹp ơi là đẹp con áo này. Con áo này của nó là hoa hồng 3D. Cho em con này là con bom số 3 kèm số điện thoại nhá. Bom số 3 kèm số điện thoại em ạ. Chia sẻ một lần vào trang cá nhân của mình, 3 lần một nhóm lớn thôi em nhá. Bom số 3 kèm số điện thoại. À rồi ok. Sally về thanh toán. Ok ok của chị Trịnh Thị Mai này, của chị Trịnh Thị Mai bông. Ok nhá, Trịnh Thị Mai, Trịnh Mai tít bông.
cho em số điện thoại luôn chị nhá, chia sẻ luôn vào các nhóm Thanh Hóa cho em, tất cả các nhóm Trịnh Mai Bông này, riêng chị Trịnh Mai Bông này chia sẻ tất cả các nhóm Thanh Hóa của em nhá. Rồi ok, để lại cho em số điện thoại chị Trịnh Bông nhá. Số điện thoại của bên em là 0979455209. Đó, đây là con áo. Con áo này của chị Minh Trung. Minh Trung, chị Minh Trung này là có 130.000 thôi. Số nhà của chị là số 1/33, khu phố Hòa Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, 0398 825 797 của chị này. Đó, chưa nhận được hàng chưa nhận được hàng đổi quần mèo. Chị này là có hàng đổi đến đây này. Chị này có hàng đổi của về bên em nhưng mà hôm đó đi thì em chưa nhận được và chuyển phát nhanh cho chị 3 ngày nhận được. Nó rơi vào 29.000 tiền cước các chị nhá. Mà không nhận hàng, đây là gói hàng chuyển phát nhanh. Rồi em nhìn thấy rồi nhá. Đây của em là của chị có hàng đổi đây. Chị này là chị Mạnh Trung à. Em sẽ cắt luôn. Hàng đến các chị không nhận hàng, bây giờ các chị còn cứ kêu đổi mới trả cái gì. Bây giờ em nói thật với các chị như này này. Các chị là khách quen. Bây giờ những gói hàng quay trở lại như thế này em mất là 60.000. 29 với 29 là bao nhiêu tiền? 29 với là 29 là bao nhiêu tiền rồi ạ? 58.000. Thế bây giờ em thử hỏi các chị là em cộng cho các chị 58.000 này vào gói hàng đổi, các chị có chấp nhận không? Các chị có nhất trí không? Mà bây giờ các chị có một con áo thôi, các chị không nhận hàng, các chị bỏ bom cho bên em nhé các chị nhé. Con áo này có bao nhiêu tiền đâu ạ? Hơn, con quần mèo này 130.000. Đây lại là con quần mèo. Đây là con quần mèo cùng một đợt luôn. Cùng một đợt con quần mèo này luôn các chị nhé. Đây của nó là mèo dạ, đây là mèo trơn. Các chị comment luôn cho em nhé. Comment luôn cho em xả số 4 kèm, bom số 4 kèm từ điện thoại. Bom 4 kèm số điện thoại em với ạ, đuôi 866 đúng là của bên em nhé chị nhá. Đuôi 4866 là của bên em và hiện tại số đấy thì em đang bán hàng. Comment cho em này, bom số 4 nhá. Bom số 4 kèm số điện thoại, em nhìn thấy các chị em sẽ chốt hàng cho các chị ngay. Số 4 kèm số điện thoại của em với ạ. Ok, của chị Bình Ngọc Hà. Của chị Bình Ngọc Hà, số điện thoại của chị là 328 nhá chị Bình Ngọc Hà nhá. Bom số 4. Sang đến cái bom này là bom số 5. Bom số 5 này. Chị này là chị Nguyễn Tứ. Chị Nguyễn Tứ này bên em phải có 4 năm đơn rồi. Chị Nguyễn Tứ này ở ngay đây thôi. Tí nữa em cho người liên lạc với chị Nguyễn Tứ này. Đó, chia sẻ like cho em nhé. Sang bây giờ con áo công này em sẽ bán tất cả cho các chị con áo công với giá của nó là mã số 1. Mã số 1 áo công này bán tất cho các chị với giá của nó là bao nhiêu ạ? 150. Comment nhanh tay lên cho em nhé. Các chị thông cảm cho em là có những chị ở đây đã mua quần áo công này rồi và với giá của nó thấp nhất là 155.000. Nhưng bây giờ hôm nay em còn một ít em xả nốt cho các chị là 150.000 thôi. Chị nào đấy comment cho em mã số 1 kèm số điện thoại. Lưu ý là tất cả các chị 55kg đổ xuống là các chị mặc vừa nhá. Bé chuẩn bị công ở đây chị nào. 55kg đổ xuống là các chị mặc vừa này. Chị nào lấy công thì chốt cho em nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại. 55kg đổ xuống các chị mặc vừa. Có nhìn thấy chị Phương Ngô nhưng em có nhìn thấy tất cả các chị. Lưu ý là comment đã chia sẻ mã số 1 kèm số điện thoại em. Có 50 con, có 60 con và bán cho các chị với giá là 150.000. Chị ơi em hết bom rồi. Hết bom rồi chị nhá. Đang mua thì phải lấy. Hôm bữa chị mua một áo ship 37k. Đấy đúng rồi, về Trà Vinh nhưng mà là chuyển phát nhanh thì giá đấy của nó cũng đúng chị ạ. Nếu mà chuyển phát nhanh thì của nó cao. Khi nào lấy comment cho em nhá. Đã chia sẻ 57kg. Một áo đó 57kg không biết là có vừa hay không. Khi nào lấy chốt cho em, chốt mã số 1 kèm số điện thoại. Đã chia sẻ mã số 1 em nhá. 150 cho các chị, tất cả công này của nó là công đá. Lưu ý là chia sẻ like cho em ấy ạ. Mã số 1 của em ấy ạ. Chị đứng dậy em xem với, ok chờ em một tí chị nhá. Đây là Fairy chờ em một tí nhá. Mã số 1 của em ấy ạ. Không có 100k chị nhá. Chị Thủy Đỗ ơi, đây là 150 chị nhá. 150 chị nhá. Rồi ok, chị Thu Phạm có này, chị Thủy Đỗ có này, của chị Trần Nga có nhá, chị Phạm Phụ có nhá. Áo này đẹp lắm, áo này không đẹp em không lấy tiền của các chị nhá. Chị Thúy Hoàng có nhá. Chị nào lấy chốt cho em mã số 1 kèm số điện thoại này. Thúy Hoàng có nhá, chia sẻ like cho em. 47kg, các chị mặc vừa in luôn. Con áo này rất là đẹp. Chị Nguyễn Lê Na cho em số điện thoại này. Chị Nguyễn Hồng cho em số điện thoại này. Cho em mã số 1 kèm số điện thoại của chị La Vi Nguyễn có nhá. Em chỉ chốt cho những người nào 55kg đổ xuống thôi. Em chỉ chốt cho các chị 55kg đổ xuống thôi. Chị Hoàng Hương có nhá. Chị Lan Vi Vi có này. Chị Nguyễn Lê Na có này. 170 hôm nay trẻ thế chị ơi. Còn ít này là ít cuối cùng rồi. Chị Thị Mai Thích Bông một con nữa này. Chị nào lấy chốt em. Ok ok của chị ạ. Chị Năng có nhá. Comment cho em đã chia sẻ cái mã số 1 chị Nguyễn Hằng có ạ. Có rất là ít. Tay công này của nó là tay công đá. 55 đổ xuống mặc vừa thôi, không có đủ size đủ số. Chị Hoàng Bảo có ạ. 57kg, chị hai rồi thích lắm. Chị 57 nhà chị hai chị mua rồi. Ok chị Hường Nguyễn ơi, có lấy thêm một cái thì lấy luôn. Chị Vân Hoàng một con nữa ạ. 57kg các chị mặc size XL rồi và hiện tại em đang hết size XL nhá. Huy Hải có này, chị Nguyễn Kim Linh có này. Chị nào lấy chốt luôn cho em ấy ạ. Riêng cái đuôi 866 em đang bán hàng, các chị đừng gọi vào nhá. Lê Ngọc Lan có nhá, Thuyết Ngô có này. Áo cộc đang mặc, tí nữa cháu bán luôn bây giờ. Cô Yến Lâm ơi, tí nữa cháu mới bán luôn bây giờ. Định Trâm có này. Ok của chị Thúy Hoàng có nhá, cho em một con. Cho em số điện thoại đi. Nguyễn Thị Mai có ạ, chị Đặng Dinh có nhá. Mã số 1 em, chị Ngọc Hoàng Bảo có nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại em nhá.
Xin các chị thông cảm của em là đuôi 866 em đang bán hàng các chị nhá. Em không để chế độ máy bay, em để bình thường, các chị đừng gọi vào đó. Giá bao nhiêu? 150 thôi. Chị nào lấy sỉ nhật trực tiếp hôm nay được. Chị Hải Trần nữa này, ok, chị Thanh Anh có nhé, chị Ken Hiền có này, của chị Uyên Nguyễn có nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại em nhá. Uyên Nguyễn có này, của chị Ken Huyền có này, Ngọc Thúy 5 con. Ô, Ngọc Thúy hôm qua vừa lấy 5 con sao? À hôm kia đúng không ạ? Ok, chị Bắp Cải có nhá, chị nào lấy chốt cho em 5 nham kg, chị Kiên Đặng có mặc vừa nhá. Nguyễn Hồng Chiêm, tất cả 5 nham kg của dùng cho chị mặc vừa, chị em. Ok, của chị Đinh Trâm đấy, mã số 1 để lại luôn cho em bao nhiêu con luôn. Chị Lê Nguyễn có nhá, chị nào chốt nhanh cho em. Chị Hồng Đức ạ, không có size XL, hết sạch size XL rồi. Của chị Nguyễn Lê Na có nhá. Chị Đặng Dinh có này, chị nào lấy thì chốt cho em mã số 1 kèm số điện thoại. Ok, của chị Nguyễn Hồng có nhá, còn bao nhiêu con em mang hết đây. Nguyễn Hồng có này, Nguyễn Tiên Linh có này, Thảo Ngố có này. Lưu ý là 5 nham kg đổ xuống các chị mặc vừa thôi nhá. Chị Thảo Ngố có, chị Hoàng Nguyễn có nhá, Phương Thảo Đỗ có ạ. Lưu ý là chia sẻ like cho em. Chị ơi có đấy, nhưng mà các số này đuôi 866 là đuôi của bên em, nhưng mà em đang bán hàng bằng cái máy đấy đây, không thể có nghe được đâu. Ok ok. Ok Bắp Cải nhá, chị Thanh Nguyễn có ạ, chị Nguyễn Nguyễn có ạ. Bao nhiêu tiền? 150 cho các chị nhá. 150.000. Chị Hoàng Nguyễn có nhá. Con áo này của nó là con áo công ở bên ngoài rất là đẹp. 150 150. Chị Nguyễn Xuân Linh có ạ. Các chị thông cảm cho em là còn mỗi em xả hàng thôi, chứ không phải là cố ý bán đắt hay bán rẻ cho các chị đâu. Chị Tuấn Minh nhá, giá bên em ổn định nhất đấy ạ. Minh Việt cho em số điện thoại nhá, chờ em tí em đứng luôn bây giờ. Chị Tuyết Linh có nhá. Ok chị Trịnh Lê Nguyễn có, mã số 1 nhá. Có nhìn thấy Nguyễn Lê Na đã chốt cho chị một con rồi ạ. Chị Nguyễn Hằng một con nhá. Con áo này các chị không lấy thì thực sự một câu là tiếc, bởi vì nó không đáng bao nhiêu tiền, nó quá rẻ. Nó không bằng một con áo cộc, nhưng đối với con áo này thì mình mặc nó lại rất là sang. Đó, chị Nguyễn Tuyên Linh có nhá, Ken Hiền có này. Có nhìn thấy Phạm Phượng cho em số điện thoại nhá. 4 quần mèo lông, ok, của chị Hương Nguyễn có quần mèo lông. Các chị quần mèo lông bên em tối nào cũng bán, các chị đã chốt rồi thì đừng chốt lại nữa, không là trúng đơn đấy ạ. Phượng ớt có nhá, mèo lông thì em sẽ bán luôn bây giờ. Phong Vân Nguyễn có này, chị nào lấy chốt cho em mã số 1. Áo đang mặc trong giá sao? Đang mặc trong em sẽ bán luôn bây giờ 195.000, mai sang có nhá. Minh Tuấn cho em số điện thoại nhá, của chị Trần Thủy cho em số điện thoại nhá. 55 kg đổ xuống các chị thân yêu mặc vừa. Tất cả các chị 55 kg đổ xuống các chị mặc vừa này. Đó, đây là con áo mã số 1 của em, con áo công. Các chị có thể kéo lên. Hiện tại em vương đang cao 1m59 mà mặc 1m59 và nặng 49 kg, thì em đang mặc chuẩn của nó là size M. Và cái dòng này 50 đến 55 các chị mặc cho em size L. Nhà em hiện tại là hết size XL và nó không có hàng nữa, cháy hàng này. Chỉ có size M và size L thôi. Đặt hàng với Quảng Châu hàng nghìn con này bây giờ cũng không có các chị ạ. Mà em đã quá đắt hàng con áo này rồi. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. 150, mã số 1 đã chia sẻ của em. Hà Đức có nhé, của chị Mai Linh Cúc có này. À hôm nay 170. Chị Nga ô Ngô ơi thông cảm cho em, đó là em không thể chờ các chị nhận hàng em mới hạ giá được, bởi vì hàng này em còn ít thì em xả cho nó nhanh thôi. Em muốn bán cuốn chiếu, một áo da 270 nữa, ok, của chị Hương Nguyễn 270 đấy nhá. Áo da công của chị Quang Long có này, em mang đây cho chị Gia Na Nguyễn Hải có nhá. Cho em mã số 1 kèm số điện thoại các chị nhá, đã chia sẻ kèm số điện thoại của em. Đó còn bao nhiêu con em nhắn hết đây cho chị. Chị Nguyễn Kim Ngọc có này, chị Trần Bình có này. Bác Cải chị ơi XL nha, em không lấy đâu. Đúng rồi chị Bác Cải ơi. Chị yên tâm là bên em còn gọi điện chốt hàng cho từng chị. Các chị mà không vừa bên em cũng không gửi hàng nhá. Còn gọi điện chốt hàng lấy chiều cao cân nặng và tư vấn cho các chị sai số nữa mà. Kim Ngọc có này, Trần Bình có này. Ôi chị ơi đừng tiếc chị Trương Lạc Lạc ơi, chị Trần Bình có nhá. Hôm nào tất cả các chị mà mua con này với giá 170.000, em sẽ chiên các chị sau, chiên các chị bằng một mã khác sau chị nhá. Chị Minh Hằng có ạ. Quần đùi nhung mặc bao nhiêu tiện, bao nhiêu kg mặc vừa? 65 kg đổ xuống các chị mặc vừa quần nhung. Đấy, em còn tần này trên tay. Chị nào lấy chốt luôn cho em mã số 1 kèm số điện thoại. Lưu ý là chia sẻ like cho em nhé. Minh Nguyệt có này, ok, chị Nguyễn Hương có mã số 1 nên lấy con này. Chị ơi sao không có em? Chị Hoàng Hoa cho em số điện thoại nhé. Chị bị ẩn comment. Cho em lại số điện thoại này. Huệ có này. Hai áo công 150. Chị Nguyễn Hồng cho em số điện thoại 52 kg, đúng rồi. Chị Nguyễn Hồng chia mặc size L của em bé ạ. Chị Dương Ánh Tuyết cho em con size M1 kèm số điện thoại này. Phát hàng cho em số điện thoại 150.000. Rồi chị đặt hàng qua Maxiger. Ôi Nguyễn Bích ơi, nếu mà đặt hàng qua Maxiger thì là không biết các bạn có chốt được không, bởi vì bên em không có thời gian, không để chăm sóc qua chị qua Maxiger được, lượng khách nó quá là đông chị nhá. Thảo Nguyễn có này, của chị Hải Nguyễn Hằng có, chị Đỗ Thúy có nhé, chị Từ Tâm có 150 thôi các chị nhá. Chị Đỗ Thúy có này, chị Thanh Lan có này. Hôm trước ok hôm nào em sẽ bổ sung cho các chị, bởi vì là áo da 270 chị Trần Thu Hường có, chị Ngọc Hà có nhá, chị Hoàng Hoa có, chị nào lấy đi chốt cho em nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại em, đây là con áo công. Chị Hoan Nguyễn có này, mã số 1 này. Xin chào chị Lên Trần nhá, xin chào tất cả các chị ạ. Hàng đẹp lắm, chị Hoài Thương cảm ơn chị nhá. Hôm trước chị mua 170.000. Các chị ơi, em đã nói rồi, em không có đủ size đủ số, em chỉ còn size M, size L thôi. Em bán với giá này của nó là giá yêu thương, bằng giá sỉ luôn. Chị nào đã lấy sỉ con áo này thì các chị biết em lấy các chị là 150.000.
em lấy các chị là 150.000 nhá. Và bây giờ em bán bằng giá gốc cho các chị như thế này là không có lãi rồi. Cảm ơn chị Thanh Huyền nhá, chị Bình Nguyễn có này. Hôm nay chị là được rẻ coi như là không mất tiền ship rồi. Ok. Rồi đúng rồi, các chị hôm nay mà mua 150.000 là coi như là được gần như một cái phí ship nhá. Chị Nguyễn Thu Lan có này, chị Ánh nhá. Của chị Ánh Mi Trường có nhá, chị Bình Nguyễn có này, chị Phan Hằng có này. Em mang đây cho chị nhá, không để lại bán xỉ nữa đâu. Còn bao nhiêu con em nhận hết đây cho chị. Chị nào lấy chốt cho em với ạ? À? Cái đó là khoác da à? Đúng rồi, đó là khoác da. Các chị có thể cảm thoải mái. Đối với các chị là khách quen thì bấm theo dõi thương shop của em nhé. Và lưu ý hộ em Hương, đó là hàng bên em các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán, đúng và đẹp như thế này thì các chị nhận hàng không thì thôi. Chị Trang Bùi có, chị Nguyễn Thị Quý có nhé, chị Phương Ngô có này, quần đang mặc 60kg 1m64 có vừa, chị Ngô Thị Lan nhé. Tối nay em có hàng quần 3D với giá của nó là 99k về các chị nhé. Tối nay có quần 3D với giá 99k về các chị nhá. Ok, ở chị Thu Hương Trần 150 có này. À, em mặc bao nhiêu? Em đang mặc về em bán với giá là 150, chị ơi em còn ít thôi. Phương Ngô có ạ. Ok, ba chị ở trên em để cho ba chị không là hết hàng này. Em chốt đúng đủ số lượng trả các chị nhá. Em đã nhìn các chị trên này là các chị có đơn Maria Trần hai áo. Bây giờ mới nhìn thấy chị Maria Trần. Lâu lắm rồi em không nhìn thấy chị Maria Trần đấy nhá. Ok, cứ nghĩ một con cái này của chị Hồng ngát cũng một con thôi đúng không ạ? Quần đùi em mặc bao nhiêu? 250 chị nhá. Cho chị một quần đùi nhé. Chị Ngô Thị Lan cho em quần đùi nhung kèm số điện thoại. Chị Phong Vân Nguyễn một con cho em số điện thoại nhá. Chị Hoàng Nguyễn có này. Hàng ok, lo không lo về chất, đúng rồi. Cảm ơn chị nhá. Cung Nguyễn em đã chốt rồi ạ. À, công này đây, chị cũng đang ngóng áo công, chị Nga ơi, ok nhá. Đã chốt đơn là đã có đơn đi rồi. Chị Hoa Nguyễn mã số 1 ok có này, của chị Happy Oli à. Rồi của chị Oli Ly có nhá. À, em có không, của chị Hải Nguyễn Bằng cho em số điện thoại. Bây giờ mới nhìn thấy các chị đấy ạ. À, áo công 150. Ok, 1m50 48kg mặc size L của em nhá. Ok, Thu Hường có nhá. 55kg một xuống mà vừa thôi. Phạm Giang có này. Phao của canh bạc đang bán, phao bên này đang bán là 209.000 thì bán luôn. Chị Tâm Thanh Nguyễn có nhá. Áo siêu nhẹ có màu đỏ không? Có màu đỏ chị nhá. Chị Phạm Tuyền có này. Tâm Thanh Nguyễn có này. Chị nào lấy chốt cho em đấy ạ. À. Rồi ok, chị Thanh Quách có nhá. Cho em mã số 1 kèm số điện thoại. Chị Thanh Quách có này, chốt hàng cho em chưa, sau chủ nhật không thấy ship. Chị Thảo Linh Nguyễn ơi, Linh Nhi ơi, bên em đã chốt hàng có đơn đi rồi nhá, vẫn quế có ạ. À. Bên nào lấy chốt luôn em nhá, hết sạch cho em. Hết rồi nhá. Đó, chốt nốt tuần này là hết nhá. Linh Chi có ạ, 55kg đổ xuống mặc vừa thôi. Chị Hoa Nguyễn có này, ok, của chị Phạm Thị Thơm có size L nhá. À, nếu như các chị mà 56, 57 các chị có thể khoác ngoài cũng được. Thực ra là con áo này nó co giãn. Đối với các chị 56, 57 mà người gọn các chị vẫn mặc bình thường. Áo phao đỏ trên canh mặc bao nhiêu tiền, đang bán với giá là 330.000 chờ em một tí. Chị Hải Trần có này, ok, chị Hiền Lê có nhá. À, Hồng Mến cho em từ điện thoại chị nhá. À, chị Quang Long ơi có lấy không nào? Trưa nay em có lên 3D không? Có nhá chị Nguyễn Thái, Nguyễn Thu Lan ơi có lên 3D, em sẽ lên tất cả các mã để cho các chị dồn đơn luôn trong một lần này. Ok, Nguyễn Thị Bắc có nhá, Minh Nguyệt có này, của chị Kim Ngô có này. Mã số 1 của em nhá. Mã số 1 kèm số điện thoại. Lưu ý là chia sẻ like cho em. Một lần vào trang cá nhân của mình, 2-3 lần vào các hội nhóm lớn thì các chị mới có đơn hàng đẩy trên máy tính của em được. Nếu không sẽ không đẩy nhá. Quang Long chắc lại cho ai cầm máy rồi. Ok, áo công của chị Nga Nguyễn cho em từ điện thoại nhá. Áo khoác da công của chị Thanh Quách có này. Chị nào lấy chốt luôn cho em mã số 1. Em gửi mua áo công của em bị chật. Chị Thị Lan Anh Nguyễn ơi, áo công này hết sạch rồi, không có áo mà đổi ý. Bởi vì là bây giờ chỉ có gửi đổi lại thì em đổi cho chị sản phẩm khác. Em lại bán cho chị con áo này thôi, chứ bây giờ mà đổi lại con áo này thì nói thật là bây giờ em đang hết size to. 57kg chị mặc vừa lắm, cảm ơn chị Trần Liên nhá. Đấy là đối với các chị người gọn thì các chị có thể mặc size L. Ok, chị Nguyễn Thị Bắc có này. Chị nào lấy chốt cho em công nhá, chị Ân Nguyễn có ạ. À. Mã số 1 kèm số điện thoại của chị Nga Nguyễn nhá. Còn có vài con trên tay, tất cả công này của nó là công đá tay. Đó, sau hôm nay thì em nói thật với các chị nào, chắc là cũng chẳng còn đâu. Cái này là của chị nào với xỉ 50 con đúng không? Được. 50 con của ba chị đúng không? Đấy, đây là của khách lấy xỉ của em đấy. Trưa nay có nỉ thể thao không chị ơi? À, nỉ thể thao trưa nay bên em không còn rồi. Xin chào chị Mai Nguyên nhá. Ok ok, một áo phao em sẽ đổi cho chị, đổi sang cho các chị bất kỳ sản phẩm gì các chị thích. Cho chị một mèo ba giả bò ok của chị Đỗ Huyền Mai Trúc, quần mèo tí nên em sẽ bán luôn bây giờ, của chị Mỹ Đức có này. Bây giờ các chị lạnh thế này các chị mới cần đúng không ạ? Áo công mã 1 đang bán là 150, chị Tú Nhựa Gia Lân có nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em với ạ. Chia sẻ like cho em một lần trang cá nhân này, Giang Nguyễn có này. Còn vài con trên tay nhá. Chia sẻ like cho em với ạ. Cho em một cái chị Hồng Mến, cho một cái không được phải để lại cho em số điện thoại. Chị Triệu Bé Linh có. Riêng con áo công này em để các chị kiểm tra hàng trước thanh toán, đẹp các chị lấy, không đẹp các chị giả là em. Em đi gần 3.000 con áo này mà em chưa quay về một con nào. Có quay về là các chị bo màng, các chị không xem hàng thôi. Còn 100% các chị kiểm tra hàng trước thanh toán là các chị ưng con áo công này các chị nhá. Mà em nói lại mà các chị nhắc lại một lần nữa để không phải hai bên không phải nói lại với nhau này. Con áo công này của nó là con áo công mỏng pha gen. Bên này của nó là gen, bên này của nó là áo pha da. Tất cả
bên trong các chị em mặc ba lỗ, áo hai dây hoặc là áo cộc như em đang mặc các chị nhá. Chứ không về các chị là bảo ôi em ơi mặc một mình không mặc được vì nó hở. Con áo này là mặc kết hợp áo bên trong. Tất cả các chị ở thời trong miền Nam các chị mặc với áo hai dây hộ em, ba lỗ hộ em, các chị ở ngoài các chị mặc với áo len, áo di lê, mặc với cái gì cũng được. Ok chị Hồng hát cho em số điện thoại này của chị Hồng nếu có này, chị Mỹ Đức có nhá. Đặt áo 130 mã 10 gửi cùng cho em nhé chị Thơm Ngô ơi. Nếu có người chốt hàng thì chị báo luôn cho em với ạ, dồn đơn chứ bên em thì không để các chị dồn đơn từ like trước sang like sau. Không may may là đơn của các chị chưa đi, chưa chốt thì bên em mới có thể dồn được thôi. Ok nhá, ba hoa đỏ còn không có nhá. Chị Nguyễn Hương ơi có áo ba bông hoa đỏ tí em bán luôn bây giờ. Dương Ánh Tuyết có này, gửi cho anh 100 áo và 100 quần để anh gửi đồng bào lũ lụt nhí. Phồng Thỏa ơi, vậy à, ở đâu nhỉ? À ok, gửi cho anh 100 quần 100 áo. Thì là nếu như em thì cũng đang, nếu như em thì cũng đang muốn là có điều kiện, em sẽ lên thăm đồng bào các nơi gọi là ở trong Khánh Hòa, vừa rồi em cũng xem rồi. Nhưng mà rất là xa xôi, điều kiện của em không cho phép. Nhưng mà tới đây, gần đây thì là ví dụ như là ở những cái tỉnh lân cận này là em sẽ tổ chức một chuyến đi thăm mọi người. Tất cả mọi người coi như là đi thăm mọi người đồng bào, coi như là mình chia sẻ một tí. Đó, tới đây là em cũng sẽ đi. Khi nào chuẩn bị đi thì em sẽ kêu gọi các chị tất cả những cái gì, quần áo của các chị, ví dụ như là không mặc được, của con cái thừa hay là như thế nào đó, các chị có thể là gửi lại về cho bên shop của em. Em sẽ xin lại các chị những cái quần áo cũ đó mà em là người chịu phí ship cho các chị, chỉ cần các chị gửi lại cho em thôi. Đó, em sẽ gom cái quần áo đó vào và em sẽ làm một cái chuyến đi gọi là từ thiện giúp mọi người. Em sẽ nghỉ được khoảng vài ngày tới đây, chắc là tầm được khoảng một tháng, hơn một tháng nữa là em sẽ đi. Đó, lúc nào chuẩn bị đi cách được khoảng 10 ngày là em sẽ thông báo các chị có những cái đồ đó các chị gửi lại, tiền phí ship em sẽ chịu. 65kg không vừa chị xéo xéo nhá, có quần 3D chị nhá. Đấy ok, chị Hồng Hến có này, của chị Đàm Tung có này, bao nhiêu một áo? 150.000 em hết chị nhá. Mình tưởng không cần mặc áo trong, chị Thu Hường ơi, cái áo này của nó là áo công. Đấy các chị mà không mặc áo, các chị không mặc áo trong cũng được, nhưng mà lúc hở lúc không em chỉ sợ các chị ngại thôi, bởi vì đằng sau lưng của nó không hở một cái gì cả. Đấy, nó chỉ hở hơi bên đằng trước này một tí này. Đó, như các chị chú ý hộ em, nhìn chung là mình mặc áo trong thì đẹp, mình mặc với áo trong này của nó thì quá đẹp. Tối qua chị chốt thì mình chưa, Thúy Vân ơi bên em mới đang chốt hàng nhá. Bao nhiêu áo đấy? 150.000 chị nhá. Sang con áo số 2 này, tri ân các chị, toàn người ta đang bán cho các chị là 205 và 209. Tất cả áo này của em là hàng Quảng Châu loại 1 và em tri ân đặc biệt cho các chị với giá của nó là 195.000. Đây là mã số 2, toàn bộ áo của nó là áo ren các chị nhá. Tất cả đây của nó là áo ren cao cấp loại 1 mà con nào cũng như con nào. Đây ạ, nhìn em. Ok ok, chú An Nguyễn ạ. Áo bạn đang mặc trong có màu khác không? Không có đâu, nhưng chỉ có màu đen thôi. Tất cả phần ống tay của nó các chị nhìn em nhé. Riêng con áo này của nó đẹp xuất sắc. Hàng này em đã về một lần rồi và em bán đã cháy hàng này. Chị nào hôm trước mà thiếu hàng này hôm nay các chị chốt luôn của em với nhá. Em gửi bưu điện hả em? Chị ơi em gửi bên Viettel và chuyển phát nhanh chị nhá. Áo da bao nhiêu đang bán với giá của nó là 150.000. Mình nhận được hàng rồi đẹp lắm, nhưng đổi cho mình cái áo dài tay lấy áo cộc tay được không? Được nhá chị Kim Oanh ơi. Được ok chị nhá, gửi lại em nhận được hàng sẽ đổi cho chị ngay. Ok chị Dương Hà có ạ. Áo công là 150 chị nhá. Có quần bán đi chị ơi, có quần tí nữa em bán quần luôn bây giờ chị nhá. Nhìn của em ấy ạ. Đây là con áo này. Tất cả đây là hàng áo em bán cho các chị nhá. Với giá em đang mặc trên người, với giá của nó là 195.000. Tất cả gen này của nó là gen cao cấp 2 lớp. Và đây là hàng Quảng Châu loại 1 có đi kèm túi phụ. Đấy ạ, chị nhìn em ạ. Đây nhá, nhìn em nhá. Con áo này hôm trước em có đúng 50 con và em cháy hàng không có hàng. Bây giờ 60kg, 68kg đổ xuống các chị mặc vừa, 195.000 cho các chị. Đây là mã số 2. Áo công đang bán là 150 nhá, có mặc vừa nhá. Nghe rõ em này, trước khi bán một sản phẩm nào đó em sẽ giới thiệu chi tiết của nó về mặt hàng, chiều cao cân nặng và chất vải của nó là chất gì. Thì các chị có thể là để lại cho em số điện thoại kèm mã số thôi. Tất cả con áo này 65-64kg đổ xuống là các chị mặc vừa, 65-64kg đổ xuống các chị mặc vừa nhá. Comment cho em đây là mã số 2, cho em đủ mã số 2 kèm số điện thoại này. Đây ạ, đây tất cả dòng của nó là dòng cao cấp loại 1. Đấy, tang mác của nó nhá. Các chị mà phải mua với giá của nó là hơn 200.000, nó vẫn là hàng này thôi. Rồi ok, chị Bảo Trâm có này, áo đang mặc cổ thấp không? Chị ơi cổ này của nó là cổ 3 phân, rất là xinh. Áo này các chị có thể mặc được mùa hè, riêng con áo này các chị có thể mặc được cổ mùa hè, nó rất là xinh. Cho em mã số 2, chị Ngô Lan Anh có này, áo ren trên tay, dài tay có không? Em có nhá, áo công của chị Nga Trần có, của chị Phan Giang có áo công nhá. Em có mặc cổ thấp không? Có, con áo này của nó là cổ thấp chị nhá, 60kg các chị không mặc vừa. Đây là cái túi đi phụ của nó này, đây là túi đi phụ này. Cho em mã số 2 nhá, chị Hòa Hoàng có ạ. Quần nhung 38kg các chị mặc cho em cái size nhỏ nhất nhá. Ok ok, chốt cho em ấy ạ. Mình chốt áo đó nha bạn, chị Thu Hường. Ok chị nhá. Cho em số điện thoại chị nhá. Bao nhiêu một áo đang bán là 195.000, 42kg các chị mặc size nhỏ nhất của em với này. Chị nào lấy chốt cho em mã số 2. 65-67kg đổ xuống các chị mặc vừa. Em cắt dây của chị đấy ạ. Tất cả ta mã của nó con nào cũng giống con nào nhá.
con nào cũng giống con nào, không khác nhau một tí nào cả. Hàng Quảng Châu loại 1, các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán. Ok, chị Huyền Linh có nhá. 42kg có mặc vừa này, chị nhận được đồ rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Trương Hạnh Nguyễn nhá. Chị Nguyễn Hạnh Tường nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Mã số 2 của em với này. Mã số 2 ok, của chị Ruby Hoàng có ạ. Đấy, con này em không có nhiều đâu, quần mèo tí em cũng sẽ bán luôn. Mã số 2 Ruby Hoàng có này. Đấy các chị, đây ạ, con nào cũng như con nào. Bây giờ nhìn thấy chị Khoa Đặng nhá. Đây là Quảng Châu loại 1 hộ em. Mã số 2 kèm với điện thoại của chị Ruby Hoàng có ạ. Đấy, con này của nó thì đẹp lắm. Con này của nó thì mặc rất là xinh. Chị Khoa An em có nhìn thấy chị nhá. Phần tay của nó tất cả thiết kế nhìn em nhá. Tất cả phần tay này của nó rất là đẹp. Quần jean em có chị nhá. Hoàn toàn cái tay này của nó đều là thêu. Áo đang mặc bao nhiêu? Chị ơi, đang bán với giá của nó là 195.000, 195.000 cho các chị nhá. Và ngoại su su một con nữa ạ. Chị Phùng Thỏa ơi, có số điện thoại em chưa nhìn thấy đâu. 1m50, 60kg, chị mặc size to nhất của em, chị Thu Hường nhá, cho em số điện thoại nhá. Đằng sau lưng của nó đều có cúc. Đằng sau lưng có cúc chị nhá. Đằng sau lưng của nó toàn bộ có cúc. 45kg rộng không rộng đâu, chị mặc vừa, chị mặc size nhỏ nhất của em. Comment cho em mã số 2 kèm số điện thoại này. Mã số 2 kèm số điện thoại em với ạ, xem lại áo khoác với. Áo khoác chờ em tí nhá. Áo khoác đấy em còn không có hàng, em còn cháy hàng rồi cơ. Áo đang mặc 45kg có mặc vừa chị nhá. Chị Cũ Nam Huy có này. Có mặc vừa 45, 40kg đổ lên mặc vừa. Chị Như Quỳnh có nhá. Của chị Bình Nguyễn cho em số điện thoại nhá. Như Quỳnh có này, Bình Nguyễn có này, Thu Hương có này. Chị nào lấy chốt cho em này. Mã số 2 chị Võ có nhá. Lấy hai con của em với ạ. Chị Nguyễn Hồng có nhá. Mã số 2 của chị Lê có này. Ok, mã số 2 60kg chị Vũ Lan vừa nhá. 50kg có vừa chị nhá. 50kg mặc cho em size M cũng được, size L cũng được. Áo này chị vừa mới nhận xong, đẹp lắm. Trang Nguyễn ơi lấy thêm con nữa đi. Con này của nó đẹp lắm ấy. Cái tay này của nó xinh cực kỳ luôn. Tất cả những cái dòng này của nó mà chị Trang có công nhận là em bán rẻ không? Một bộ nhung ok của bà ngoại Su Su có nhá. Chị Trang Nguyễn, em tất nay xem like khác cùng với chị Trang Nguyễn nhá. Chị có công nhận em bán quần áo này rẻ không? Kể tất cả các mặt hàng của em bao giờ so với like khác em cũng bán rẻ nhất là 5.000. Đấy, nhiều nhất của nó là đến 15-20.000. Chị Lương Hồng có ạ. Chờ em một tí nhá. Chị vừa nhận áo beo sau. Áo beo không may gấu, chị Phương Ánh ơi. Áo beo của nó có may gấu đâu à chị? Chị Nguyễn Hồng có này. Em ghim giá đi cho mọi người biết. Chị ơi, đang bán với giá của nó là 195.000. 195.000 nhá. Chị nào lấy chút luôn cho em. Em không biết là ghi bé ơi ghi giá trên này như nào nhỉ? Chị bình luận xem chị ghi lại. Rồi ok, em bình luận nhá. 195 này. Đó, chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Em ghi luôn 40 đến 65 kg mặc vừa. 65 này. Kg vừa này, em này rốt công nghệ lắm. Chị nào lấy chốt cho em về nhá. Chị Trọng Đạt có nhá. Ok, một công của chị Bình Nguyễn có này, của chị Nguyễn Tâm có ạ. Chị nào lấy chốt cho em. Ok. Trang Nguyễn ok cái gì nhỉ? 52kg chị mặc cho em size M. Chị Lệ Nguyễn có ạ. Đấy, từ các chị V-back thôi, bởi vì con áo này nó đẹp mà. Chị Trọng Đạt có, chị Bình Nguyễn có nhá. Toàn áo có cổ. Chị ơi, tối nay có áo không có cổ đấy ạ. Chia sẻ like cho em với nhá. Chị Nguyên Hồng có này. Vừa rẻ vừa đẹp, đúng rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Thiên Linh nhá. Hàng này thì nói thật với các chị này, riêng dòng Quảng Châu cao cấp của nó thì không ai bán rẻ hơn bên em. Đấy là em khẳng định luôn. Chị Lộc Trịnh có nhá. Nhận được đồ rồi, đẹp lắm đúng không? Chị Diễm Lê Thị Kiều rồi, ok, cảm ơn chị nhá. Các chị cứ đẹp, các chị vừa là em ưng rồi. Còn nếu như các chị có vấn đề thì gọi lại cho bên em liên lạc để em sẽ hỗ trợ các chị ạ. Rồi, cảm ơn chị Thu Quyên nhá. Của chị Ánh Trường có này, 60kg mặc vừa, chị Nguyễn có nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em mã số 2 kèm số điện thoại này. Chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Gái ơi, sao không gửi hàng cho chị Phan Oanh ơi, bên em đã chốt được đơn hàng, là đã đơn hàng các chị đã đi rồi. Có áo vài tay chị nhá, chờ em một tí. Cho chị size M ok của chị Nhâm này, K có một con size M nữa này. Mặc áo ra lúc nãy đi ạ. Áo ra lúc nãy em hết rồi chị nhá. Đấy là áo công, cứ để lại cho em số điện thoại thôi. Chị Trang Nguyễn ơi, đúng rồi, con áo beo của nó không may gấu, áo beo của nó là thả gấu suông đấy chị ạ. Nhưng mà các chị mặc thoải mái, nó không rách đâu, các chị đừng có mang đi may nó vào, nó mất dáng của nó đấy. Đặc biệt của nó là đẹp ở cái chỗ nó mềm mỏng và không cần phải may gấu. Đó, chị nào lấy đi chốt luôn cho em nhé. Xin chào chị Hải Yến Đoàn nhé, xin chào tất cả các chị nhá. Xin chào tất cả các chị tham gia vào buổi livestream trưa ngày hôm nay. Em sẽ tập trung xài hàng các chị nhá. Áo bao nhiêu? 195.000 cho các chị này. 195.000. Có quần lót lông không chị ơi? Có đấy ạ. Ok, chị Vũ Lan một con nữa này. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Chị Thu Quyên một con nữa ạ. 45kg chị mặc cho em size M nhé, chị Hoa Hoàng nhá. Đây là con áo, nhìn em ạ. Áo phao mũ bao nhiêu? Áo phao mũ kia em sẽ bán cho các chị với giá là 209.000. Em chỉ còn màu đấy, màu hồng và màu đỏ thôi. Chỉ còn màu hồng cánh sen là chủ yếu, còn 60 con màu hồng cánh sen. Tí bán toàn bộ cho các chị với giá là 209.000. Áo em Hương bán rẻ nhất, đúng rồi chị Trang Nguyễn. Em hay xem cùng chị Trang Nguyễn lắm. Em hay xem lắm nhưng mà ở trên live người ta không dám chào. Chào sợ người ta lại bảo là mình vào nhóm ngó, không phải đâu. Thực ra nhiều lúc đêm khuya ấy, không ngủ được, cứ vào ngó người nọ người kia. Đấy là xem bình thường thôi. Chứ còn bây giờ trên live này cạnh tranh rất là lành mạnh, đặc biệt là nhà em. Đó, em còn bị dọa suốt ngày cơ, sợ lắm.
Hôm nay chị nhận được hàng, nếu chưa đi thì dồn đơn. Ok chị Minh Nguyệt nhá. Hôm nay của chị qua hôm qua, nếu chưa, nếu như đã chốt rồi là đơn đi rồi thì Đỗ Hiền có này, áo đang mặc này chị Mai, anh Dương ơi đang bán với giá, chị Nguyễn Thu Hà cho em số điện thoại nhá. Với giá của nó là 209.000 cho các chị. 209.000. Tí nữa áo Trinh Canh bán toàn bộ là 209.000 tất cả đó chị. Con này là 195. À chị Nguyễn Tuyết Linh cho em số điện thoại nhá. Chị ơi có áo phao canh mặc tí em sẽ bán luôn. Các chị nhìn dáng áo của em ạ. Tất cả những cái hạt này của nó đều rất là xinh, long lanh các chị nhá. Không những nó là đính đá mà nó còn thêu, tất cả đây của nó là thêu hình hạt gạo. Tất cả đây là thêu hình hạt gạo này. Đấy nhìn em ấy ạ, bông hoa được kết từ hình hạt gạo ra. Chị nào lấy chốt cho em mã số 2, ok của chị có nhá, Nguyễn Thu Hà có này. Chờ em tí áo phao luôn bây giờ. Chốt cho em mã số 2 kèm số điện thoại em ấy ạ. Hôm nay em sẽ chạy được khoảng 10 mã, hơn 10 mã cho các chị cả quần cả áo. Chị Nguyễn Thu Hà ok của chị có nhá. Cho chị một dạ mèo lông và một hai cái áo hai vai đen ok của chị Trọng Đạt này. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Mã số 2 kèm số điện thoại, chia sẻ like cho em ở chế độ công khai, một lần vào trang cá nhân của mình và ba lần cộng nhóm lớn để em nhìn thấy tất cả các chị nhá. Áo đá phía sau có bán nữa không? Áo đá phía sau có bán đấy ạ. Áo đá phía sau chi ân khách hàng tất cả với giá là 150, tí nữa em bán luôn. Chia sẻ like cho em nhé các chị nhá. Không chia sẻ like đơn hàng các chị sẽ không có đâu. Không có đơn hàng trong này thì là ok của một lọ thuốc sâu răng này. Vẫn còn lọ thuốc sâu răng ok chị Triệu bé Linh có nhá. Quần mèo đi. Quần mèo đang trên đường về, tí nữa sẽ bán luôn bây giờ. Tối nay có đơn của các chị quần mèo rồi. Tối nay trả đơn hết rồi các chị. Triệu bé Linh có này, của chị Đào Thảo có, chị Kim Huệ có nhá. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Mã số 2. Bao bì tang mác của nó nhìn của em. Con nào cũng như con nào. Mong mỏi quá. Ok các chị ơi, em cũng mong lắm đấy. Mình mới nhận áo khoác công rồi. Ok lắm. Thấy chưa chị Hảo Bắc? Áo công vừa mới nhận xong đúng không? Thế mà cứ kêu em là không gửi hàng, chắc là có gửi hàng đấy ạ. Chị Đinh Hằng có, chị Tuyết Linh có này. Không có màu trắng đâu chị ơi, em chỉ có màu này thôi. Hàng Quảng Châu của nó ít khi có màu lắm, hàng Quảng Châu của nó hiếm lắm nó mới có màu. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Em chuẩn bị áo phao lên đây chị nhá. Hôm nay sẽ bán cho các chị 10 mã bao gồm cả quần cả áo. Buổi trưa em không dám bán nhiều. Nếu như bán nhiều lượng đơn của em quá tải, tối em lại không bán được hàng. Mà nhà em 100% là em bán hàng tối là chính cơ. Nó ít khi bán trưa cho các chị cực kỳ. Phao đê chờ em một tí, mèo lông ok của chị Nguyễn Mùi có nhá. Chị nào lấy chốt cho em mã số 2. Đây của em là con áo phao này. Áo phao này dành cho các chị 60-61kg đổ xuống mặc vừa, 209.000 các chị nhá. Em có màu hồng và màu đỏ đô. Chị nào lấy màu nào chốt cho em màu đó. Riêng màu đỏ đô em chốt theo số lượng. Màu đỏ đô có bao nhiêu con em? Màu đỏ đô em có ít, màu hồng này em có 60 con. Ok chị Độc Trịnh có nhá. Như Đạt mã số 2 có này. Sao kêu đơn chị sao không kêu đơn chị? À chị Đỗ Thúy ơi, cứ để lại cho em số điện thoại là được. Bởi vì là em không thể gọi hết tên các chị được. Bởi vì cái này của nó là máy tính sẽ show đơn cho các chị cứ yên tâm. Chỉ cần để lại cho em mã số kèm số điện thoại là các chị đã có đơn rồi. Phao đi ok nhá. Phao nhẹ này của nó, phao này của nó nhẹ tênh luôn. Chất của nó rất là mềm. Hàng này của nó cũng là hàng uni đẹp các chị nhá. Hàng này của nó là hàng uni đẹp đấy. Tất cả nhìn trần bông của em ấy ạ. Không chỉ nó là trần bên ngoài mà nó còn trần cả ở mép cho các chị luôn. Con áo này của nó đẹp, trần bông này không bao giờ sợ bị xô, rất là chắc chắn, bên trong còn một lớp trần nữa. Cái áo này của em là dập trực tiếp từ trong ra ngoài các chị nhá, chứ không phải là trần mỗi chỉ ở bên trong. Các chị mua một con áo phao ấy, nó 260.000. Nhiều chị bảo bên em mà chị mua 260.000 nó xô lắm Hương ạ. Nhưng mà em thì không bao giờ bán những dòng đó. Tất cả những cái này của nó là siêu nhẹ, được dập trực tiếp chỉ trong và chỉ ngoài là một đường các chị nhá. Nó nhìn em nhá, chỉ trong và chỉ ngoài là một đường y như nhau. Chị nào lấy thì chốt cho em ấy ạ. Áo chị mang bao nhiêu? Áo này em đang bán với giá của nó là 209.000. Áo đặt mùng 8 tháng 12 mà chưa sao không thấy. Chị Anh Vũ ơi, chưa nhận được hàng đúng không? Em cái hồng 50kg có mặc vừa. Tất cả các chị con áo này 60-61kg đổ xuống các chị mặc vừa và mũ của nó tháo được nhá. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em này. Đây của em nó là mã số 3. Áo sau bạn không có chứ, con nào em cũng bán nhá. Về ra 350 chị ơi, ra 350 chuẩn bị về rồi đấy. Không phải là 350 mà 330 thôi ấy. Mai ngày kia là nó sẽ về rồi. Các chị lưu ý là chia sẻ like cho em đi, em đang tìm cái size. Đây là size M. Mà con áo này rất là ấm và rất là xinh. Ở cửa hàng em bán con áo này rất là đắt hàng. Mã số 2 của chị Thanh Thảo Trường có nhá. Đấy, con áo này thì không có áo đen. Em chỉ còn màu đỏ, màu hồng và màu đỏ đô. Các chị nhìn em màu hồng nhá. Con áo này của nó tất cả túi là khóa hàng ra. Bỏ trong túi một lúc ra, con áo này sẽ nở ra rất là đẹp. Các chị nhìn em nhé. Chị nào lấy áo này thì chốt cho em mã số 3. Đối với các chị 60-61kg đổ xuống là các chị mặc vừa. 61kg đổ xuống các chị mặc vừa có size M và size L các chị nhé. 62-63kg thì các chị không làm được gì rồi. Ok, cái hồng của chị Bảo Quyên có ạ. Chị nào lấy hồng thì chốt cho em hồng nhé. Con hồng thì em có 70 con, 60 con. Con đỏ đô này thì còn ít hơn. Riêng con đỏ đô này thì còn... con đỏ đô này màu nó cũng dưa dứa giống nhau. Con đỏ đô đây các chị nhá. Riêng con đỏ đô này thì có bao nhiêu con này em? Con đỏ đô này chỉ có chục con thôi các chị nhá. Chị nào lấy đỏ đô thì chốt cho em đỏ đô này. Ok, không ai của chị ạ. Mặc xem em đang mặc rồi mà, chị Bảo Quyên một cái màu hồng. Em tắt điện đi cho ánh điện của nó thật.
Chị nào lấy chốt luôn cho em ạ. Đây của nó là màu đỏ đô. Đỏ đô còn tần này con. Đỏ đô này của nó cũng đẹp. Đỏ đô em còn 2, 4, 6, 8, 10. Còn 13 con đỏ đô. Quần jean đi Hương ơi, chờ em một tí nhá. Mã 3 chỉ một chiếc 60kg đỏ đô của chị Ngô Thị Lan cho em số điện thoại này. Quần đang mặc bán với giá của nó là 250. Cho chị hai áo nhé, chị Hải Nguyễn Đăng ơi, hai áo ok. Các chị phải cho em mã số 3 kèm số điện thoại này. Mã số 3 không có màu đen chị nhá. Hết sạch màu đen rồi. Mã số 3 kèm số điện thoại em này, chia sẻ like cho em với ạ. Chị hay chia sẻ like của em vào các hội nhóm lớn, nhắn tin dọa và chặn đó. À thế à chị Trang Nguyễn ơi, chia sẻ like của em mà bị dọa chặn là chị ơi. Thế thì chán nhỉ. Thôi chị cứ kệ họ đi. Chị chia sẻ like nó vừa vừa thôi, chắc là do like khác người ta làm thôi chị ạ. Nhưng mà không sao, các chị chia sẻ like cho em một lần vào trang cá nhân của mình, ba lần có hội nhóm lớn cứ chia sẻ từ từ thôi các chị ạ. Ok mã 3 nhá. Năm hồng năm đỏ của chị Đinh Trâm. Năm hồng năm đỏ của chị thì em hết hàng rồi còn đâu nữa. Đấy, 3 này, 4 này, năm hồng năm đỏ của chị này. Lưu ý là màu đỏ em chết chốt đến đâu em hết đến đó luôn. Số điện thoại Ngô Thị Lan của chị đúng không ạ? Đấy, chị nào lấy đỏ đô chốt cho em. Đỏ đô em chỉ còn trên tay thôi. Còn chủ yếu của nó là 60 con màu hồng. Màu đỏ đi mạng, đỏ đô của chị Lương Thị Hồng cho em số điện thoại nhá. 56kg của chị Hiền Lương có mặc vừa nhá. Chị Hiền Lương có mặc vừa này. Chị nào lấy chốt luôn cho em với ạ. Bán à thế à ok. Em bán cho các chị là 209.000 thôi. 209.000 nhá các chị nhá. Ok của chị Mạnh Hiền có này, mình ưng ở đâu mình mua ở đó, hàng thì chắc là cũng như nhau chả khác đâu. Bởi vì bây giờ ấy khách hàng rất là thông thái. Tất cả bên em bán hàng không thể thông thái bằng các chị là người cảm nhận được. Đó bởi vì cái này thì các chị có thể là so sánh trực tiếp ở trên live khi mình nhìn hàng. Đấy chị nào ưng ở đâu thì các chị mua ở đó. Ok màu hồng của chị Uyên Uốn Éo có nhá. Còn phao bao nhiêu tiền? Con phao này đang bán là 209.000. Chị Đàm Phạm cho em số điện thoại mã số 2 nhá. Cho em mã số 2 kèm số điện thoại các chị nhé. Không có màu đen. Nếu có màu đen em đã giới thiệu rồi, em chỉ có màu hồng và màu đỏ thôi. Đỏ đô chị Yến Lương cho em số điện thoại ạ. Đỏ đô ok chị Bảo Quyên lấy một đôi đi. Con này của nó mặc rẻ mà đẹp mà. Mặc thích lắm luôn. Mặc đi chơi đi bời thoải mái, mình mặc mấy cái gì cũng được. 209.000 chị Lê Hương nhá. Hiếm khi các chị mua được những quần áo nó rẻ như thế này mà nó đẹp lắm. Đây ạ, nhìn em nhé. Phao của nó mềm này. Các chị nhìn em nhé. Phao của nó mềm như bún luôn. Tất cả đường kim mũi chỉ của nó các chị nhìn em nhé. Đó, nó chẳng có gì là nó phải chê cái quần áo này cả. Mà nó rất là ấm. Bình thường, nếu như nói thật với các chị này, điều kiện hay không điều kiện mình không quan trọng ở đây. Quan trọng chủ yếu là nó đẹp, giá cả của nó phải chăng. Và em bán cái giá này em cũng cảm thấy nó quá đẹp các chị ạ. Đó, hôm qua em bán những lô áo 150 em cũng rất là tiếc, nó quá đẹp. Có lai mèo không? Có lai mèo như chị Ái Thương nhá. 63kg mà chị cao thì chị mặc được. Quần nhung chị đang mặc, đang bán em quần nhung chị đang mặc. Chị Thiệp Lan cho em quần nhung kèm số điện thoại này. Có phao nam cho chị hai cái. Chị Liên Hà ơi, chưa có phao nam đâu. Để hôm nay em tìm xem chỗ nào có phao nam đẹp thì em lấy bán cho các chị nhá. Chứ hiện tại thì em không bán đồ nam. Có màu khác không? Em chỉ có hồng và đỏ thôi chị ạ. Chị nào lấy đi chốt cho em nhá. Hồng đỏ kèm số điện thoại. Đây của nó màu đỏ này, còn có vài con là hết em nhé. Đây này em ơi, màu đỏ này hết rồi này. Màu đỏ là hết rồi, chỉ còn màu hồng. Màu hồng này của nó đẹp, tất cả trần bên trong này của nó rất là ấm. Nhìn nó em không bao giờ xô. Và mình có thể quay máy giặt thoải mái. Thì cái màu hồng này thì là 62-60kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Em ơi chị mua một áo công chốt đơn chị nạp thẻ. Cào nha, chị Mỹ Đức ơi, không cần phải cào thẻ đâu. Chị cứ cho em để lại số điện thoại áo công kèm số điện thoại, bên em sẽ gửi hàng cho chị. Mà chị chỉ cần nói cái câu là cào thẻ là em đã biết là các chị chân thành muốn mua rồi. Riêng bên em 1-2 áo hay là 5-7 trăm nghìn thì không cần phải cọc thẻ. Còn chỉ có từ khoảng là 700 cho đến 1 triệu hoặc hơn khách lạ thì em mới cần cọc thẻ thôi. Còn bởi vì là nói thật với các chị như này, em trả được bao nhiêu? Bán cái quần cái áo này chỉ được 20.000, 15.000 mà các chị mua 3 cái áo, 4 cái áo mà cọc thẻ thì bên em nói thật với các chị là lỗ vốn. Cho nên là cọc thẻ chỉ đối với đơn to thôi. Mã 3 áo phao dồn đơn ok, chị Giang Nguyễn cho em số điện thoại nhé. Quần nhung đang bán là 250.000 các chị nhé. Quần nhung 250, quần 3D này em vẫn bán cho các chị với giá của nó là 115.000. 115.000. Tối nay quần 3D này của em là quần 3D lông dày. Tối nay thì em có quần 3D lông của nó mỏng hơn và đẹp hơn. Ở lại khác người ta bán nó chỉ là 120.000, như tối nay nó về em sẽ bán nó chỉ là 99.000. Và em có 500 quần. Tối nay có các chị nhá, cho nên là em mới phải bán dồn vào trưa nay. Shop mình ở đâu? Em ở Yên Thế Bắc Giang và em ship hàng Hàn Quốc. Tất cả các chị em bấm theo dõi chuông shop. Bây giờ lại như thế này đi. Đấy, chị nào lấy quần áo phao này thì chốt luôn cho em nhé. Chốt luôn cho em với giá của nó là 209.000. Áo khoác ở trên canh bán với giá là 330. Chị nào lấy con này chốt luôn cho em đấy ạ. Đây của nó là 209.000. Em ơi mang quần mèo lông vào đây cho chị Hải ơi. Bây giờ quần mèo lông em có màu ghi và màu đen. Em mua hàng của chị chưa ship. Em chị Đặng Thị Hiền ơi, bên em đã ship hàng rồi mà. Đã chốt hàng tức là đưa hàng cho chị rồi.
đã ship hàng tức là đã gửi hàng, chốt hàng rồi là gửi rồi, không có lý do gì mà không gửi cả. Chỉ có là đơn hàng của các chị chưa đến thôi, hoặc là đến chậm so với bình thường các chị nhá, bởi vì nó bị nhỡ tuyến. Em mang quần mèo các chị nhé bé nhá. Đấy, chị nào lấy đi cho luôn cho em này. Con áo này của nó ấm lắm, thôi em mặc luôn một lúc nữa. Áo công của chị thì anh vẫn ok chị nhá. À, một quần tất nhé, tối phần chị một quần tất nhé. Tối thì các chị lên đặt đi, chị bây giờ làm sao biết ai một phần được. Và like này với like sau nó khác nhau mà chị. Em hai cái áo khoác tay công ok chị Lê Huyền này. Chị mang cho em một quần mèo nhá, một mèo đen một mèo ghi. Đây là quần mèo của em, mang túi mát cho chị này. Em không ghi vào, em không ghi mã vào. Đây của em nó là quần mèo. Đây nhá các chị nhìn em này. Tất cả hàng của nó là hàng Quảng Châu, quần mèo. Mà nói rồi chị nhận được hàng rồi thì gửi lại được không? Được nhá chị Dung Nguyễn ơi, gửi lại em sẽ hỗ trợ chị đổi nhá. Có áo màu khác không? Chỉ có áo màu hồng này thôi. Em thấy cái con màu hồng này của nó xinh mà. Cái mũ này của nó ấm lắm. Cái mũ này của nó ấm cực kỳ luôn. Mình đi đâu ấy mình chỉ cần đội che kín hai bên tai này của nó rất là ấm. Đấy em ngồi đây chẳng những em lại đội như thế này. Nó ấm cực kỳ luôn, mà chỉ cần đội mũ bảo hiểm lên các chị đi thoải mái. Đi xe ô tô chùm lên cho nó đỡ ù tai. Nó kín, cái phần hai bên phần này của nó sẽ ôm sát mặt. Em nói lại với các chị này. Các chị không những mua con áo này cho mình mà các chị có thể là mua cho con mình. Ví dụ như các em bé từ 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi cho đến 15 tuổi đều mặc được con áo này hết khi đi đường. Đó, bây giờ mình ra đường nó rất là lạnh. 209.000 em mua, em nghĩ là các chị mua quá ok luôn. Mà các chị phải mặc con áo này ít nhất của nó là 2 năm. 2 năm. Đấy mình chỉ cần mặc trong, mặc ngoài áo cho các con mình đội cái mũ này lên. Rất là ấm, quàng một cái khăn, không phải chăn mũ nhiều, không phải áo nhiều, không phải cái gì nhiều cả. Chỉ cần một áo khoác của các bé, sau đó là mặc con áo này ra ngoài. Bởi vì bản thân em cũng thế, con đi đâu em toàn mặc như thế thôi. Cho chị xem lại mã 2, chị ơi mã 2 chị xem lại với em nhé. Chị nào đấy chốt cho em nhé. Ấm lắm, đấy, đội luôn này cho nó ấm. Con quần mèo này, Vân ơi mua đi đẹp lắm. Con áo này đẹp mà, em để các chị được kiểm tra hàng thanh toán. Nhà chị có gần cây xăng 409 không? Cây xăng mỏ trạng là của nhà em. Đấy, nhà em là cây xăng mỏ trạng chị nhớ. Em không những bán quần áo, em còn bán xăng dầu nữa cơ. Đấy, khoác dài hôm qua em còn không? Khoác dài hôm qua còn chị nhá. Để chị hai cái, mã 2. Ố, chị đang phạm cho em số điện thoại nhá. Phạm Đào đúng không ạ? Chị nào lấy áo này thì chốt cho em là mã số 3 này. Quần mèo nhá, đây là tag mác thú của nó, hàng Quảng Châu loại 1. Hiện tại nhà em bây giờ hàng đang trên đường về, không có nhiều để cầm để lăng ra liên tục nữa. Mà chị nào chốt quần mèo thì chốt cho em thôi. Chị Trung nè, đây ạ, quần mèo này của nó nhá, có túi này, tất cả nhung này của nó là nhung lông rất là đẹp. Em bán ở quanh đây mà các chị bán ở cửa hàng đến lấy xỉ rất là nhiều, rẻ hơn bán các chị mua ở Hà Nội. Các chị mua ở ngoài Hà Nội, các chị bán con quần này là 150, 160, em bán cho các chị bây giờ là 120.000 chốt lại. Đấy, mèo không lông em còn chị Nguyễn Thúy nhá. Rồi ok, của chị Lê Thị Lan khoác hồng nữa này. Không có màu khác, không có màu khác, em chỉ có màu này thôi. Chị nào lấy quần mèo thì chốt cho em quần mèo kèm số điện thoại này. Mèo này của nó mặc ôm sát chân như một con quần tất, 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. Chị Vy Nguyễn ơi vậy ạ, áo này bao nhiêu? Áo này 209.000 chị nhá. Một phao 350 cho em, một phao 350. Phao 350 làm gì? À phao 350 là cái áo kia, 330.000. Còn phao này là 209 các chị nhá. Còn phao lợn của em là 370.000. Hiện tại còn đang không có hàng bán đây. Gọi mãi mà chưa thấy nó về. Giả bò xanh long chuyển chưa? Chuyển chưa chị? Chắc là giả bò xanh mà chị chốt như hôm trước là em còn hàng, như hôm nay là em hết sạch rồi. Quần mèo màu 2, hai màu đúng không? Đúng rồi chị Hoài Thương. Quần mèo này có màu ghi và màu đen. Em ơi mang cho chị màu ghi nữa nào. Bé ơi, không còn một con nào để chị làm mẫu à? Hàng đang trên đường về rồi. Đây nhìn em nhé. Đây con quần mèo đây em mang đây cho chị một con. Chị nào lấy chút luôn cho em ấy ạ. Hai đơn của chị, hai đơn của chị một tuần rồi chưa nhận được. Chắc hôm nay nhận được thôi. Hôm nay em mới đôn đơn. 240.000 áo đá. Bạn còn áo đá 240.000, em chỉ còn màu đen nữa thôi. Chỉ còn 240.000 áo đen thôi, không còn áo khác chị nhé. Đấy ạ, đây của em là con mèo. Chị nào lấy mèo chốt nhanh cho em mèo nhá. Đấy các chị cứ hỏi mèo mãi. Ok, mèo lông của chị Hương Nguyễn cho em số điện thoại này. Em ơi đổi chị áo pha 30 nhé. Ok của chị Hoàng Thị Ngô Thị Lan nhá. Chị Ken Huyền mã 2 ok chị nhá. Chị nào lấy cái này thì chốt cho em nhá. Đây là nào, chị nào chốt con mèo không nào? Không chốt con mèo thì em để chuyển sang mã khác. Đây là quần mèo. Vừa ban nãy em thấy các chị hỏi quần mèo rất là đông. Và đây quần mèo của các chị đây. Mã 3 kèm số điện thoại em nhá. Đây của em nó là mã số 4 quần mèo rồi. Dạ bò vừa chốt tối hôm qua ý, thế là Linh Linh ơi chốt được rồi là đơn đã đi rồi. Còn các bạn ấy đang gọi điện, hiện tại bên em cháy hàng quần mèo không dám bán trên này. Ở Hà Nội tiền ship thành 100, kể cả tiền ship thành, à đúng rồi. Nếu mà ở Hà Nội, nếu mà tính cả tiền ship thì thành 140.000, 100 có thể là lên 148.000. Nhưng em nói thật với các chị này, tiền ship mình không thể tính vào hàng được. Đó là cái tiền dịch vụ nha các chị nhá.
Chứ bây giờ mà em nói thật với các chị, mà ngoài thị trường người ta bán cho các chị con quần này là 160.000. Các chị đi mua các chị 160.000, các chị mất công mất sức. Kể cả những chị đang lấy xỉu của em 120.000, về các chị bán với giá của nó là 160.000. Trong đó nó bao đó bao gồm cả tiền, trong đó bao gồm cả tiền vận chuyển rồi. Mình không thể nói là mình bao gồm tiền phí ship vào cái quần này được. Em bán rẻ em chỉ tính cái chất cốt của nó thôi, chứ em không tính tiền ship cho các chị vào đây. Nhưng các chị nhá. Ok của chị Nguyễn Thị Bích Hằng. Rồi cảm ơn chị nhá. Còn cái tiền ship đấy thì là nó là cái công của người Viettel. Công của Viettel họ đi giao hàng cho mình. Một đơn hàng họ chỉ được 53.000 thôi các chị ạ. Không được lãi nhiều đâu. Chỉ được 53.000, không được nhiều. Cho nên là mình phải lưu ý là tiền ship mình không tính vào đây được. Nó là cái tiền dịch vụ. Mình mua một cái bánh ở cửa hàng là 20.000, ship đến nơi là 35.000, nó mất 15.000 tiền dịch vụ. Nhưng mình ở nhà mình không phải đi đâu cả, người ta phục vụ đến tận đến nơi mình. Mình phải nghĩ đến cái trách nhiệm và cái tức là cái công sức và cái công lao của người ta đi ship, người ta bỏ ra cho chị mình, cho mình chị nhá. Một tháng em nói chân thành với chị, nhà em thì một tháng tiền vận chuyển thì em mất 20 triệu tiền chuyển hàng đấy. Làm sao mà mình tính được, đúng không? Không thể tính được. Bây giờ mình tính những cái đấy là tiền dịch vụ, mình tính làm sao được hả các chị? Cứ biết là mua con quần mèo này 120.000, đẹp, ok, chất được, kiểm tra thanh toán, tiền công bao nhiêu không quan trọng, trừ khi giao quà báo lại bên em thôi. Chị Bến Sông Chờ ơi, ok của chị là hai áo phao nhá. Đây của em là quần mèo mã số 4, gửi tin qua Messenger. Chị ơi, cái đây để tí em cho nhân viên xem lại cho chị, chứ bây giờ không có thời gian xem được. Chị nào lấy quần mèo thì trước xem này. Quần mèo kèm dưới điện thoại nhá. Đây là quần mèo của em. Hàng này của nó có lông lì ấm. Đó, nó rất là lạnh, 65kg có mặc vừa chị Đặng Trinh nhá. 65kg có mặc vừa. Lông của nó lông nhung, lông đỏ, lông xanh, lông vàng, không phải là hàng đẹp, chỉ có lông đen của nó mới là hàng đẹp thôi. Và đặc biệt nhìn ánh nhung của nó nổi lên như thế này, không cần phải mặc nhiều. 1m52, 46kg mặc đẹp nhá, chị Bến Bờ Trời nhá. Mặc đẹp thoải mái, một con mèo của chị Maria Trần cho em dưới điện thoại. Nên lấy một đôi. Đấy, tối hôm qua em chốt áo khoác chị Nhi Khôi Nhi. Vi Khôi Nhi đúng không ạ? Bên em vẫn đang chốt hàng nhá. Quần mèo em chỉ có màu đen và màu lông chuột thôi. Còn quần 135 không còn thì cô út nhá. Em một quần mèo lông chị Lan Vi Nguyễn cho em dưới điện thoại nhá. Từ thứ hai đến giờ không thấy đơn, không thấy gọi. Ok chị Trần Thanh Bình, em gọi luôn cho chị này, cho chị ở này bé này. 0852 bé ơi. Bé ơi. Rồi 0852. 0852 413 380 của chị. 40kg chị Thiệp Lan có mặc vừa nhá. Quần mèo hai chiếc của chị AT có này, của chị Hoài Thương quần mèo có này, có cả màu ghi, có cả màu đen. Hiện tại có cả màu ghi và cả màu đen, nhưng mà ở nhà không còn một con. À đây màu ghi đây đây em. Vâng. Thì từ nãy đến giờ mang vào không bảo chị. Đây là con màu ghi nhá. Đấy, còn sót một con màu ghi là mẫu này, tối nay hàng về em sẽ trả hàng các chị. Chị Hồng Đức có nhá, cô út hai cái quần 135 ok chị nhá. Đây là màu ghi. Tang mác của nó đầy đủ, hàng Quảng Châu loại 1, không phải hàng Việt Nam. Nếu như ấy các chị mà mua cái hàng Việt Nam các chị mặc ấy, nó sẽ bị dài đũng. Bây giờ em thử luôn lên nhá. Ok chị Mai Phạm có này, chị Thúy Hoàng có này, chị Hồng Đức có này. Em thử lên cho các chị xem nhá. Em thử cho các chị cả màu ghi và màu đen này. Ok áo công của chị Lan Vi Nguyễn này, chưa chốt đơn thì mới dồn được, còn nếu mà chốt rồi là không dồn được đâu, là đi hai đơn đấy chị ạ. Bên em không dồn đơn hàng từ live trước sang live sau được, nếu như chốt hàng rồi. Đây của nó là màu ghi này. Đây là màu ghi các chị nhá. Mèo này của nó đẹp lắm. Bé mang chị đôi giày thể thao đi. À thôi không cần đâu, giày thể thao bụi bẩn đấy. Em ăn cơm chưa? Đặc biệt là cái quần mèo này không bao giờ bị lệch đũng, không bao giờ bị trùng đũng các chị nhá. 65kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Đây là quần mèo. Đây là quần mèo cho các chị nhá. Đấy, nhìn em quần mèo nhá. Quần mèo này của nó rất là đẹp, cạp của nó là cạp cao và có túi hai bên, túi của nó rất sâu và rộng. Đấy, chị nào lấy đi chốt cho em này. Quần mèo kèm số điện thoại, mã số 4 của em. Có màu đen và có màu ghi. Ống chân quần của nó thì ôm cực kỳ luôn. Nhìn em nhá. Đây là ống chân quần, các chị nhìn em ạ. Ống chân quần của nó ôm sát này. Hàng này của nó có lông, mặc rất là ấm. Tối lại đi tiếp đi. Đi em. Đây ạ. Đây của nó là mèo màu ghi. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Ống chân của nó ôm như một con quần tất luôn. Đi bóp vào thì nó thành một con quần tất. Chị nào lấy thì chốt cho em ạ. Cạp của nó đây nhá. Đây là cạp. Đặc biệt là cái phần dưới này của nó này.
phần dưới này của nó không bị lộ và túi quần của nó rất là sâu. Áo da dài bao nhiêu? Em mặc bên trong bao nhiêu? Áo mặc bên trong này đang bán với giá của nó là 195.000. Chị đang mặc em đang mặc 1X, quần này có 1X 2X. Từ hôm thứ hai mà không thấy gọi. Ok chị Quang Thảo, nhưng em có nhìn thấy rồi này. Em sẽ để đơn của chị và em sẽ cho người chốt đơn. Khi nào lấy chốt cho em với ạ? Chia sẻ like cho em nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Chốt luôn cho em. Quần mèo bao nhiêu? 120.000 cho các chị. Đẹp lắm. Các chị mà không lấy quần mèo này các chị tiếc. Hiện tại em còn đang cháy hàng quần mèo cơ. Ống của nó là ống vừa và co giãn 4 chiều. Tất cả cái gì bên em bán toàn rẻ và đẹp cho các chị hết. Quần mèo ghi 155, ok chị Hảo Hoàng nhá, chị Lý Lê có này. Chị nào lấy quần mèo chốt luôn nhá, có cần em phải đứng lên được không? Mỏi chân quá. Nè ạ. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Cạp này của nó này, đứng lên ngồi xuống cái đũng này của nó không bao giờ sợ bị lộ mà không bao giờ bị trùng đũng. Mua quần Việt Nam ấy, mình mặc đứng một lúc nó sẽ bị kéo xuống, như riêng hàng này thì không. Mặc như thế nào thì nó như thế. Áo phao đen và quần giả bò không thấy gọi, chị Hoan Vi cho em số điện thoại nhá. Ok, gộp đơn, nếu có đơn thì em sẽ gộp cho chị. Quần mèo mặc có bị bay dão không? Chị Nga Ngô ơi, nếu mà hàng này bị bay bị nhão em đền các chị con quần khác. Em đền các chị luôn con quần khác. Em cam kết các chị mặc 2 năm không bị bay, không bị nhão, không bị sụp. Không bay, không nhão, không sụp các chị nhá. Đấy nhìn em, chị nào mua quần mèo của em rồi vi bách cho em một câu xem nào. Có đẹp có ấm không? Quần mèo màu ghi số 4, ok của chị Nguyễn Quyết có nhá. Lấy quần jean không em? Chị ơi em có đấy ạ. Ship tỉnh bao nhiêu? Ship tỉnh bắt đầu khoảng 18-20.000 chị nhớ, cao nhất là 28.000. Ok của chị Thị Bé Ngô có này, chị Loan Phạm có này. Một công và mã số 1, mã số 2 chị Bến Bờ chờ cho em dưới điện thoại nhá. Mèo đen chị Huy Xuân có ạ. Khi nào lấy chốt cho em nhá. Đây là mèo ghi đấy ạ. Con mèo đen của nó cũng đẹp. Màu nào của nó cũng đẹp các chị nhá. Chia sẻ like cho em một chế độ công khai. Một lần vào trang cá nhân của mình và 3 lần của nhóm lớn. Một lần vào trang cá nhân của mình và 3 lần của nhóm lớn này. Nhìn em ạ, rất là đẹp, rất là sang đúng không? Chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Chị Dương Thu có này, 64kg có mặc được số lượng lý nhá. Nhưng với điều kiện các chị M57, 58 đến 64, 65 thì các chị phải cao 1m6 đổ lên. Hai quần mèo lông ghi 56kg có mặc vừa nhá, chị Thanh Trâm nhá. Mặc vừa đẹp luôn ý. Chị nào lấy mèo chốt nhanh cho em mèo này. Nhanh cho em mèo nhé, có logo mèo này của nó ở đây. Mà con mèo này của nó là con mèo nhũ này. Con mèo này của nó là con mèo lấp lánh nhũ. Chia sẻ like cho em với nhé. Một lần vào trang cá nhân của mình và 2-3 lần vào các hội nhóm lớn này. Một lần vào trang cá nhân của mình và 2-3 lần vào hội nhóm lớn. Em bảo anh nha, anh kể đi lấy hàng chị với. Không, chắc là phải đi nhiều lắm chị ạ. Mai này cũng phải đi cơ. Hay cho gửi một chuyến cho anh nghỉ nhỉ. Rồi ok, chị nào lấy đi chốt cho em nhá. Thế em gọi cho xe ôm đi. Đây hả? Đây ghi cho chị đấy những nhà này nhá. Chị nào lấy thì chốt luôn cho em nhá. Em Hương ơi, giả bò hôm qua chị mua của em được 3 lần không, cái quần đó của em không bị xù đâu. Nếu mà chị mà mua thì là chắc là bị cái hàng đấy nó bị lỗi thôi. Chị gửi lại cho bên em nhá. Cái nào bị xù cái con quần mèo chị gửi cái con quần giả bò chị gửi lại cho bên em. Chứ riêng quần giả bò thì là em bán quá nhiều rồi và bản thân em cũng mặc không bao giờ xù. Chắc là nó bị lỗi 1-2 con chị gửi lại em đổi cho. Đấy, nhìn em ấy ạ. Chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Đây của em là con quần mèo. Sao mình mãi không nhìn thấy nhỉ? Bây giờ mới nhìn thấy chị Phương Sa áo dài nhá, cho em số điện thoại chị nhá. Mua 2 hôm rồi mà chưa thấy gọi điện. Chị Vũ Hiền để lại cho em số điện thoại bị sót đơn này. Quần mèo màu ghi của chị Đặng Thị Hiền có ạ, 53kg chị mặc cho em con 1X chị nhá. Quần mèo này có 1X 2X. Quần mèo có 1X 2X này. Chị nào lấy cho nhanh cho em nhá. Lưu ý là chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Một lần vào trang cá nhân của mình và 3 lần là của nhóm lớn nhá. Đây của nó là mèo ghi. Mèo ghi của em này. Nhanh tay nhá. 1m53 mà quần mèo vừa không. Chị ơi 1m53 mà quần mèo vừa đẹp luôn. Cô út một mèo ghi một mèo đen ok chị ạ. Bây giờ mới vào xem like của em. Nó ẩn hay sao ý? Chị Thu Huyền Phạm ơi, nó bị ẩn đấy. Nhà Hà Hương. Nhà Khoa. Trâm Hưng. Dũng Thúy, Nhung Bắc. 5 nhà. Rồi ok các chị nhá, chị nào lấy mèo đen chốt cho em với ạ. Mặc 3 lần rồi chị có ngồi vào đâu không? Chị chụp lại cái ảnh đấy gửi cho em nhá. Chị chụp lại cái ảnh đấy gửi cho em để em kiểm tra xem mã hàng đấy của nó là mã hàng này bao nhiêu để em chỉnh luôn chị nhá. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Chụp lại cho em cái ảnh của cái quần đó và gửi lại cho em xem nó là cái mã nào. Em sẽ rút mã lấy lại ngay. Ok, của chị Nị Vũ này có khi là gặp phải cái cây vàng của nó có hơi bị sự cố rồi. Đó, chị nào lấy chốt cho em mèo nhá. Bây giờ sẽ thử cho các chị là mèo đen. Hai đơn của chị một tuần rồi chưa thấy. Hậu Thu ơi, để lại số điện thoại để em kiểm tra đơn luôn nhá. Có lông không? Mèo có lông chứ chị. Ô, chị Dũng Thúy ơi, mèo có lông mà. Đâu nhỉ, con mèo đen của em đâu nhỉ? Đưa chị con mèo đen. Con mèo đen này của nó đây nhá. Ô chị ơi, con quần này ướt, em bỏ đi. Bé, cái mèo đen của chị đâu? Đây nhá, em cho các chị xem mèo của nó bên trong. Lông của nó này,
lông của nó không những là lông bình thường mà nó còn là lông nhung. Đây là quần bên ngoài của nó ạ. Logo mèo rất là đẹp. Mèo đen của chị Xuân Lộc Lý có nhá, 1m54 50kg, chị Vũ Huyền có mặc vừa. Chị chụp lại gửi cho em xem mã hàng đấy của nó là mã bao nhiêu nhá. Cảm ơn chị nhá. Đấy, đôi lúc cũng phải gặp các chị góp ý hộ em một tí để em còn kiểm tra cái hàng của mình, chứ em thực sự là không mặc hết được hàng. Đây ạ, size XL của nó này, bên trong của nó này. Nhung này của nó, bên trong của nó là nhung cao cấp loại 1. Các chị nhìn em nhá. Không cần phải mặc cái gì nhiều, đối với các con mà 35 đến 38 kg mà cao có thể mặc vừa quần này. Đó, mặc đến đâu nó sẽ ôm đến đó. Nhìn em đấy ạ. Đây là mèo, chị nào lấy mèo chút nhanh cho em nhé. Em đang cháy quần mèo đây, em không có đâu. Quần mèo hiện tại bây giờ nó mới đang trên đường về nhà em. Quần mèo hiện tại bây giờ mới đang trên đường về nhà em nhé. Trưa nay chốt thì tối nay sẽ trả hàng các chị, ngày mai hàng đi. Cậu Út Giao Huy có này. Chị Hương ơi, sao em đặt 3 áo đá cộc tay mà gửi toàn áo cộc tay vậy? 3 áo dài tay. Chị Thảo Mít ơi, em nói thật với chị như này này. Bên em chốt hàng bằng mã số, chứ không bao giờ chốt hàng theo cái áo này hay cái áo kia. Chị chụp lại luôn cái ảnh đấy cho em để em xem nó là mã số nào khi các chị chốt hàng nhá. Tại làm sao em phải cho các chị mã số 1, mã số 2, mã số 3, mã số 4 để nó không bị nhầm mã. Nếu như nó là mã số 3 thì chắc chắn là con áo phao rồi, không thể nhầm sang con áo mã số 2 của nó là áo cộc tay được. Các chị chụp ảnh lại gửi lại cho em. Ba áo rồi đẹp lắm, nhưng có một chiếc bị giật có được nhá chị Minh Nguyễn nhá. Quần mèo ấm lắm. Quần mèo ấm lắm em ớt ơi. Quần mèo này mà mặc vào thời tiết này thì quá đỉnh luôn. Tại làm sao mà dạo này cháy quần mèo trong nhà không có, bởi vì nó quá là đẹp. Chất chuẩn luôn. Chị vừa nhận được quần giả bò, chất chuẩn luôn. Đấy, chị Linh Phạm vừa nhận được quần giả bò chất chuẩn nhá. Chắc là cái quần của chị nó rơi vào một hai cây vải của nó bị lỗi thôi. Chị có thể chụp cái màn hình gửi lại cho em. 1m50 46kg mặc quần mèo vừa nhá chị Lan Mai nhá. Em đã nói rồi, 40kg cho đến các chị 65kg các chị mặc vừa. Hàng này nó co giãn. Đối với 60 đến 65 mình xỏ vào cảm giác hơi chật, nhưng không phải đâu, nó là độ ôm của nó nhá. 120.000 một chiếc các chị nhá. Đây ạ, tag mác của nó đầy đủ nhá. Hàng Quảng Châu loại 1 nhá. Đây là bên trong lót nhung. Đây là lót nhung bên trong và đây của nó là bên ngoài. Ok, Thu Lê có này. Đây của nó là bên ngoài. Cái hàng này em mời quá nhiều người rồi, mặc quá đẹp luôn. Bán quá là nhiều con rồi, mấy nghìn con chứ không phải là ít. Quần mèo bao nhiêu chị đang bán với giá của nó là 120.000. Các chị chốt nhanh quần mèo để em chuyển mã, hoặc là các chị có quần mèo rồi các chị lại ghét đây này. Bởi vì là hôm nào cũng bán quần mèo, hôm nào nó cũng đắt hàng. Chia sẻ like cho em nhé. Một lần trang cá nhân của mình và 2-3 lần của nhóm lớn nhá. Quần mèo đen dồn cho chị nhé. Ok chị Ken Huyền nhá. Của chị Phương Sa áo dài 44kg có vừa chị này. Nếu mà 44kg chị mặc con mèo ghi đi. 44kg chị mặc màu ghi nó sẽ đẹp hơn đấy, chân mình nó sẽ to hơn. Mèo ghi của chị Thảo Hà có nhá. Lai áo đá đi Hương, ok chờ em một tí ạ. Không thấy chị Hà, bây giờ mới nhìn thấy chị Lê Anh Tuyết nhá. Chị Oanh Vân, chị Oanh Vân có hai mèo này. Chị nào lấy mèo cho em mèo nhá. Chia sẻ like cho em đấy ạ. Con này của nó mặc cực kỳ là thích luôn. Mặc đẹp lắm. Quần mèo đặt rồi nhưng mà không bay đẹp, đúng rồi. Quần mèo đặt rồi nhưng không bay, quần này của nó chẳng bao giờ bay. Các chị mặc 2 năm nó vẫn đẹp như thế và 2-3 năm không cần phải mua. Em nhận toàn áo cộc tay nhưng thấy chất đẹp nên chị ơi có thể là gửi qua Maxiger cho em. Gửi qua Maxiger cho em xem nó là mã bao nhiêu, mã số mấy. Chị Thủy Trần ba cái ok chị nhá. Em bảo chị Hà lấy số điện thoại này điện bảo xe lấy hàng đi này. Đó, chia sẻ like cho em nhá. Chia sẻ like cho em này. Thủy Trần em có nhìn thấy nhá. Áo đá đi chị ơi, ok chị chờ em một tí. Đấy, kết thúc quần mèo ở đây. Chị nào lấy quần mèo có chốt cho em thoải mái. Tối nay em về được vài trăm cơ. Đây là quần mèo. Chị Hà nhắn tin cho người ta rồi mà. Alo. Lấy hàng nhà Trâm Hưng này. Em nhắn tin rồi. Nhắn tin rồi gì? Nhắn 5 nhà đấy chị. Nhưng mà đuôi số đổi đầu 03 đổi chưa? Gọi được đấy. Em đổi đầu 03 này chỉ có máy chị có thôi này. Đây em nhắn tin vào cái số này cho chị. Thôi, Quỳnh có số ở đây. Số ở iPhone không phải số đấy đâu nhá. Có xe ôm mà. Xe ôm không phải, đổi đầu số rồi. Bây giờ đổi luôn số kia, em không quay được bình thường đấy. Số trong lưu của mình không được em ạ. À, bây giờ chị gọi máy của chị đây này, còn phải số ở ngoài đây này. Cái lưu có gọi được đâu, cứ cãi, khổ lắm. Mày gọi nó là phải gọi lại cho tao làm gì. Ok nhá các chị nhá. Mùng 5 tháng 12 đã nhận được chưa? Em kiểm tra cho chị cái sổ đổi của chị Bình Hải Nguyễn. Cứ cãi cơ, nhục lắm cơ. Đang ngủ công nghệ còn cứ cãi. Chị đứng lên ghế, ok nhá, đứng lên ghế nhá. Bảo bao nhiêu à? Cái bao nhiêu rồi ạ à, chị? Cái này à? Cái này là mã số 4. Đây ạ à. Nhìn em nhá, con mèo đây này. Mặc đẹp lắm. Đi bốt cũng xinh. Đi bốt nó như một con quần tất luôn. Đi bốt như một con quần tất luôn này. Lấy cái máy của chị mà nhắn. Đây ạ à.
ôm sát ống chân cho các chị nhá. Quần mèo, đây là quần mèo màu ghi. Màu đen của nó cũng rất là đẹp, nhung của nó rất là sang. Mông của nó đặc biệt là không bao giờ sợ bị lệch mông. Đối với cái hàng mèo nhà em thì các chị không bao giờ sợ bị lệch mông nhá. Hàng của nó rất là chuẩn mông. Chị nào lấy cho nhanh mèo thì em chuyển mã này. Chắc hôm nay em chỉ bán cho các chị trúng mã thôi. Hai quần mèo ok của chị Phương Thảo Đào Thị có ạ. Quần mèo bao nhiêu? Quần mèo đang bán với giá của nó là 120.000. 120.000 nhá. Con nào túi sách bán toàn bộ cho các chị với giá của nó là 149.000 này. Chốt em quần mèo đi, sau đó để em chuyển sang áo này nhá. Phục vụ các chị vào mùa đông lạnh đấy. Tối nay là em có áo cổ cao về, xinh lắm. Tối nay có áo cổ cao nhá. Có quần 3D mỏng về, xinh lắm, đẹp lắm mà ấm lắm. Còn quần giả bò không, giả bò em đang cháy hàng hết sạch nhá. Chị đặt hàng hôm tối thứ hai vẫn chưa nhận được, vẫn chưa được hồi âm. Thế à, chị Ân Nguyễn cho em số điện thoại này. Ân Nguyễn cho em số điện thoại, em cho nhân viên chốt lại hàng cho chị ngay. Cho em số điện thoại, em cho nhân viên chốt lại ngay hàng nhá. 62kg chị cao loan có mặc vừa, 65kg đổ xuống các chị mặc vừa cơ mà. Có size số không? Tất nhiên là có size số rồi. Hàng nhà em toàn hàng có size có số các chị nhá. Em tháo chị cái cúc đằng sau. Gần chốt xong tối hôm qua chưa? Chị nào lấy chốt cho em mã số 5 nhá. 149.000. Đây là hàng cao cấp các chị nhá. Dòng này có giá thoải mái, 65kg của xuống các chị mặc vừa. Chị nào lấy chốt luôn cho em ạ. Đây là con áo, đây là áo mã số 4 nhá. Chị nào lấy áo mã số 4 chốt luôn cho em nhé. 149.000 cho các chị. Đây là con áo túi sách. Chị nào lấy chốt nhanh cho em ấy ạ. 149.000. Quần mèo 120, giao lại 125. Chị Phạm Thúy Phương ơi, cách đây 2 hôm em mới bán, 3 hôm em mới bán quần mèo là 125.000 nhá. À 120.000. Còn các chị bây giờ đang nhận được hàng ở cái thời điểm bây giờ là lúc đó em bán 125.000. Em mới giảm từ hôm gọi là đá bóng là từ tối hôm kia thôi. Mới giảm từ tối hôm kia là hôm đá bóng chị nhá. Chị Nga Hoàng có này. Đấy lưu ý hộ em không là các chị nhầm đấy ạ. Em phát giá rất là chuẩn. Hôm nay là 120.000, 3 ngày nữa đến 5 ngày nữa các chị nhận được hàng đó là 120.000. Các chị phải nhìn xem ngày các chị đặt là bao nhiêu. Gió lạnh thế. Các chị phải nhìn xem ngày các chị đặt là bao nhiêu ạ. Không thấy anh em ấy thấy hương để chị đặt cọc thẻ. Chị Nguyễn Thanh ơi, đặt cọc thẻ à? Thôi được rồi, đơn của chị Nguyễn Thanh em làm à? Không nghe máy, em đang không nghe máy đây. Thế thôi chị Nguyễn Thanh không cần đặt cọc đâu. Chị cho đi hộ em với, đơn của chị là bao nhiêu tiền đấy? Đơn của chị 1,5 triệu. 1,5 triệu chị Nguyễn Thanh à? Thôi được rồi, nếu mà em nhìn thấy các chị chân thành như thế này, các chị không cần phải gọc thẻ đâu, em cho đơn đi luôn nhá. Đấy, mèo đen của chị Hà Lưu có nhá. Quần mèo 58kg có vừa chị Huệ Lương nhá. Hôm trước chị bán 120 mà, cách đây 3 hôm, đúng vào cái tối hôm mà đá bóng ấy, Việt Nam thắng ấy, là em bán là 120.000. Ok của chị Nguyễn Thu Lan nhá. Còn nếu như nhầm nhọt 1-5.000 nữa nó cũng chẳng đáng vào bao nhiêu. Nếu mà các chị cần thiết thì em sẽ trừ các chị đơn sau. Chứ quần mèo này trước em bán có 130.000 cơ, mà các số khác người ta bán nó chỉ 160.000, chưa có phí ship các chị nhá. Đấy, em là áo mã mấy? Áo trước em bán là mã số 2. Mã số 2, mã số 3. Mã số 3 chị ạ. Mã số 1 là con áo công này. Mã số 2 là con áo đá này. Mã số 3 là con áo phao. Mã số 4 là quần mèo. Mã này là mã số 5. Chị nào lấy mã số 5 chốt cho em nhé. Lúc nhận đơn hàng ghi dập xóa sửa thành 125 mới hỏi thôi. Ok chị Phạm Thúy Lương nhé. Cái đó chị chụp gửi lại cho em. Chứ còn 5.000 nó chẳng quan trọng đâu. Có thể là hôm đó bán 120 nhưng các bạn vẫn tính theo giá cũ. Cái đó để em kiểm tra. Chị nào chốt cho em ấy ạ. Mã số 5 này. Mã số 5 cho các chị 149.000. Hai quần mèo của chị Khánh Lê có nhé. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. Em cho chị mượn con áo khoác nào, lạnh thế. Lạnh ơi là lạnh. Chị chụp lại cho em cái bill đi. Chị chụp lại cho em cái bill xem của chị là mấy đơn, mấy áo, mấy cái gì. Bây giờ chị cứ hỏi em trên này. Bây giờ các chị nói cái gì thì nói. Các chị phải chụp cho em hình ảnh, gửi cho em thì em mới giải quyết được. Các chị cứ hỏi trên line như thế này. Có nhiều lúc em xác nhận lại 45.000 nhưng mà những cái các chị 4 con áo, 5 con áo thì làm sao, đúng không? Chứ còn nếu như 1 con quần, 12 con quần, 45.000 là cái phí của ship của các chị bị nhầm. Viettel người ta tính nhầm chứ bên em cũng không được thu cái tiền phí ship của chị nhá. Đó là cái tiền cước hệ thống người ta thu. Đó các chị lưu ý hộ em. Áo phao màu cà sốt mắc bao nhiêu? Áo kia em bán là 330.000. Cho em mèo đen ok của chị Lê Thị Toán nhé. Chị nào lấy mã số 5 chốt cho em này. Mã số 5 kèm số điện thoại nhá. Thank you.
mã số 5. Áo mặc nó co giãn 4 chiều chị nhá, màu đen của chị có ạ. Thu Mai, chị ơi bên em vẫn đang chốt hàng tối hôm qua chị nhá. Bên em vẫn đang chốt hàng tối hôm qua. Nam ok của chị Nguyễn Thu Lan có này. Rồi Hà Hương ơi, nay chị Bình đi đòi nợ rồi. Chị Bình vẫn đang ở nhà, nhưng em còn đang cháy hàng đây. Đấy, cái đối tượng đấy không giảm em tiền các chị ạ. Huyền Linh có nhá. Ship thường thì tùy theo cân nặng của các chị. Cái này hệ thống người ta tính theo cân nặng, chứ em không nói chính xác được. Ví dụ như bây giờ quá một ngoại tỉnh chắc chắn là quá 28.000 rồi. Nhưng một con áo của nó có thể là 28.000, hai con áo có thể là 32.000, năm con áo cũng có thể là 35.000 thôi. Nhưng cái tiền cố định của nó là 28.000 ngoài tỉnh các chị ạ. Đấy, nếu chưa đơn đi, ok, nếu mà chưa, bên em Tuyết Xuân chốt chưa? Tuyết Xuân ơi, nếu mà đây cứ cho chị Tuyết Xuân một con này để lại cho em số điện thoại. Hàng này của nó là thu lạnh co giãn 4 chiều các chị nhá. Chất rất là đẹp, giữ nhiệt cực kỳ là tốt. Rất là đẹp, tất cả đá này của nó không xù, không bay, không nhão, không hỏng. Quần mèo 100, chị Nguyễn Băng Nhi ơi, 120.000 con quần mèo hàng Quảng Châu của em mà em còn miễn phí ship cho chị nữa thì là em không biết là nó rơi vào bao nhiêu tiền. Bên em không miễn phí ship cho chị nào nhá. Em không có đồ nam. Bên em từ trước đến giờ không miễn phí ship cho ai cả. Kể cả các like khác người ta bán hàng tốt, đẹp như hàng bên em, ta toàn bán đắt hơn, cũng chả ai miễn phí ship cho chị cả. Trừ khi là người ta cộng cho các chị 60-70.000 vào. Đấy, chị nào lấy đi chốt nhanh cho em. Chia sẻ like cho em nhá. Chia sẻ like cho em nhá. Áo đấy 149.000. Đấy ạ, chị nào lấy chốt cho em. Quần mèo có màu gì? Em có màu đen này, màu ghi và màu xanh. Ok, ở Nhung Phí có nhá. Cái gì? Chị ơi, không phải. Mà nó là như thế này này, em nói thật một câu. Mà bản thân em cũng không biết là chị đấy kiểu gì nữa. Em chưa xử lý chị đấy bởi vì dạo này đơn hàng của em quá nhiều. Như hôm nay là thứ 5. Tối hôm qua bên em gọi điện 2 lần, chị không gọi lại. Ok chị Tuyết Xuân nhá. Chị đấy mua của em là 14.200.000 bao nhiêu tiền ý. Thì chị ý bảo là chị báo cho bên là đi ship code một nửa và chị chuyển khoản một nửa. Chuyển khoản cho em là 7.000.000. Chụp cái phiếu của bưu điện hẳn hoi là gửi 7.000.000. Thế nhưng mà trong vòng 5 ngày em không nhận được đơn hàng, không nhận được tiền. Thì em có gọi điện cho chị đấy thì chị bảo là em ơi, bố chị đang nằm viện, chị đang phải xử lý công việc, nhà chị có gia đình. Thì em cũng nghĩ là nhà chị, bố chị ốm xong là có tang tóc cơ. Một tuần sau rồi, chị lại báo cho bên em là em ơi, số điện thoại của chị bị mất. Em mà gọi vào đó thì không ai nghe đâu. Nếu mà mất điện thoại, em bảo với nhân viên bên em này, mất điện thoại ấy, nó sẽ tháo cái sim, nó vứt ngay cái sim đi. Chứ nó chả để cái sim để ở đấy làm gì cho nó phiền hà cả. Đấy là vì lý do thứ 3. Lý do thứ 4 gọi điện là em ơi, bưu điện chưa trả chị tiền, chị chưa có tiền để trả cho em. Ok, chờ một tuần nữa. Xong đến sáng hôm thứ 6 em điện cho chị đấy tuần trước, em bảo là em là Đặng Hương, chị chuyển tiền cho em chưa? Em ơi em Đặng Hương à, chị vừa chuyển rồi nhá, chị vừa chuyển rồi nhá. Thứ hai nhân viên bên em gọi điện, chị lại bảo là chị đang đi chuyển tiền. Cho đến hôm nay là hôm thứ 5, hôm nay là thứ 5 và thứ 6 chị mà không chuyển tiền cho em nhá, em sẽ xuống tận nơi Hải Dương em đòi tiền. 7 triệu của em chứ không phải là ít, đừng có lừa đảo cái kiểu đấy. Đấy, nói cái gì nó phải chuẩn, buôn bán mà giữ cái thói mất dạy ra là không thể chấp nhận được. Chị gọi điện cho em tối hôm qua, con Hà gọi điện 3 cuộc không nghe máy. Hôm nay không gọi lại. Không được, mai chị mới anh thể đi lấy tiền. Đúng địa chỉ đấy luôn. Đấy, chia sẻ lại cho em nhá. Hai mẫu ghi ok của chị Xuân Hồng Lý có nhá. Em không có quần tây đâu. Chị nào lấy chốt thì chốt cho em này. Con áo này của nó đẹp thế này, 140.000 mà không chị nào lấy. Hình như là dạo này các chị mất cả mấy áo dài thì phải. Thế lại xả sang áo cộc nhá. Áo cộc quả bóng, em mang áo cộc quả bóng đây. Cộc quả bóng này bán cho các chị với giá của nó là, cộc quả bóng này bán cho các chị là 130.000 nốt này. 130.000, em mang chị một con ở ngoài để chị mặc. 130.000 nhá, áo đang mặc ở ngoài. Sao cho nhiều thế chị ơi? Thế thì mới nói là tin người, gửi chuyển khoản cho, nhưng mà chụp cái giấy ở đâu ra ấy, em không hiểu. Đấy, em còn phải đăng á. Đây ạ, áo quả bóng này 130.000 nhá. Tức là còn được khoảng 20 con. Đây của em là mã số 6. Mã số 6 của em này. Đây là mã số 6 của em nhé.
130.000 cho các chị, mã số 6 này. Ok chị Hương Nguyễn nào đang mặc nhá. Mã số 6 quả bóng của em. Ok chị Vũ Huyền, mã số 5 dồn cho em số điện thoại chị nhá. Lạnh quá, chị nào béo quả bóng với chốt em này. Đằng sau lưng của nó rất là xinh. Tất cả đây là đằng sau lưng của nó. 130.000 cho các chị nhá. Em có một ít em bán nốt. 130.000 này. Chị nào đấy chốt luôn nhá. Áo phao canh bạc đi chờ em một tí. Xin chào chị Trần Thị Nga nhá. Chị nào lấy áo quả bóng với chốt cho em này nhá. Đây của em nó là mã số 6 kèm số điện thoại, chia sẻ like cho em nhá. Áo cộng một tí các chị thích cái gì? Ok của chị Nguyễn Bích Hằng có này. Phao đang bán là 209.000. Mã số 6 kèm số điện thoại. Đâu ấy Hải ơi. Áo quả bóng đôi em mang đây chị. Đó, mã 5 của chị Hương Nguyễn có nhá. Áo bóng này của nó là hàng Quảng Châu loại 1 chị nhá. Em có tần này con thôi. Em ơi gửi ảnh và tin nhắn Facebook cho em rồi nhé. Vâng chị Hà Thúy nhá. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Của chị Nguyễn Thị Bích Hằng một con đây này, chị Nguyễn Kim Ngọc một con. Mã số 6 kèm số điện thoại em, mặc trong quần áo này cũng rất là đẹp, khoác trong quần áo công của bên đây các chị mua đấy ạ. Bán cho em một quần mèo, chị Huệ Lương có quần mèo nhá. Có áo dài không? Cho chị áo quả bóng mã số 6 chị Loan Lê cho em số điện thoại này. Đây của nó là hàng Quảng Châu loại 1 nhá. Co giãn 4 chiều mặc rất là thích, 130.000 cho chị. Hết hàng. Đen nhiều quá kiếm màu khác đi, không có màu khác, chỉ có màu đen thôi. Áo Quảng Châu toàn màu đen. Áo phao em mặc này là 209.000. 209.000 mà 62kg thì chúng ta chỉ mặc vừa. Có không có áo dạ à, bên em chuẩn bị có thôi. Võ Nươi có này, của chị Huệ Nguyễn có này. Khi nào lấy chút luôn cho em nhé. Chốt luôn cho em hạnh phúc một con nữa này. Mã số 6 kèm số điện thoại, chẳng có nhiều. Con áo này mà còn bị ế nữa thì chết. Chẳng biết bán con nào. Hai quả bóng của chị Hà Võ Mỹ hai size. Quả bóng của chị Lan Vi Nguyễn cho em số điện thoại. Con này của nó là hàng Quảng Châu loại 1 đấy, sản cho các chị là 130.000. Hết hàng. 130 còn 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 11 con cả con em mặc. Quần mèo chị Tân Nụ ơi, tí xem lại của em với nhá. Chị Bình Nguyễn ơi, chỉ có size M, size L thôi. Hàng Quảng Châu áo này không bao giờ có size XL. Hai cái 170.000 mà nhân viên bán hàng tính 180. Hai cái quần giả bò cũng tính lên 1.000. À thế à. Áo tính 180.000, bữa trước mua hai áo cũng tính 100. Thế là chị nào nhờ chị Đặng Huỳnh ơi gửi cho em qua tin nhắn cho chị nhá. Của chị cho em nhá, chị Đinh Mai có này. Gửi qua tin nhắn cho em, chị Lan Vân có này, chị Kiên Huyền có này. Chị Nguyễn có quả bóng nữa này. Chị nào lấy quả bóng thì chốt cho em nhá. Quả bóng của chị Quỳnh Mai có ạ. Những cái thắc mắc này các chị phải chụp ảnh gửi qua Messenger hoặc gọi điện lại cho các chị cứ trên này này. Em làm sao em lưu được vào đầu đúng không? Em có đọc bây giờ nhưng mà tí nữa em được khoảng 500 đơn hàng nữa đến thì làm sao mà em nhớ hết được. Cho nên là chụp ảnh gửi qua màn hình cho em. Nhất là đặc biệt đối với các chị nhầm tiền, nhầm năm hoặc là nhầm hàng. Chị Hoài Thương có quả bóng này. Đấy, còn 4 con. Còn 5 con quả bóng thì nào lấy chốt luôn cho em nhé. Đây là mã số 6 kèm số điện thoại. Bên em vẫn đang gọi điện nhé, chị Trà Hương Lê nhé. Vẫn đang gọi điện ở ngoài. Quả bò, quần bò về nữa, quần giả bò em không biết đâu chị Quỳnh Chiến ơi. Bởi vì hiện tại bên em đang hết hàng. Áo hồng trên canh kia bao nhiêu? Áo hồng trên canh kia em đang mặc đây đấy. Áo hồng này đang bán nó có chị là 209.000. Có áo phao em đang mặc có màu đen không? Không có chị Dạ Trần nhá. Em chỉ còn màu hồng thôi. Chỉ còn màu hồng thôi ạ. Áo công không thì chốt đơn, chị Kim Ngân, Kim Ngoan, ok chốt đơn luôn cho chị con áo công nhá. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Hôm bữa em đặt áo công không để chốt đơn. Đấy, hôm nay chị để lại số điện thoại, tí em chốt đơn áo công cho chị. Có thấy mình không? Có thì lấy chị Lý Phạm nhá. Em cho chị những con áo len này, con áo len ý. Con áo len, ví dụ con đỏ á, áo tay đứa chứ, chị xả hết đi. Áo mông hồng này, đây này, hồng tên, đấy. Đấy, chị nào lấy chốt cho em nhá. Cho chị quần mèo. Thúy Mộng ơi, quần mèo tí nữa xem lại của em. Chị Oanh Nguyễn có một con áo bóng nữa này. Đấy còn 4 5 con áo bóng, chị nào lấy chốt luôn nhá. 130.000. Quá là rẻ luôn. 57 kg có mặc vừa, 65 kg xuống các chị mặc vừa. Áo da bán bao nhiêu kg vừa? Áo da em có đủ size đủ số. Con áo này hết rồi em. Con này còn nhiều mà. Con này còn nhiều nhá. Ở dưới kìa. Đấy. Sang đến con áo đỏ cái rơi này, bán toàn bộ cho các chị với giá của nó là 100.000. 100.000 nhá. Xả quá, không, đổ thanh ấy. 100.000 cho các chị con áo này nhá. 100.000 con áo này 70kg. Từ 50 đến 70kg các chị mặc vừa này. Áo bóng của em nó là hàng Quảng Châu chị nhá. Chất co giãn 4 chiều, thất thun lạnh. Đấy các chị nhìn em này, cào thoải mái, không bao giờ bị bay. Cho chị áo công không chị? Trình Vũ ơi có áo công nhá, cứ để lại cho em áo công kèm số điện thoại. Nhà em 57 loại công, các chị lưu ý là phải lấy công nào. Hết chưa em? Đấy ra 100.000 con áo này cho các chị nhá. Em xả hết luôn này. 100.000. Một trăm nghìn cho các chị con áo cánh rơi này.
tất cả các chị 50kg cho đến các chị 70kg các chị mặc vừa. Đây là con áo cánh rơi, em 48kg thì em mặc hơi rộng, 48kg thì em mặc hơi rộng các chị nhá. Đây ạ, các chị mua của em này 100.000 xả hết hàng luôn. Chất len của nó là chất len cao cấp loại 1, hàng này của nó là hàng tiêu chuẩn 1, toàn bộ là len hết chứ không pha ni lông. Hàng này của nó mềm và đẹp, chị nào lấy đi chốt cho em nhé. Đây của em là mã số 7. Có số lớn không? Cái gì nhờ chị nhờ? Cái gì hàng bên em cũng có size có số trừ len ra nhá. Cho chị một áo bóng ok chị Nông Xuân nhá, áo công của chị Trinh cũng có này, quần giả bò và quần mèo rồi. Chị vừa vậy à, chị Lan Phạm ơi có mặc vừa đẹp không? Riêng hàng đó thì các chị yên tâm, con áo này bán nó các chị là 100.000. Rất là đẹp, chất len của nó thì mềm cực kỳ luôn. Nhìn em nhé, mềm co giãn 4 chiều. Mã 4 màu đen 3D từ hôm mùng 6 gửi cho chị chưa? Chị Đỗ Thị Thúy ơi bên em đã gửi rồi ạ. Một áo cánh rơi các chị lưu ý này, cho em mã số 6 kèm số điện thoại. Áo đen hồi nãy chị mặc bao nhiêu? Áo đen hồi nãy em mặc là áo nào? Chị phải nhớ hộ em mã số. Từ nãy đến giờ em mặc đến 4 mã màu đen rồi, chả nhớ nó là mã nào đâu. Phải cho em đúng mã số thì em mới trả lời chị được, không phải mai gửi hàng các chị lại trả lời là nó thế nọ nó thế kia, em rất là khó. Đấy, nhiều lúc em bán con áo của em, nó là một con áo, con quần mèo là 120.000, quần giả bò là 80.000. Các chị cứ bảo quần mèo em bán 80.000, em bán thế có phải em vỡ nợ, em bán cho nghìn người chứ không phải ít đâu, em để hàng đu rồi đấy. Thế thì chuẩn bị hàng. Thay ra đó, áo đấy là 130.000 chị nhá. Chị nào lấy chốt cho em ấy ạ. Đây của nó là mã số 7. Có màu đen này, có vài con màu đen. Có 3 con màu đen, 4 con màu đen nữa các chị nhá. 100.000. Hả, à, tung nhà, tung hàng hết rồi. Một trăm nghìn cho các chị này, có màu hồng, màu đỏ, có hồng và đỏ này. Mã 6 ok của chị Lan Thanh Trần có nhá. Áo công chim sa, chờ em một tí chị, áo công chim sa hết sạch rồi. Áo hồng phao siêu nhẹ. Chị Nguyễn Hòa cho em số điện thoại. Chị Nguyễn Hòa cho em số điện thoại áo hồng phao siêu nhẹ nhá. Đó, 100.000 con áo này, con áo len đang mặc luôn được rồi. Chị nào lấy chốt luôn cho em ấy ạ. Áo trong này đang bán là 100.000. Vâng. Hai trăm. Vâng. Áo phao qua đập. Con gì? Chữ vuông nào nhỉ? Đâu chị bán hình sang em xem nào nhá. Áo đang mặc có mấy màu? Áo đang mặc này em có 3 màu. Màu đen, có 2, 3 màu. Màu hồng, màu đen và màu đỏ. Hồng, đen, đỏ các chị nhá. Chị nào lấy cho nhanh cho em ạ. Con áo này xả kịch sàn rồi, chả có nữa đâu mà xả hơn nữa cả. Để chị Nguyễn Ngọc có nhá. Chị nào lấy áo nào thì chốt cho em đấy ạ. Em mặc vào cho nó đỡ lạnh. Áo này của nó cánh rơi. Chị Lương Bích, chị Long Bích cho em số điện thoại nhá. Áo đen ok, áo rơi đen của chị Hồng Định một con này. Đấy, em có 3-4 con màu đen thôi. 4 con màu đen, chị nào lấy màu đen chốt cho em màu đen. Em Hương ơi, chị Minh Hồng ơi, em đây chị nhá. 100.000 cho các chị nữa này. Đây là xả. Chị Long Bích Nguyễn cho em số điện thoại nhá. Chị Nguyễn Bích Ngọc có này. Đấy, ở trên là của chị nào đây nhỉ? 130 của chị Trần An Nhi có nhớ, một khoa công chị Kim Ngân có này. Chị nào lấy chốt cho em ấy nhá. Mã số 7. Áo rơi của chị Ánh Mi Trường có nhá. Chị nào lấy chốt cho em ấy nhá. Còn áo xả 3 không? Chị ơi xả 3 em không còn đâu. Cái gì đã xả là em xả một lần thôi là nó hết hàng. Cái này tí nữa các chị ôm hàng là hết ngay. Màu đỏ đô em cũng vẫn còn. Màu đỏ đô cũng vẫn còn, quần mèo trơn 65kg ok chị nhá. Của chị Long Bích Nguyễn có màu đỏ nữa này. Chị nào lấy đi chốt cho em nhá. Mã số 7 kèm số điện thoại. Lưu ý là chia sẻ like cho em. Mã số 7 kèm số điện thoại cho em, đen đỏ của chị Long Bích Nguyễn có nhá. Lưu ý là phải chia sẻ like mới có đơn hàng các chị nhá. Ship em nha, ok chị Đặng Phượng nhá. Áo cánh rơi đỏ hồng. Rồi đỏ hồng của chị Đỗ Huyền có này. Đỏ hồng của chị Đỗ Huyền nhá. Đây là màu hồng. Hồng này em có 4 con thôi này. Chị Đỗ Huyền có màu hồng này. Một khoác công một đỏ ok chị Kim Ngoan có nhá. Một đỏ của chị có này. Mã số 7. Khi nào lấy mã số 7 chốt cho em mã số 7. Len đỏ của chị Vũ Huyền có nhá. 100.000 thôi chị nhá. 100.000 tất cả hàng này của em đều là hàng cao cấp đấy. Hàng này em còn ít thôi, bán nốt cho các chị. Em xả nốt cho nó rộng nhà. Em ơi chị đặt được áo khoác rồi mà. Chị Bảo Linh ơi là áo nào chị nhờ? Quần mèo 2 cái 57kg. Chị Nguyễn Hòa cho em số điện thoại chị nhá. Nguyễn Hòa cho em số điện thoại nhá.
nào lấy cho tụi em nhé. Ok, chị lấy màu hồng, chị Vũ một con màu hồng này, Kenny một con màu đỏ này, 37 của chị Hà Nguyễn có nhé. Chị nào lấy màu 37 chốt cho em nhé, chia sẻ like cho em với ạ. Áo 195, hai quần mèo chị Nguyễn Hòa có nhé. Áo trong này đang bán với giá là 100.000 chị nhé, em đang xả hàng đấy. Chị Kim Ngọc có nhé, chị nào lấy chốt cho em với ạ. 100 nhé, chị Tuyên Phạm ơi lấy đi con áo này đẹp này. Áo khoác công về bán đi chị ơi, áo khoác công hết sạch rồi. Em đặt bây giờ em có đặt được đâu, em đặt hàng nghìn con nhưng mà có đâu hả chị. Áo mã 6 quả bóng có không, chị Quỳnh Mai có nhá. Chị nào lấy màu hồng cái này. Rồi ok, cho chị một cái màu đen của chị Quý Lê có nhá. Một hồng một đen của chị Lan Thanh Trần cho em số điện thoại này. Của chị một hồng một đen nữa này, cho em số điện thoại nhá. Còn hai con màu hồng. Đấy, màu đỏ đô của nó đây ạ. Màu đỏ đô của nó đây các chị nhá. Đây là màu đỏ đô. Chị nào lấy màu đỏ đô thì cho em này. Đỏ đô kèm số điện thoại với giá của nó là 100.000 sáng cho các chị. 100.000 nhá. Bán quần giả bò đi, quần giả bò em hết sạch hàng rồi chị nhá. Em đang cháy quần giả bò. Có màu khác không? Đây có màu đỏ đô này chị này. Đây có màu đỏ đô. Chia sẻ like cho em nhá. Một lần với trang cá nhân của mình và ba lần của nhóm lớn ạ. Ok, đỏ của chị Vân Hoàng, của chị Vân Hoàng có nhá. Vân Hoàng có một con màu đỏ nữa này. Chia sẻ like cho em nhá. Một lần với trang cá nhân của mình và ba lần của nhóm lớn. 7 màu đỏ của chị Ken Huyền có ạ. Em còn có vài con thôi. Chị nào lấy xỉn bốc cả cho em con áo này rất là đẹp. Có lên jean không? Lên em còn lẻ ở ngoài, em đã nói rồi. Quần bò em đang có lẻ ở ngoài. Chị nào lấy quần bò thì cứ chốt cho em. Quần bò kèm số điện thoại, quần loe cũng còn, quần ôm cũng còn, hàng Quảng Châu cũng còn, hàng Việt Nam cũng còn. Đó chứ bây giờ các chị. Vâng chị ơi, chị Mai Tiết Bông có này, Lan Thanh Trần có nhé, chị Trần Hiền có này. Chị nào lấy chốt em nhé. Áo khoác canh mặc ok, chị thích áo khoác canh mặc áo bên này đúng không ạ? 320.000. Bán hàng ngày này nhiều khách hàng quá, cứ lấy hàng liên tục. Ok, của chị bên này của nó là 209.000 chị nhá. Áo phao canh mặc chị đang hỏi em là áo nào. Đấy, em bỏ mã số 7 đi. Chị nào lấy mã số 7 chốt nốt cho em này. Mã số 7 kèm với điện thoại. Chia sẻ like cho em nhá. Mã số 7 kèm với điện thoại này. Đỏ đang mặc chị Tây Phan cho em số điện thoại chị Tây Phan nhá. Đó, áo cho chị một đỏ đang mặc chị Tuyết Phạm. Ok, chị một đỏ đang mặc cái này. Con áo này của nó đẹp mà. Con áo này của nó đẹp lắm. Con áo này thì chả chê được một câu nào. Riêng dòng này của nó là dòng cao cấp mà mặc rất là thích, len của nó là len mềm. Chị nào thích mặc rộng thoải mái thì các chị có thể lấy con này. Rộng thoải mái các chị lấy con này được nhé. Tay ngọc 99.000 này. Màu gì nhiều em lấy cho chị. Màu vàng. Tay ngọc 99.000 sáng nốt các chị này. Mã số 8 của em nhé. Số 8 tay ngọc 99.000 các chị nhé. Tay ngọc 99.000 cho các chị này. 65kg của số mặc vừa. Đá tiếp chờ em một tí, cứ thay liên tục này rất là lạnh. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Em cắm cho chị cái quạt sưởi vào với Hải. Hải ơi, chị nào lấy chốt cho em tay ngọc này. 320 có màu gì nữa ạ? 330, con đấy em có màu xanh rêu, có màu đen, có màu cam. Đâu nhỉ? À, tay ngọc đấy. Em cắm cho chị cái quạt sưởi này vào. Tay ngọc đây còn những màu này nhá. Có màu đỏ, màu vàng. Màu đỏ, màu vàng, màu cà phê cháy, màu đen còn một con. Màu đen em còn một con này. 99.000 cho các chị nhá. Tay ngọc này của nó đẹp. 99.000 cho các chị. Đó, chia sẻ like cho em. Hải ơi, những con áo này em nhặt cho chị vài con này để chị, để chị bán. Đây. Đây này. Để cho chị những cái này bộ vào. Mua mã để cho chị 10 cái. Chị bán hết. Đấy, chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Tay ngọc vàng của chị Tươi Farm này, chị phải cho em số điện thoại chứ ạ.
Để cho em số điện thoại nhé chị nhá. Vàng của chị này để riêng cho chị. Đấy, chụp con đấy ra để chị test chị bán. Đấy, nó cháy bây giờ ấy kìa. Thêm tay ngọc vàng, ok của chị tay ngọc vàng nhá. Chị nào lấy tay ngọc thì chốt cho em tay ngọc kèm số điện thoại nhá. Tay ngọc kèm số điện thoại. Lại bị ẩn comment của các chị rồi. Chẳng nhìn thấy đâu cả. Ví lại lên ầm ầm. Phao hồng đang có size 3X. Không có đâu. Tư Hoàng có này. Đen tay ngọc của chị Quỳnh Hương này. Tay ngọc đỏ của chị Trương Tuấn Phát nữa này. Rồi của chị Lương Hà nữa ạ. Các chị lấy màu gì thì cho em màu đó nhá. Đây tất cả em có những màu này thôi. Chị nào lấy màu nào thì chốt cho em màu đó. Cả màu vàng này. Đen của chị Hoàng Tú ơi. Hết đen rồi không có đen đâu. Em còn một con màu đen. Tí nữa chị nào comment đầu tiên thì em để thôi. Chứ còn con màu đen. Bỏ con màu đen đây. Có một con màu đen. Có một con màu đen. Đấy, chị nào lấy chốt luôn nhá. Một con màu đen cho em. 70kg không mặc vừa đâu chị ơi. Áo phao bao nhiêu tiền? Áo phao ở trên kênh màu hồng đang bán với giá của nó là 209.000. Con màu cam kia đang bán với giá của nó là 230.000 chị nhá. Tay ngọc vàng của chị Thảo My có này. Chị nào lấy màu nào chốt cho em nhé. Con này của nó lên thì đẹp cực kỳ. Tay ngọc này của nó các chị mặc với váy thì xinh lắm. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Tay ngọc kèm số điện thoại. Bao nhiêu tiền? 99.000 các chị nhé. Quần 6S lót nỉ Hà Hương đúng rồi chị ơi. Tất cả quần của bên em bây giờ đều có lót lông cả. Mùa này em không bán quần không nỉ nữa vì nó lạnh lắm. Nó lạnh lắm không bán quần không có nỉ nữa. Có ở ngoài nhưng mà bổ sung của em. Chị nào lấy chốt luôn nhé. Tay ngọc vàng của chị Vân Hoàng có này. Bán áo phao đi. Áo phao vừa mới bán xong. Vừa bán áo phao kêu với giá của nó là 209.000. Tay ngọc vàng của chị Hồng Bến nữa này. Còn tay ngọc đỏ thôi chị nhá. Tay ngọc đỏ còn 4 con. Tay ngọc đỏ này của nó đẹp này. Tay ngọc đỏ của nó đẹp. Rất là xinh. Nhưng màu ngọc đỏ này của nó các chị khoác bên ngoài hay mặc với váy con nào của nó cũng đẹp. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Chốt luôn cho em tay ngọc đỏ kèm với điện thoại còn có vài con. Cho em xả áo hồi tối được lấy áo chị đang mặc bay chị Trường Bình ơi, bên em đang chốt đơn hàng rồi. Đã chốt đơn rồi, đã đơn đi rồi, còn chưa chốt thì tí nữa nhân viên gọi chị báo hủy của em với ạ. Chứ bây giờ cứ đổi từ line trước sang line sau bên em rất là khó. Con áo này bán cho các chị với giá của nó. Đây đây em, còn vài con này. 160.000 nốt này, tất cả cọc luôn. Đưa cả cọc đây cho chị. Đây đây, em chuẩn chuẩn đi đây. Đây ạ, con áo này bán nốt cho các chị là 160.000 nhá. 160.000 cho em, đây là con xả 1. 160.000 con xả 1 của em. Cho con áo đỏ này này đây. Comment cho em con xả 1 các chị nhé. Đây là áo đá Quảng Châu. Áo đá Quảng Châu xả 1 của em đấy ạ. 70kg đổ xuống các chị mặc vừa, có size có số. Tay ngọc 99.000. Áo phao 209 không có màu gì đâu, em chỉ còn màu hồng thôi. Hết quần sóc nhung size to rồi à. Chị Trương Lạc Lạc ơi, size to chuẩn bị về nhá. Nhìn em đấy ạ. Em chuẩn bị về cái quần nhung của nó đẹp lắm, hàng gần 400.000. Đẹp và cao cấp long lanh. Cái hàng quần nhung đính đá của nó sang cực kỳ mà em đấy có mỗi 50 con thôi. Đó, xả 1 chị nhung phí cho em với điện thoại nhá. Các chị lưu ý này, cho em số điện thoại xả 1, em không mặc đi mặc lại nữa vì rất là lạnh. Mà nhà đông nhân viên cứ đi ra đi vào. Nhìn em ở đây, em bán ở ngoài nhà to chứ không phải là ở trong trong phòng. Chị nào lấy chốt em nhé, xả 1 nhé. Của chị nhung phí cho em số điện thoại nhé. Xả 1 kèm số điện thoại. Xả 1 áo tay cụt còn không. Chị Hồi Nguyên ơi, em còn nhé. Comment cho em, đấy là mã số 2. Vai em đang chưa? Em lai áo trễ vai hôm qua em đang chưa? Áo trễ vai hôm qua mình đang áo nào em nhỉ? Áo lệch vai em làm chị. Áo lệch vai à? Ê, tay ngọc của chị Lài Yên cho em số điện thoại nhá. Nhung phí một con nữa này. Đây là xả số 1 của em. Tất cả đá này của nó là đá Quảng Châu. 160.000 cho các chị nhá. Xả nốt. Đây là hàng của nó, hàng Quảng Châu loại 1. Tang mác đầy đủ. Trước các chị mua là 199.000. Em còn được khoảng 5-6 con em bán nốt cho các chị này. Xả 1 kèm số điện thoại cho em. Quần mèo 1m56 57kg vừa không chị ơi? 1m56 57kg chị có mặc vừa. 65kg người ta còn mặc vừa chị nhá.
xả một hộ em kèm giấy điện thoại này. Áo đang mặc này bán cho các chị với giá là 99.000. Đấy, xả một của chị em mặc có xả một vào vậy. Chắc không mặc vào các chị không nhìn thấy, các chị thấy im lắm. Xả một chị Đỗ Thúy cho em số điện thoại nhé. Xả giá quá rẻ quá bèo này rồi mà các chị còn không lấy nữa thì không biết xả con nào luôn. Đây ạ, đây là con xả một nhé các chị nhá. Đây là con xả một này. Chị Nguyễn Thị Hương cho em số điện thoại nhá. Chị Đinh Trâm cho em số điện thoại này. Lấy áo đang mặc, ok ok. Áo đang mặc của em nó là con nào? Tay ngọc. Xả một của chị Nguyễn Thị Hương một con nhá. Của chị Đinh Trâm một con nữa này. Chuẩn không có đâu, có 4-5 con thôi mà. Chuẩn này có để đây. Con có 4-5 con. Còn hai con xả một 1m58, chị Nguyễn Thị Hương có mặc vừa, cho em số điện thoại nhé, cho em số điện thoại con xả một kèm số điện thoại, xả một ba con của chị Đinh Trâm. Thế đi hết rồi làm gì còn con nào. Đinh Trâm này, bên kia có một con đấy chị, đây của chị Đinh Trâm là hết con này này, có một con hoa hồng, chị nào lấy con hoa hồng thì comment cho em hoa hồng kèm số điện thoại, cho em hoa hồng kèm số điện thoại nhé. Cho em hoa hồng kèm số điện thoại này. Đấy, chị nào lấy con này thì cho em hoa hồng kèm số điện thoại nhé. Đang xả cho các chị chung với con xả một. Cho em xả một hoa hồng. Cho em xả một hoa hồng kèm số điện thoại này, có đúng một con y như dáng em mặc chất Quảng Châu 4 chiều có giãn 160.000 cho các chị nhé. Bên em có được xem hàng trước khi thanh toán chị nhé. Bên em có được xem hàng trước khi thanh toán 160.000. Con hết quá hả chị? 160.000. Con hoa hồng đấy, chị nào lấy thì cho em xả một hoa hồng. Em cứ để chung vào đấy. Xả một hoa hồng kèm số điện thoại cho em. Đây ạ. Đây là con xả số 1 vai thuyền. Con này là xả số 1 cổ thấp. Con này xả số 1 cổ thấp, chị nào lấy chốt nhanh cho em nhé. Có hai con cuối cùng. 160.000 cho các chị bán nốt luôn. Con áo này của nó toàn là hàng cao cấp loại 1 chứ không có hàng linh tinh. Hoa hồng của chị Nguyễn Linh, ok chị nhá. Đấy ạ, à, chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Của chị cho chị hoa hồng. Rồi ô hoa hồng xỉ. Đấy ạ, à, chị lấy xỉ lấy cả hai con này đi. Chất của nó đẹp nhỉ? Áo đẹp lắm. Con áo này của nó mặc sang cực kỳ luôn. Con áo này của nó thì mặc sang long lanh. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Chốt nhanh cho em này. Đây của nó là con xả hoa con xả một cổ thấp. Xả một cổ thấp của em đấy ạ, à, có hai con. Xả một cổ thấp của em nhé, có hai con nhé. Con xả số 2 cho các chị này. Xả một cổ thấp của em. Bao tiền chị nhỉ? 160. Con xả 2 cho các chị này. Cũng 160.000. Xả 2 160.000 các chị nhá. Có cổ đóng đằng sau. Đó, đây của nó là hình số 2. Xả 2 của em đấy ạ. Xả 2 kèm số điện thoại em này. Xả 2 kèm số điện thoại của em. Đấy, con này có 160.000 thôi, rất là đẹp. Mà hàng của em đều là hàng Quảng Châu loại 1 các chị nhá. Tag mark của nó đầy đủ. Đây ạ, tất cả các chị nhìn em còn có vài con thôi, không có nhiều. Xả cho nó đỡ rơi linh tinh. Mỗi con một tí như thế này thành rất là nhiều, sắp thành núi rồi. Đây là em xả nốt cho các chị. Xả 2 của em đấy ạ, Dung Trần một con nữa này. Chị nào lấy xả 2 cho em nhé. Bi Nguyễn một con xả 2 nữa này. Của chị Dung Trần một con nữa này. Đấy, có 4 con thôi. 70kg được xuống các chị mặc vừa. Chị Thanh Nhịp ơi, em hết mất rồi, có 2 con thôi. Chị Vân Hoàng cho em số điện thoại nhé. Vân Hoàng cho em số điện thoại nhé. Em xem còn ở đâu không, có những con áo như này lẻ lẻ vài con này. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Xả 2 kèm số điện thoại. Có vài con thôi. Em chỉ xả đọc một số điện thoại. Cái cọng ở trên đấy. Đấy đấy, cầm gì đây? Xả 2 kèm số điện thoại em nhá. Xả 2 hết rồi. Xả 1 cổ thấp thôi, làm gì có xả 2. Con này bán cho các chị là 130.000. Xả 3. Xả 3 130.000, con áo chuồn chuồn. Xả 3 130.000 cho em này.
xả ba 130.000 các chị nhé. Xả 3 130.000 cho các chị này, chị nào lấy chốt cho em xả 3 này. Xả 3 130.000 hộ em. Ở trường Huế ơi em có nhìn thấy chị nhá. Xả 2 em hết mất rồi, em có vài con thôi. Xả 2 rồi đó. Rồi ok, chốt cho chị nào tí nữa Hà làm đơn nhá. Đấy, đây là con xả số 3 hộ em. Xả 3 kèm số điện thoại, có độ khoảng 5 6 con. Xả 3 kèm số điện thoại cho em Hương này. Xả 3 kèm số điện thoại em nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? À, cổ tim hết rồi chị ơi. Đây là con xả 3 130.000 cho các chị này. Đẹp lắm, 70kg, 50-70 các chị mặc vừa. Áo cam canh mặc bao nhiêu? Chị Nguyễn Hòa một con này, áo cam canh mặc đang bán với giá của nó là 330.000. Xả 3 của chị Eva Nguyễn Thị có ạ. Chị Nguyễn Hòa có này. Em có chục con thôi, chị Nhung phí một con nữa nhá. Chị nào lấy xỉ lấy con này cực kỳ là tốt. Xem một chỉ một tuần mà chưa nhận được, ok chị Thu nhá. Em in thế Bắc Giang và em ship hàng toàn quốc. Đây của nó có cổ đóng đằng sau. Có cổ đóng đằng sau nhưng mà hiện tại em đang đóng cổ. Em tức là đang thay ra thay vào cho nên em không tiện đóng luôn, chỉ để như này thôi. Con này của nó mặc rất là dễ. Chị nào lấy chốt luôn cho em đấy ạ. Xả 3 kèm số điện thoại này. Vải gì đây của nó là hàng Quảng Châu loại 1 chị nhá. Xả 3 kèm số điện thoại. Em gửi áo chị đổi cả tháng rồi chị Diệp Chi à? Em kiểm tra đơn của chị Diệp Chi nhá. Kiểm tra đơn của chị Diệp Chi này. Đơn của chị Diệp Chi. Chị Diệp Chi để lại cho em số điện thoại nào. Cho em một áo hoa hồng. Chị ơi hoa hồng hết rồi. Hoa hồng không còn đâu. Đây là con xả số 3. Xả 3 của chị Bống Kít có này. Xả 3 chị Nguyễn Thứ có, cho em xả 3 kèm số điện thoại nhá. Xả 3 kèm số điện thoại em. Xả 3 kèm số điện thoại này. Chia sẻ like cho em nhá. Đó, con xả 3 này của nó xinh lắm, xinh cực kỳ. Con xả 4 này bán nốt cho chị với giá là 140.000 nốt. 130.000 nốt này. 130.000 nốt con xả 4 nhá. Ba con của chị Minh Trâm lấy nữa là hết. Ok, Út Hiệp có con xả 3 ạ. Nó có ít lắm, nó không có nhiều, có vài con thôi. Đây là con xả 4 các chị nhá. Xả 4 này bán cho các chị với giá của nó là 130.000. 70kg một xuống các chị mặc vừa. 70kg một xuống là các chị mặc vừa. Chị nào lấy đi chốt luôn cho em nhá. Xả 3 chị Oanh Lê cho em dưới sản này. À, chị Linh Trâm 3 con nhá. Đây là xả 4 130.000. Hết luôn. Có vài hình khác nhau các chị nhá. Có nhiều hình, không phải có một hình đâu. Áo đỏ này còn tầng này thôi đúng không? Chị nào lấy chốt nốt cho em nhá. Đây là con xả số 4. Xả 4 chị Kim Ngọc có này. Bao nhiêu tiền? 130.000. Trước em bán là 180.000, 190.000 chứ không có giá này đâu. Còn vài con em xả nốt cho các chị. Sau đó rộng nhà chị Kim Ngọc có nhá. Cái này thì các chị có thể là mặc khoác với áo choàng ở ngoài rất là xinh, rất là đẹp. Con này của nó đẹp mà. Cái áo khoác của chị đâu nhỉ? Lạnh thế. À, bao nhiêu tiền đang bán cho các chị với giá của nó là 130.000 chị nhá. Xả 4 chị Lài Nguyễn cho em số điện thoại này. 140.000 cho các chị áo trong. Chị Lài Nguyễn có một con cho em số điện thoại nhá. Áo khoác cam đang bán với giá là 330. À, một tuần chưa nhận được hàng. Ok của chị Hậu Thu nữa này thì em tích đơn cho chị luôn. Xả 4 chị Đỗ Huyền có ạ. Chị nào có thì cho em số điện thoại nhá. Cho em số điện thoại xả 4 kèm số điện thoại em mới chốt đơn hàng. À, size nhỏ chị Dung Trần này. Các chị cho em số điện thoại nhá. Áo này của nó là áo đá Quảng Châu. Đấy, cái dòng này của em nó là dòng cao cấp. Và bây giờ cũng chẳng có hàng đâu. Muốn có hàng này cũng phải ra Tết mới có. Xả 4 hộ em. Xả 4 kèm số điện thoại. À, chị đổi áo hoa từ thứ 6, 3 tuần trước. Chị Xuân Xuyên ơi, để lại cho em số điện thoại nhé. Kiểm tra đơn chị Xuân Xuyên nữa nhé. Chị Hùng Ngọc có này. À, lên áo phao em vừa mới bán rồi. Xả 4 của chị Thúy cho em số điện thoại chị nhé. Của chị Thúy để lại cho em số điện thoại này. Chị Trần Thu Đào 2 con nữa này. Còn 2 con em mặc trên người thôi. Chị nào lấy xả 4 thì chốt cho em xả 4. Trần Thu Đào có nhé. Chị Kim Hiền có xả 4 130.000 nữa chị. 130.000 các chị con xả 4 này nhá. À, chị Ken Hiền có này. Con xả số 5 này bán cho các chị là 150.000. 150.000 cho các chị con xả 5. Lên áo 100 ở Sài Gòn mặc được không? À, áo len 100. Ôi dồi, ở Sài Gòn các chị mặc tối thì được. Mặc ngày thì nó, vải đấy của nó cũng là vải mát. Nhưng mà mặc ngày thì em sợ nó hơi nóng. Đây của em là con này. Con này xả cho chị là 150.000. Con xả 5.
Xả 5 150.000 cho các chị nhá. Hôm nay có thời gian em mới xả cho các chị được. Nghìn con xả năm này các chị nhá. Chị nào mới xả năm chốt luôn cho em đấy ạ. Xả năm này 65kg một xuống các chị mặc vừa. Chị Thiêm biết có nhá, của chị Nguyễn Thị Thảo xả 4 nữa này. Xả năm của em nhá. Đâu rồi em? Xả năm này có độ khoảng chục con. Xả năm chị Thiêm biết có này. Thiêm biết có xả năm nhá. Chị nào lấy xả năm chốt nhanh cho em. Xả 150 quá rẻ cho các chị luôn đi. Áo này trước của nó 199.000. Xả năm của chị một chiếc nhá. Xả 4 của chị Lâm Hoàng có này. Chị Lâm Hoàng có nhá. Xả năm của chị Mai Thích Bông có nhé, của chị Hằng Nguyễn có ạ. Xả năm kèm số điện thoại cho em nhé. Xả năm kèm số điện thoại có vài con thôi là hết hàng, không có nhiều. Xả năm kèm số điện thoại của em. Xả áo vest đi, áo vest còn có vài con. Chị Thảo Nguyễn Suzy xả 4 ok, chị Nga Trần xả 4 nữa này. Của em đang mặc là con xả năm chị nhé. Ba cái của chị Hồng Ngọc này. Hồng Ngọc là ba con này. Chị Vân Hoàng có này, của chị Thảo My có nhá. Rồi ok, chị Xuân Chuyên có này, của chị Xuân Chuyên là đổi số đúng không ạ? Xả 4 chữ đi hợp 2 con, chị bấm kít cho em số điện thoại nhá. Chị Lê Ngọc Loan có này, cho em con xả này là con xả số 5. Xả 5 kèm số điện thoại của em. Em mang của chị kéo. Xả 5 của em nhá. Ba mèo đen có lông, ok chị Nguyễn Sự nữa ạ. Xả 5 chị Vân Hoàng có nhá. Xả 5 kèm số điện thoại em. Đi với lại chia sẻ like cho em nhá. Chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Đó là con xả năm. Bà con thêm nha này. Chả biết nào là cái nào luôn. Nó quá nhiều. Nó nhiều chứ không biết nào là cái nào. Chị nào lấy cho em nhá, xả 5 kèm số điện thoại 150. Kiểu như thế lấy vô sạc luôn. Có em không? Vô sạc kia? Không, vô sạc khác cơ. Xả 6 140.000 cho các chị này. Xả 6 140.000 cho em nhé. Xả 6 140.000 cho em này. 65kg đổ xuống các chị mặc vừa. Xả 6 40.000 của em nhé. Chị nào lấy chốt luôn cho em này. Xả 6 kèm số điện thoại. Em mang cho chị đây còn bao nhiêu con? Ở chỗ này còn hay sao? Kiểm tra xem đúng đơn nhé. Được bao nhiêu đơn này? Xả 6 kèm với điện thoại em có vài con thôi. Xả 5 hết rồi, xả 5 của em có vài con thôi mà, xả 5 có 5 6 con thôi. Con xả 6 kèm với điện thoại em nhé, đúng rồi đấy. Đúng không chưa? Không phải. Không phải đâu. Đúng đấy. Bục chung đấy, bục chung. Ở dưới kìa. Xả 6 kèm với điện thoại em nhé. Ok, xả 6 140 này của chị Lài Yên có này, của chị Lài Kim Ngọc có này, của chị Hương Nhi Nguyễn có này, của chị Con Lật Đật có này. Xả 5 em có không? Có chị Trần Phượng nhá, chị Thế Lê có này. Xả 6 của chị Thảo Suzy có nhá. Chị nào lấy tốt cho em nhá. Xả 6 kèm số điện thoại 140.000. Xả 6 của em. Xả 6 140.000 của chị Phong Vân Nguyễn có, chị Ân Nguyễn có nhá, chị Thảo Suzy có ạ, chị Hoa Trung có này. Xả 6 của chị Gián Trần có nhá. Xả 6 kèm số điện thoại của em cho các chị này. 140.000. 140.000 cho chị Nhật cái cổ đỏ nào. Xả 6 chị An Nhiên có nhé, chị Kim Nguyễn Đoàn có ạ. Cho em xả 6 kèm số điện thoại các chị nhé. Xả 6 kèm số điện thoại. Chia sẻ like cho em với nhé. Xả 6 em này. Em nhặt cái mã này của nó nguyên đi. Đấy. Xả 6 em. Xả 5 ok của chị Nguyễn Loan. Xả 6 chị Thiên Tiến Thiện. Xả 6 chị Phương Phạm. Xả 6 này. Khi nào lấy xả 6 chốt cho em. Xả 6 kèm số điện thoại nhé. Em nhặt đúng mã của nó chuẩn rồi nhá. Xả 6 kèm số điện thoại kia. Cái cổ kia hả ơi. Cổ kia cũng cao đấy chị. Xả 6 kèm số điện thoại cho em. Xả 6 đấy em bán rẻ cực kỳ luôn.
không thể nói. Chị Nhung Nguyễn ơi, cứ để lại cho em số điện thoại, chắc là em không tập trung màn hình. Đây là con xả bảy của Cao. Xả bảy của Cao này 149.000. Xả bảy của Cao 149.000 các chị nhé. Xả bảy của Cao 149.000. Đấy, con đấy mới ấm. 149.000. Đẹp lắm. 149.000 cho các chị. Con xả mấy hả em? Xả 7. Xả 7 149.000 nhá. Hàng của nó là tay gen thân cốt tông, có giãn 4 chiều 65kg để chúng các chị mặc vừa. Chị Ngọc Đành có này. Người hàng của mình vẫn chưa thấy, chị Thúy Nguyên lên vẻ để em kiểm tra đơn cho chị nhá. Và chị Hồng Ni Nguyễn có ạ. Chị nào lấy cho em con xả số 7 này, chốt cho em xả 7 nhá. Tay của nó rất là đẹp, tất cả tay này là tay vòng. Các chị mua với giá của nó là 209.000 ở các line khác đấy. 209.000, trước em bán nó có chị là 189.000. Bây giờ em xả hết cho các chị với giá của nó là 149.000. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. 149.000 cho các chị, rất là đẹp. 149.000, ok của chị Phương Mai có này, xả 6 nhá. Chị Ân Nguyễn có xả 7, đây là của nó là cổ cao. Em ăn đây chị. Cổ cao xả số 7. Cổ cao xả số 7 của em đấy nhá. Chị Đán Trần có này, của chị Ân Nguyễn có này. Xả 7 kèm với điện thoại em nhá. Xả 7 chị Thiên biết có ạ. Con này em bán cực kỳ là rẻ cho các chị luôn. Áo của nó toàn là hàng loại 1 đẹp thôi. Đấy, ok, chị Nguyễn Thảo, chị Vi có này, chị Trần Hằng có xả 7 nhá. Chị Thiên biết có xả 7, chị nào lấy xả 7 chốt cho em đấy ạ. Chị Gấu Thảo Mít cho em số điện thoại chị nhá. Gấu Thảo Mít để lại cho em số điện thoại. Gấu Thảo Mít con xả 7 thế này. Ok của chị Lan Phạm có nhá. Chị Chi Phương 6 và 7 có nhá. Áo trước em mặc xả 6 hả em? Đúng rồi chị ơi. Xả 7 của chị Nguyễn Mai có ạ. Ok của chị Long Bích Nguyễn nhá. Hiếm khi em xả như thế này lắm. Chị Gián Trần có. Chị nào lấy xả 7 chốt cho em. Của chị Đinh Tâm lấy 2 con. Em nghĩ là tất cả những mã này chị nên lấy 2 con về bán lẻ chị ạ. Phong Vân Nguyễn có này. Rồi xả 6 và xả 7 của chị nào lấy chốt cho em. Đấy ạ, chị Liên Vương nhá. Xả 7 của em. Áo phao bao nhiêu ký mặc vừa? 62kg xuống các chị mặc vừa nhá. Xả 6 của chị Nguyễn Huệ như này. Chị nào lấy xả 7 chốt cho em. Xả 7. Xả 7 kèm số điện thoại, con đấy ấm cực kỳ luôn. Xả 7 của em nhá. Chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Chị Nguyễn Kim Ngọc có con xả 7 nữa này. Chị nào lấy chốt luôn cho em con xả 7. Xả 7 kèm số điện thoại. Chia sẻ like cho em ở chế độ công khai các chị nhá. Con áo này của nó là xả 7 này. Đá thoải mái, ok chị Nguyễn Kim Ngọc có này. Của chị Thúy Nguyễn có con xả 7 này nhá. Xả 7 của chị Nguyễn Xuân. Chị nào lấy xả 7 chốt cho em xả 7 nhá. Xả 7 kèm số điện thoại của em. Chia sẻ like cho em ở chế độ công khai. Em đã xả này rồi thì em sẽ không giảm giá các chị nhá. Kể cả các chị lấy xỉ, em sẽ không xả, em sẽ không giảm giá cho các chị đâu, bởi vì con này em đã xả kịch sàn rồi. Quay sau, giá sau 149.000 cho các chị. 149.000 con xả 7 nha các chị nhá. 149.000 con xả 7 này. 149.000 con xả 7. Đây là con xả số 8 cho các chị, 149.000. Xả 8 của em nhé. Xả 8 của em này, xả 8 này của nó là hoa hồng bụi, khóm hoa hồng 50 cho đến 65kg các chị mặc vừa. Chị Hương Hoàng có, chị Nguyễn Thanh Thủy có nhé. Áo này đang bán là 149.000. Đây là khóm hoa hồng. Khóm hoa hồng này có bao nhiêu con ở ngoài kia? Có con nào không? Có hoa hồng, chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Chia sẻ like cho em. Con tay công, con công đấy là con nào đây? Công đấy ở chỗ nào nhỉ? Còn đúng không? Ghi đúng mã mà không là nhầm nhá. Chị nào lấy chốt cho em nhá. Xả 7, xả 8 của em ấy ạ. Chị Hồng Ni Nguyễn ok chị nhá. Áo này đang bán là 149.000. Đây là con xả số 8, chốt nhanh của em. Đây là khóm hoa hồng. Xả 8 ok của chị Đạt có nhá. Đây ạ, tất cả những cổ của em này sang trọng đẹp cực kỳ. Chị Nguyễn Thanh Thủy có xả 7 nhá. Xả 8 chị Long Minh Nguyễn có này. Chị Trương Tuấn Đạt có nhá. Chị Ân Nguyễn có ạ, cho em cứ xả chị nhá. Ok chị Ken Huyền có nhá. Chị nào lấy chốt cho em đấy ạ. 57 1m58 thì có mặc vừa chị Đán Trần nhá. Xả 8 của chị Kim Hiếu có, chị nào lấy xả 8 chốt cho em. Chị Phương cũng có xả 8 nữa này. Xả 8 của chị Oanh Vân có nhá. Đấy, xả 8 có 4 5 con thôi, không có hàng. Xả 8 kèm số điện thoại của em. Chia sẻ like cho em ở chế độ công khai nhá chị nhá. Đây là con xả 8. Cái gì đấy? Con đấy ạ. 149.000. Con xả 7 xả 8 149.000. Đấy, sang đến con xả này bán nó có thể là 160.000. 60.000 còn được khoảng chục con bông hoa đỏ này. 160.000 này. Đây là con xả số 9. Bông hoa hồng. 70kg xuống các chị mặc vừa. Chị ơi, mà nếu mà đổ như thế thì làm sao mà em xả kịp đơn hả chị? Đấy con xả này, chị nào lấy con nào thì chốt cho em con đấy thôi. Đây là con xả số 9.
Ô chị Bình ơi, áo phao có thiếu không đấy? Thiếu những cái màu gì đấy? Gần hết đơn chưa? Còn đây. Ồ. Đây ạ, 160.000 cho các chị con xả chín nhá. Xả chín 160.000. Con này của nó đẹp này. À, em có phao lụa không chị ơi? Em có phao pha lụa không? Em không có đâu chị ơi. Thế nào lấy chốt cho em nhé. Tối nay có áo phao dáng ngắn của nó, cổ lông mà mũ liền rất là đẹp, bên trong lót lông rồi. Tối nay em có hàng đó về nhé chị nhé. À, khó hoa hồng chị Lê nhường có này. Đây là con xả số 9. Chị nào lấy xả số 9 chốt cho em. Tất cả tay của nó đều bông hoa, 160.000 cho chị, hết hàng. 190.000 cho các chị nhé. À 160.000 cho các chị 70kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Chị nào lấy thì chốt nhanh cho em ấy ạ. Ok, của chị Đương Hà có 8 này. Chị nào lấy 9 chốt cho em 9 nhá. Chị nào lấy 9 chốt cho em 9 ạ. 9 kèm số điện thoại cho em với nhá. Con này của nó đẹp. Có 7 cân áo phao không vừa. Chị xem thiếu màu gì để em lấy luôn hàng nào. Chưa biết được. Chị ơi, áo phao dáng dài đấy còn không? Ờ thế nhá. Nhưng mà quên. Ôi trời ơi, chị còn không xem ấy. Ok ok nhá. Thấy xem vào lấy hàng cho em chưa? Thế nào? Em đang bán hàng. Đây em xem luôn đây. Đang bán hàng. Chị nào lấy cho em nhá, của chị Dương Cúc hai con nữa này. Đấy, nó đẹp lắm, con áo này của nó sang cực kỳ luôn. Dương Cúc hai con nhá, chị nào lấy cho em này. À, xả 8 kèm số điện thoại. Áo ngắn tay em sẽ xả luôn cho các chị bây giờ. Chờ em một tí, chị Minh Thu có này, chị Nguyên Mai có này. À, ok của chị bóng ok ok của chị bóng kit có nhá, của chị Đinh Trâm có hai con nữa ạ. Chị nào lấy chốt nhanh cho em nhá. Chị lấy chốt nhanh cho em rồi nhá. Chị ơi lấy 20 giây. Ui, 20 giây. Đang bán hàng không biết được, chắc là thiếu nhiều lắm, nhưng mà thôi để chiều tổng hợp được nhá. Vẫn đang chốt. Chị nào lấy chốt cho em nhá. À, áo phao dài còn không? Áo phao dài còn, còn đang báo hết hàng rồi đây. Áo phao dài đây em sẽ bán luôn cho các chị, mặc lại cho các chị xem. Em ra em tìm cho chị một con áo phao dáng dài mỗi màu một cái mang vào đây cho chị. Hôm nay các chị chốt hàng thì chắc là mai em có, bởi vì là mai em lại về hàng. Chị Nhung Nguyễn có nhé, của chị Minh Thu có này. Đấy, em có vài con, có tuần đấy con thôi, chắc là cũng hết rồi. Xả 9, xả 9 kèm số điện thoại của em. Con xả 10 này, hết con xả 10 sẽ bán cho các chị áo phao nhé. Xả 10 áo cộc tay của chị đâu? Cộc tay này bán cho các chị là 159.000. Không, không em ơi, con cộc tay kia kìa. Con cộc tay đá vừa mới mặc ấy. Các chị thích đá thì em trả cho chị con đá. 159.000 cho các chị này. Con cộc tay đá chị vừa mới nhìn thấy đây mà. Đây. Không. Con cộc tay đá chị vừa mới nhìn thấy xong. Có, vừa mới nhìn thấy cổ đây, xong có một dây. Không. Con cộc tay đá ấy. Xả 10 hộ em con Thiên Nga này nhá. Con Thiên Nga này về còn được 190.000 này. Còn được vài con thôi. 70kg xuống các chị mặc vừa. Không có à? Chị vừa nhìn thấy con cộc đá ở đây mà. Con Thiên Nga này các chị nhá. Con Thiên Nga này còn có vài con, bán nốt cho chị là 190.000 này. Ok, chị Xuân Đinh Thị có nhá. Đây của em là con xả số 10. Xả 10 con Thiên Nga này. 190.000. Em còn có vài con thôi. Bên kia cũng chưa lấy hàng. Bên Việt Theo cũng chưa lấy à? Em đang đánh à? Đây ạ. Nhìn em nhá. Đây của em là con xả 10 con Thiên Nga này, thì nói thật với các chị là không có hàng, hết sạch rồi. Chị Ni có, chị Ân Nguyễn có này.
Đấy, xạ 10 của em có tuần này trên tay thôi. Nhìn em nhá. Của chị Ân Nguyễn có này, của chị Ni Hoàng có này. À, Hoàng Ni, Ni Nguyễn cho em số điện thoại nhé. Con này không có đâu, chưa cháy hàng đấy, hết sạch hàng rồi. Không có một con nào. Chị nào lấy đi chốt nhanh cho em nhé. Con xả số 10 kèm số điện thoại của em. Xinh lắm luôn, con này của nó thì đẹp. Tay của nó tay gen đấy. Tay của nó tay gen chấm bi. Chị nào lấy chốt nhanh cho em với nhá. Chị Phượng Nguyễn có này. À, chị Ân, ok của chị Thảo My có nhá. Chị nào chốt thì chốt luôn cho em. Của chị Lài Yên có này, chị Kim Hiếu có này. Chốt cho em đấy ạ, xả số 10 kèm số điện thoại nhá. Của chị An Yên có nhá. Xả 10 kèm số điện thoại cho em. Mình nhận áo thiên nga rồi, đẹp lắm. Con này không đẹp thì em không lấy tiền cho chị, mà em không có hàng để bán. Chị Vân Hoàng có này. Chẳng ai mà bán trong khung chính của nó một tuần này con cả các chị ạ. Cho nên là em cho vào hàng xả. Chị Huy Hải có nhá. Chị nào lấy chốt cho em đấy ạ. Em có vài con thôi, các chị chốt quá tay là em không có hàng đâu. Đấy, chị nào lấy chốt cho em nhá. Con áo cộc ở tay ở đây này em. Chị Vân nhìn thấy ở chỗ đấy xong. Con áo cộc có cái đường dây dây đá đẹp đẹp này này. Để chị trả nốt. Chị Vân nhìn thấy chỗ đấy xong không? Hay là ở ngoài em ạ? Đấy, chị nào lấy chốt cho em nhá. Ôi trời ơi, hết rồi. Hết rồi các chị nhá. Em hết rồi đấy ạ. Hết con này rồi. Em hết con này rồi các chị nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhé. Chốt luôn cho em này. À, em phao hồng bao nhiêu đấy? Phao hồng à? À, chị lấy 9 vào 10. Ô chị ơi, hết rồi. Hết rồi chị Tuyết Bạch ơi. Sợ không còn ấy. Trung Hà Lê ơi có nhá. Đây nhá, con áo cộc này nhá. Ở ngoài kia không còn, em mang đây chị tìm ở đây. Con này là xả số 11 cho chị này. À, xả số 11. Comment cho em nhá. Xả số 11. Em bán là 159.000 cho các chị, hết sạch luôn hàng này. 159.000. Em hỏi xem hàng này đâu còn mà. Đây. Con này là xả 11 của em. Xả 11 của em nhá. 159.000 cho các chị này. Xả 11. Áo cộc này là mã áo cộc cuối cùng rồi. Không có áo cộc nữa rồi, bên em đang cháy hàng áo cộc. Chị nào lấy chốt cho em xả 11 kèm số điện thoại này. Xả 11 rất là đẹp. Phao có mấy màu chị ơi? Phao có 4 màu, em sẽ mặc cho các chị xem luôn bây giờ. Còn áo đá bông ở vai không em? Áo đá bông ở vai à? Áo đá bông ở vai này em vẫn còn. Đó, ngoài kia cơ chị ạ. Xả 11 của em nhá. Xả 11 này kèm số điện thoại của em. Ở ngoài có đây, còn bắt ở trong ra làm gì? Tìm sai à? Hai con vạch cái cổ nó ra được luôn cả. Vạch cổ nó ra là cái này nhìn hay. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Xả 11 ok của chị Duy Hương có này. Của chị Tuyết Bạch có này. Của chị Nguyễn Huệ có này. Của chị Kim Ngọc có này. Chị nào lấy chốt cho em xả 11 nhé. Xả 11 còn tuần này con. Bán hết cho các chị. Chị Kim Ngọc có, chị Huệ có nhé. Chốt cho em với ạ. Chị nào lấy chốt cho em với nhé. Chia sẻ like cho em chế độ công khai. Chị Thảo My có này. Đấy, cổ của nó rất là đẹp, tay của nó rất là sang, toàn bộ thân của nó là cốt tông. Chị Thế Lê có nhá, của chị Nga Trần có ạ, xả 11 em nhá. Áo phao xỉ bao nhiêu, áo phao xỉ chị inbox qua Zalo em ấy nhá. 67kg các chị có mặc vừa, bao nhiêu tiền nhá, cho các chị 159.000. Chị Nguyễn Xuân có nhá, chị Minh Hằng có. Đây là xả 11, chị Trang Nguyễn có này. Xả 11 kèm số điện thoại của em. Chẳng ai bán rẻ nó các chị như em đâu. Em xả đợt này là xả cuối cùng, cái gì đã xả là không còn hàng nữa, chị Liên Hoàng có nhá. Chị nào lấy chốt thì em xả 11 này, ok của chị Hồng Minh Nguyễn có này. Xả 11 kèm số điện thoại em nhá. Chia sẻ like cho em chế độ công khai, co giãn 4 chiều, chất này của nó rất là mát, rất là đẹp, và hàng này của nó là hàng cao cấp, dòng cao cấp. Các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán, sờ chất vải, nếu không mát, không đẹp các chị có thể không nhận hàng. Chị nào lấy chốt luôn cho em ấy ạ. Cổ của nó rất là xinh. Lê Nhường xả số 10 cho em rồi điện thoại chị nhá. Có được xem hàng chị hạnh phúc nhá. Các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán, chị Thạch Anh có này. Không thấy gọi điện chất hàng tối qua, chị Dương Thu ơi. Bên em đang rất là đông ở ngoài nhá, các chị nhìn này. Không bao giờ nhà em không có người. Lúc nào phải 11 đến 12 người. Chốt hàng liên tục. Đó, nó không kịp của các chị, chiều nay sẽ xong. Hà Phạm có nhá, Lộc Quỳnh có này, chị Thạch Anh có ạ, cho em xả 11 kèm số điện thoại cho các chị nhá. Xả 11, đây là dòng áo cộc tay cao cấp rất là đẹp của chị Trương Tuấn Đạt, cho em số điện thoại nhá. Bao nhiêu tiền? 159.000 cho các chị nhá. 60kg chị Nguyễn Lụa có mặc vừa. Cho em áo chín nữa, ok chị Tuyết Bạch nhá. Của chị Hương Minh Nguyễn cho em số điện thoại nhá. Các chị lưu ý này, phải để lại cho em số điện thoại để em mới chốt được đơn hàng các chị. Nếu không không chốt được đâu. Áo vàng lúc trước còn tay có hột 160k. Áo vàng có hột nào em nhỉ? Làm gì có áo vàng nào 160k nhỉ? Làm gì áo vàng có hột nào? Chị Huệ Lương cho em số điện thoại nhá. Các chị lưu ý là cho em số điện thoại này.
Đó, đây là xả 11 kèm số điện thoại. Hôm nay xả nhiều quá. Ok, của chị Nguyễn Hồng có nhá. Cái gì nhỉ? Cái gì mà nhung nhỉ? Cái gì mà giỏi nhỉ? Chị nào lấy chốt cho em nhá. Cho chị một áo phao dài, tí nữa em cho em mặc luôn bây giờ. Cho chị xem áo bông ở trên vai đi Hương, tí nữa em cho các chị xem luôn bây giờ. Sáng vừa gọi điện đặt áo khoác, sốc gửi phát nhanh cho mình nhá. Chị Hoài Hương ơi, ok chị. Đã có ai chốt hàng chưa? Chị báo chuyển phát nhanh của em với ạ. Đơn sáng của em từ 2 giờ chiều đổ về sáng là toàn bộ là đi theo chuyển phát Viettel. Còn đơn từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ tối là chuyển phát nhanh cho các chị. Chuyển phát nhanh nó sẽ nhanh hơn nhưng kích thước của nó cao hơn một tí thôi. 5 đến 10 nghìn thôi các chị ạ. Bàn áo ok của chị Linh Nguyễn cho em số điện thoại nhá. Đang chốt chị nhá, chị Lý Phạm một con này. Chị nào lấy chốt cho em xả số 11 chị Nguyễn Lụa có nhá. Xả 11 kèm số điện thoại của em. Chia sẻ like cho em các chị nhá. Xả 11 chị bán hàng giỏi quá à. À không, em có giỏi gì đâu. Bình thường mà. Có giỏi gì đâu hả các chị? Bởi vì là cái nghề của em nó là nghề bán hàng. Bây giờ em thì chỉ ở nhà em bán hàng thôi, có được đi đâu, có được làm gì đâu. Chị nào lấy chốt cho em xả 11. Xả 11 hộ em nhá. Đẹp lắm. Xả 11 hộ em, số 9 số 11 của chị Trúc Bạch em có chốt nhá. Bao nhiêu tiền một áo? Chị ơi, áo này đang bán với giá của nó là 159.000. Phí ship này Viettel tính chị ơi, em không được tính đâu. Chị Huệ Lương có số điện thoại rồi nhá. Em có nhìn thấy số điện thoại của chị rồi ạ. Khi nào lấy đi chốt luôn cho em nhé. Xả 11 kèm số điện thoại. Chia sẻ like cho em và bấm theo dõi Thu Hương Shop ở chế độ công khai các chị nhé. Bấm theo dõi Thu Hương Shop ở chế độ công khai của em với ạ. Xả 11 này. Hương ơi, quần bò lót nỉ không? Quần bò lót nỉ em chưa có đâu. Quần bò lót nỉ của em là cái hàng lót lông đấy ạ. Hết sạch rồi, không có. Quần mèo còn đang cháy hàng cơ. Em bán hàng thiện cảm quá, chị nhận áo rẻ và đẹp nữa. Cảm ơn chị Võ Thị Bích Liên nhé. Tất cả hàng bên em các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán mà. Đấy, kể cả sáng nay em cho nhân viên nghỉ 2 tiếng đồng hồ ngồi chỉnh đốn lại hết về cái thái độ. Bởi vì là tối hôm qua em nghe các chị nói là nhân viên thứ nhất là tức là cô chủ thì nhẹ nhàng bao nhiêu thì nhân viên lại ăn nói gọi là lốc cốc bấy nhiêu. Sáng nay cho nghỉ 2 tiếng đồng hồ đào tạo lại nhân viên. Từ nay khẳng định các chị không bao giờ nghe tiếng nhân viên của bên em nói. Nghĩa là các chị không phải là nói là láo hay là gì mà các chị nói là như nào nhỉ? Ăn nói rất là thô. Đấy, ý các chị ý là như thế. Nhưng mà nhân viên bên em thì rất là nhiệt tình. Ok, chị Nguyễn Hồng có nhá, chị Đinh Nguyễn có này. Có nhìn thấy chị Bích Ngọc nhá. Chị nào lấy xả 11 thì chốt cho em xả 11. Sáng nay vừa trong nghỉ 2 tiếng đồng hồ cho nên là bây giờ vẫn chưa chốt xong đơn của các chị tối hôm qua. Có nhìn thấy chị Bích Ngọc nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Xả 11, còn đây là áo phao dáng dài. Màu đỏ cho chị nào. Áo phao dáng dài này bán là 480.000. Em đang cháy áo phao dáng dài. Nếu như các chị nào vừa ngồi vừa nghe em gọi thì là các chị thấy đấy. Cháy áo dài này không có hàng. Hiện tại có đang thiếu hàng của các chị tối hôm qua. Nhưng mà hàng này thì là tối nay sẽ về. Tối nay sẽ về cho nên là các chị chốt hàng chiều hôm nay thì là tối nay có hàng trả cho các chị luôn rồi. Nhìn em áo phao nhé. Đây là áo phao dáng dài. Đây là áo phao dáng dài cho các chị này. Có tay cộc không? Em vừa mới bán áo tay cộc xong chị Trường Bình. Em vừa bán áo tay cộc xong. Đây là áo phao dáng dài cho các chị này. Bỏ chị cái ghế. Áo dáng dài này 480.000 các chị nhá. Ấm cực kỳ luôn. Phao siêu nhẹ, ấm cực kỳ. Chị nào lấy phao dáng dài thì chốt cho em này. Hàng này em có màu xanh rêu, màu ghi đá, màu đỏ, màu đen. Nhưng mà 57-58 chị đang số thì mặc vừa thôi. Hiện tại ở dưới kia là báo hết hàng rồi. Hiện tại dưới kia là đang cái này size rộng quá em. Hết size bé rồi. Hết size bé à? Đây nhá, hiện tại hết size bé, mặc cái dáng này của nó hơi rộng. Đó, bình thường em chỉ mặc size M thôi. Quần mèo lót lông miền Nam không mặc được chị Kim Thiện nhá. Quần mèo lót lông không mặc được đâu. Quần mèo lót lông em đang mặc trên người đây này. Em đang mặc quần mèo lót lông ở trên người các chị nhá. Nó có lông ở bên trong. Chị nào mà thích lấy quần mèo này thì comment cho em là mèo không lông. Thế còn hiện tại mèo này của em là mèo có lông. Quần áo này em mặc hơi rộng. Bởi vì cái dáng mà em mặc thì nó vừa cơ. Đấy, chị nào lấy thì chốt cho em 58kg đổ xuống các chị mặc vừa. Nó ấm và rất là đẹp. Phao này là phao dài của em nhé, em chỉ cần bán qua thôi. Cô chủ nói dễ nghe, nhân viên nghe nói nghe chán quá. Còn nhân viên nghe chán quá, đấy, đấy. Cho nên là em mới đang chỉnh lại nhân viên của em nhé. Đấy, chốt hàng đi à. Các chị đang bảo là cô chủ thì dễ nghe, còn nhân viên thì nói chán quá đi à. Chỉnh đốn lại ngay đi nhá. Chị nào nhiều chị bảo chứ không phải chị nào. Không phải một chị.
Đây là màu xanh rêu các chị này. Đây là màu xanh rêu. Áo phao 1m68kg, 1m63 và 68kg mình không biết là có vừa hay không. Rất dễ thương đấy, nhân viên nói chuyện rất là dễ thương. Chắc là các chị động gì đến các bạn ý, các bạn ý cục xúc lên các bạn như thế đấy. Tôi bình thường em thấy cũng bình thường mà. Em thì ngày nào sẽ tiếp xúc với các bạn đấy. Nhưng mà nghe cục cằn thì em chưa nghe thấy ai nói bao giờ cả. Em chưa nghe thấy ai nói trước mặt em, còn sau lưng thì em phải kiểm tra lại xem. Đấy, chị nào lấy chốt cho em nhé. Đây là màu xanh rêu. Đây là áo phao dáng dài 480.000. Cao 1m50. Phao dáng nhỡ thì chị lấy cái áo phao cho em là dáng nhỡ. Còn đây là dáng dài. Đây của nó là màu xanh rêu này. Đây là màu ghi đá các chị nhé. Cho chị cái màu đen. Đây là màu ghi đá này. Đây là ghi đá các chị nhé. Ấm lắm, ấm mà đẹp. Con áo này ấm cực kỳ luôn. Đây là màu ghi đá. Các chị nhìn em nhé, ấm lắm. Hàng này em đang cháy hàng này. Tối nay có hàng trả cho các chị. Rồi ok, chị nào lấy đi chốt cho em. 68kg áo phao không mặc vừa rồi. Áo, ôi số chị nào còn đang nhắn tin cho em ơi. Chị ơi, chị nào mà đang nhắn tin cho em ơi, em đang mặc màu ghi đá đây nhá. Đang nhắn tin vào điện thoại của em là em ơi, nhà em còn áo màu ghi đá, màu áo thân dài không? Thì đúng lúc mình đang mặc con này. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Đấy, đây của nó là màu ghi đá này. Áo vàng lai trước chị xả đó. À chị ơi, đấy là con áo vàng này. Đấy là con áo tay ngọc. Tay ngọc đấy là 99.000. Còn áo con ong dài tay không? Áo con ong dài tay em còn nhá chị nhá. Hiền với bụt không hiền với ma. Đúng rồi chị Trương Huế ơi. Nhân viên gì mà chảnh chả treo thế. Quỳnh Chảnh ơi mà chả treo thế. Là như thế nào chị nhờ? Nhân viên gì mà chả treo thế? Đấy. Cũng có thể là các chị em nói như này này. Em nói một câu như này các chị thông cảm cho em nhé. Phải hay không phải thì các chị cũng thông cảm. Đúng như chị Trương Huế vừa nói với câu là hiền với bụt chứ không ai hiền với ma. Cái đó thì là em công nhận. Đó, bởi vì là nhiều lúc các chị mua một con áo, mua một con quần, em không biết là các chị mua được bao nhiêu. Em không nói. Bởi vì là khách hàng của em ý, thì ai cũng như ai. Đối với em là chân thành với chị này. Không biết ai giàu, không biết ai nghèo. Bây giờ các bà có tiền tỷ, các bà mua con áo 400.000. Tôi có 1 triệu thôi, tôi vẫn mua con áo 400.000. Tức là chúng ta đều như nhau, không ai khác ai cả. Thế nhưng bây giờ ấy, em nói thật với các chị này này. Nhiều lúc các chị rất là phân biệt. Nghe em nói chuyện, các chị nói ra khác hẳn ngay. Như nhân viên bên em nghe máy, các chị chửi không ra gì. Đối với nhau ấy, mình nên tôn trọng. Bởi vì đều là con người với nhau. Đấy, mỗi người một công việc, không ai so sánh với ai cả. Các chị gặp em, các chị hờ hở nói rất là hay. Rất là nhẹ nhàng. Như gặp nhân viên của em, các chị quát các bạn ấy không ra một cái gì. Đấy, mà bây giờ em không biết xử lý như thế nào luôn. Và nhiều lúc các bạn ấy cục lên, các bạn ấy bảo là bây giờ chị ấy chửi em, không để cho em nói một câu nào. Thì em cũng nói thẳng với chị ấy luôn là bên em không bán hàng với chị đấy nữa. Chị em không có ý gì cả. Đấy, các chị thấy không? Đấy, đấy cho nên là em mới nói này, ai cũng như ai. Ai cũng như ai, khách mới cũng như khách quen cũng như khách mới. Khách lạ cũng như khách cũ. Cho nên là ai cũng như ai. Mình không nên phân biệt. Đối với em là em nghĩ như thế. Đó, nhìn em nhé. Chị nào lấy thì chốt cho em với ạ. Không có áo phao ngắn hả chị ơi? Có đấy ạ. Đi nhanh 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy. Đi từ nếu mà đơn của chị mà đi sáng, chốt chiều đi sáng, tức là đơn của chị chưa có đâu. Bây giờ đi nhanh hay đi chậm, các chị phải nhìn trên cái gói hàng của em với. Em có hai bên hệ thống, một là Viettel hay là Zinti. Bên Viettel của nó có hệ thống chuyển phát thường. Đó là trong vòng 1 tuần các chị sẽ nhận được hàng. Phí của nó sẽ hơi thấp. Như đối với chuyển phát nhanh Zinti, trong vòng 2 ngày tất cả các chị ở lân cận sẽ nhận được hết hàng. Kể cả trong Nghệ An, còn đối với thành phố Hồ Chí Minh thì trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Đấy, cứ tính thế hộ em và các chị phải nhìn gói hàng xem nó đi bên nào của em nhé. Bây giờ nhà em quá là nhiều hàng, một ngày em 1.200 đơn hàng. Cho nên em không thể đi một hệ thống được các chị ạ. Đấy, chị nào lấy hết luôn cho em nhé. Thử áo con ong dài đi. Áo con ong dài nào ấy nhỉ? Mẫu chị mặc bao nhiêu? Đang bán là 480. Cô áo phao dáng dài cô 73kg, không vừa 73kg 1m68 vừa không nhỉ? Nếu mà 73kg 1m68 thì... 73kg 1m68 vừa không chị Bình? 73kg 1m68 vừa này không? 1m68 thôi mà. Đấy. Không vừa, không vừa. Áo này chỉ dành cho độ khoảng 60-62kg đổ xuống thôi. Em để chị cái ghế vào đây.
ngồi nói chuyện với các chị ý tí cho nó vui. À, chỉ mua máy đơn hàng thôi mà nhân viên cũng được mà. À, nói chung là chỉ mua mấy nhân đấy, nhìn chung là nói dễ thương mà đấy nhá các chị nhá. Cho nói chuyện thì đấy bình thường, mỗi tội hay nhầm thôi, chị bị nhầm hai đơn vậy à chị nhá Lý. Rồi shop ở đâu ạ? À? Em ở Yên Thế Bắc Giang. Đấy rất là nhiều phản ánh của các chị. Nhìn chung là em thì nói thật là em ở với các bạn đấy em rất là hòa đồng. Đấy ai cũng như ai, không có phân biệt ai ai cả, kể cả em. Nhiều khi em nói thật với các chị nhá. Các chị đến nhà em ý, các chị nhìn thấy em ở các chị mà nhìn thấy em ngồi em làm hàng, em đóng hàng, em gói hàng để hỗ trợ các bạn ý thì nói thật nhìn em còn không sáng sủa mà các bạn ấy còn xinh gái hơn nhiều. Bởi vì các bạn ấy làm sao toàn 95 mới 97 mà em 89 em là già nhất hội, còn không nhận ra đâu là chủ. Nhưng mà khách nào cũng nhiều được là ok. Khách nào cũng chiều được là ok, đúng rồi chị ơi. Chị Nhung Vượng ơi, rồi ok nhá. Cho chị cả mã 10 ok chị Thanh Thúy nhá. Đây là con áo dáng dài bên em đang cháy hàng đấy. Hiện tại là em đang gọi gần 200 con áo về để trả cho khách của buổi tối ngày hôm qua. Còn chiều nay các chị một chút thì em sẽ bù vào cho các chị luôn. Chị thấy nhân viên nói chuyện dễ thương, đúng rồi chị Đặng Huỳnh ơi. Thực ra là nói một câu như này này. Mình mua hàng ấy, chốt hàng thì các bạn ấy cũng cố gắng là chốt nhanh. Bởi vì bên em là làm theo sản lượng, chốt được bao nhiêu đơn hàng là sẽ đánh vào đó luôn. Cho nên là nói thứ nhất là ngắn gọn, thứ hai là xúc tích. Công việc chính của các bạn là chốt đúng size số và đúng mẫu mã cho các chị, thế thôi. Còn các bạn ấy không có quyền gì để có những cái gì trách móc chửi bới các chị, có thể là gặp em. Gặp em sẽ giải quyết cho các chị. Nhưng mà nó rất kỳ lạ một cái này. Em chỉ cần bắt máy nói câu chị ơi em Hương này. Các chị nói nhẹ nhàng lắm, trong khi các chị rất là bực tức. Nhưng nếu gặp nhân viên của em á, không để cho các bạn nói một câu nào luôn, chửi sấp mặt luôn. Đấy là nói thật. Chị Trương Huế, chị chưa nhận ra Trương Huế vậy à? Mình mua nhiều rồi, có bao giờ các bạn ấy nói khó nghe bao giờ đâu. Đấy, thấy chưa? Em có lấy áo phao mẫu nhiều khác không? Chị ơi, áo phao này hiện tại là về được phao này thôi, còn đâu nó về mã nào thì em chưa biết. Bởi vì cái hàng này của em là về hàng nó về đến nơi em mới biết và cũng không có mẫu để đăng. Rất là ấm đúng không ạ? Ấm lắm luôn. Các chị nhìn em nhé, vừa ấm vừa đẹp. Chị nào lấy đi chốt luôn cho em nhé, phao dáng dài. Chị cho em coi lại áo tay ngọc, nói đúng không? Em cho chị xem con áo tay ngọc này. Đây em cho chị xem luôn nhé. Áo này đẹp bao nhiêu ca vậy? 480.000 nhé chị Nguyễn Vân nhé. 480. Dáng của nó này, easy up luôn. Tất cả khóa của nó đều là khóa thiết kế to và bóng. Nhìn em, các chị có thể nhìn thấy luôn. Nhìn em nhé. Quả bông của nó này. Cái áo này thì là đây 99.000 nhưng mà nó là màu vàng đúng không? Em vừa mới mặc con này nhưng mà chị lấy màu vàng đúng không ạ? Đấy, cái này thì tay ngọc thì nó chỉ có mã này thôi, chẳng có tay nào nữa cả. Áo phao bên trong lông gì? Tất cả bên trong của nó là hàng siêu nhẹ nhá chị nhá. Nó là lông siêu nhẹ giữ nhiệt. Lông giữ nhiệt siêu nhẹ. Chứ còn nói hàng này mà nó là lông vũ. Xin thông báo với các chị này, không có áo lông vũ nào mà 400.000-500.000 dưới 1 triệu nó là áo lông vũ cả. Đấy là em nói chân thành. Em cho các chị xem con áo lông vũ của em nhé. Em mang con áo về đây. Con áo lông vũ này của em mua cách đây 2 năm rồi. Em mua với giá của nó là gần 3 triệu. Đấy, gần 3 triệu mà em mua tận gốc luôn ý. Mà không dám bán trên này. Chứ không phải ở đâu cũng vậy chị ạ. Hãy là người mua tỉnh táo, vẫn thông minh. Đúng rồi chị Nấm Nấm. Nhìn chung là cái này thì là các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán. Chứ không phải ở đâu cũng như ở đâu. Từ tốn dễ thương mà. Rồi em cảm ơn chị nhá. Dáng thì đẹp mỗi tội vai bồng thôi. Đấy, đây là con áo lông vũ của em. Em mua cách đây 3 năm rồi, 2 năm. Chính xác của nó là 2 năm. Em mặc mùa đông này là mùa đông thứ 3. Và em mua với cái giá của nó là hình như là 2.8 triệu thì phải. Đây nhá, nhìn em nhá. Mà em mặc con áo này đi đâu đến bây giờ người ta cũng hỏi. Mà nó rất là ấm. Ở cái thời tiết đại Hàn thì em mặc như thế này. Đấy, nhìn chung là hàng bên em các chị mua thì các chị được kiểm tra hàng trước thanh toán. Đúng ưng như trên mẫu mã thì các chị nhận hàng, còn không thì thôi. Thế thì chị đấy con màu vàng là 99.000. Đây là con áo lông vũ của em các chị nhá. Các chị nhìn nó khác hẳn ngay. Mà mặc chỉ cần mặc một áo, không cần mặc nhiều. Bây giờ các chị có nhờ em mua con áo này em cũng chịu không mua được. Đó, và bây giờ còn hiện tại có người đang hỏi mua lại em con áo này. Giá với giá là 2.8 triệu. Tức là em không bị lỗ một tí nào đúng không? Đây là con áo lông vũ của em các chị nhá. Đi đâu em cũng mặc con áo này. Em mua với giá của nó là 2.8 triệu. Đây mới là con áo lông vũ các chị nhá. Nhìn của em ạ. Mình là người thông thái nhất, đánh giá thông thái nhất. Nhưng mình phải biết hàng nào và hàng nào. Nếu như người ta nói cho các chị cứ lông vũ mới 200 mấy, mới 300 mấy, không có. Kể cả con áo này của em nó là con áo trần bông siêu nhẹ giữ nhiệt thôi, chứ không phải áo lông vũ cho các chị. Các chị nhìn em nhé. Đây nó mới là áo lông vũ chuẩn loại 1 của nó. Em mua là 2.8 triệu. Đấy, nhìn em nhé. Các chị thấy đẹp không? Thật nó đắt lắm. Đấy, cho nên là em mới nói thật với các chị. Chuyên rất nhẹ nhàng và có cần
À, rồi cảm ơn chị Kim Liên Trần nhá. Em ơi mẫu nào đẹp nữa không? Chị Duy Hương ơi, hiện tại là em chỉ bán đến mẫu này thôi, là mẫu mà em vừa bán áo phao là em nghỉ. Còn hẹn các chị vào tối nay, hàng nó về rất là nhiều. Hàng này tối nay nó nhiều lắm. À, không áo lông trăm đâu có mọi người ạ. Đấy, em không phải đâu. Em nói kể cả các chị vừa mua áo của em rồi, các chị tưởng con áo này là con áo lông vũ. Các chị tưởng con áo này là con áo lông vũ các chị đặt, nhưng bây giờ nó không phải lông vũ, các chị không đặt cũng không sao. Em thoải mái. Tránh trường hợp là các chị về con áo này mình có thể trích bên cạnh này ra ngay, nhìn thấy ngay nó là lông hay không. Kể cả những con áo các chị mua nhá, nó treo lông thoải mái ở bên ngoài này, nhưng bên trong không bao giờ phải lông. Em bán hàng em biết và em chia thành em chia sẻ chân thành với các chị một câu là như thế. Lông vũ của nó nhìn từ cái lông của em nó đã khác rồi. Nhìn em nhá, nhìn từ cái lông của em nó khác. Em mua là gần 3 triệu mà đấy là giá gốc bạn em ở bên Hàn Quốc mua hộ chứ không phải là mua ở bên này các chị nhá. Cho nên là chú ý hộ em. Giặt áo lông vũ thế nào em cho bên trong. Giặt áo lông vũ thế nào em cho bền em. Áo lông vũ này thì các chị mang nữa tiện giặt là người ta giặt cho. Con áo này thì em thì nói thật với các chị này này. Người em thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà được cái con người em nó lại rất là gọn gàng và sạch sẽ. Rất là gọn gàng và sạch sẽ. Con áo này của em chỉ mặc khi em đi chơi. Ngoài trời tiết nó lạnh, mặc đi chơi chứ không ai mặc con áo này đi làm. Và đi chơi thì đương nhiên là mình chỉ đi ăn, đi uống và mình đi dạo thôi, chứ mình không phải mang nát cái gì nặng cả mà nó bẩn. Một mùa đông em chỉ giặt con áo này 2 lần, không bao giờ giặt nhiều, cho nên độ bền của nó cũng tốt. Đấy, lông con gì Hương ơi? Áo lông vũ á. Lông vũ của nó không phải là không có trên đời này, không có con nào là con lông con vũ cả, mà nó là lông gà, lông vịt nhá các chị nhá. Nó là lông gà, lông vịt, nhưng cái chất lông của nó giữ ấm rất là tốt. Đấy, theo em hiểu là như thế, còn nó là lông vũ. Em chưa nhìn thấy con vũ nó là như thế nào. Các chị có biết con vũ không? Lông vũ thì đương nhiên nó là của con vũ rồi, thì nó là cái gì? Nó chỉ là cái tên thôi, còn thực tế của nó là lông vịt, lông gà các chị nhá. Tại làm sao người ta đi mua lông vịt, lông gà về để làm cái gì? Để sản xuất ra những cái con áo này khi nó được chiết xuất và bào chế sạch sẽ rồi. Có nhiều con áo của nó rất là hôi. Con áo này của em thế, đợt đầu mua về hôi lắm từ những cái lông này này. Không ngửi được đâu các chị ạ, phải giặt mãi bây giờ nó mới hết mùi đấy. Nhân viên rất nhẹ nhàng, mà mình 6 đơn rồi, ok ok. Đấy, bán hàng rất là biết điều, đổi thoải mái, đúng rồi, bên em cũng đổi mà. Bên em cũng đổi cho các chị tư vấn một số đơn của các chị, chẳng qua là nhiều lúc mất đơn bên em không nhận được, các chị cứ lên kiện cáo em thôi. Nhưng em có nhận được đơn đâu mà em đền cho các chị. Bây giờ cái gì thì cái, phải nhận được đơn mới đền mới đổi được. Mà đã nhận được đơn rồi thì nhân viên bên em cầm trên tay gói đơn sẽ gọi điện ngay và đổi cho các chị ngay, chứ không phải là dồn vào đó cất đi. Các chị cứ yên tâm. Việt Nam đây xuất khẩu nước ngoài mấy chục triệu đấy. Mình làm ở may mấy công ty may áo lông vũ số 1 Việt Nam đang may xuất khẩu nước ngoài mấy chục triệu. Đấy, thấy chưa? Các chị nghe thấy chưa? Em là những người bán hàng em rất là chân thành. Mua được hay không tùy các chị. Bán hàng rất có tâm. Chị mua gần chục triệu rồi, cảm ơn chị Phương Ngô nhé. Không, đấy là em nói thật cho các chị chứ không phải là em nói điêu. Kể cả những con áo em này, em chắc chắn trong này nó cũng chả phải là toàn lông vũ. Kiểu gì nó cũng có pha bông. Nhưng mà thôi, mình thích thì mình mua, nó đẹp thì mình mua, dáng đẹp thì mình mua. Kể cả hàng Việt Nam mình, nhiều lúc các chị cứ hỏi bảo ôi hàng Quảng Châu thì chị mua hàng Việt Nam không mua nhá. Như con áo phao lợn của em nhá, hàng Việt Nam của nó còn cao cấp hơn hàng Quảng Châu rất là nhiều. Em mang con áo phao lợn của chị đây, màu tím than kìa. Nó còn đẹp hơn hàng Quảng Châu. Nó tùy vào từng mặt hàng các chị ạ. Đấy, con cam màu canh, con cam canh đang mặc kia em bán với giá của nó là 330.000. Đây là con phao lợn của em nhá. Con phao lợn này em đã bán cho các chị rồi. Bây giờ em đang cháy hàng này, không có hàng. Em đang cháy hàng này, không có hàng. Các chị nhìn cái đường may của nó nhá. Đây của nó là hàng Việt Nam cao cấp. Và đây của nó này là cái tag mác hàng của nó. Có người bán 260, có người bán 220. Tại làm sao mà em bán cho các chị với giá là 370.000? Bởi vì nó khác, nó là hàng loại 1 đẹp, cao cấp, hàng chuẩn của nó luôn. Đây nhá, bán. Em không bán hàng nữa mà, em nghỉ từ nãy rồi. Em ngồi em nói chuyện với các chị thôi. Chứ còn em nghỉ từ nãy rồi, tối em mới lại bán hàng tiếp. Áo đen em mặc còn đấy, của em nó là xả 11. Em có bán hàng ở đâu, em nghỉ rồi, tối nay em mới bán. Nhìn em nhá, đây là con áo trực tiếp, đây là con áo của em để em mặc. Đây là áo phao lợn, em bán nó chỉ với giá là 370.000. Và hiện tại bây giờ em đang cháy hàng. Hải ra xem còn con màu gì mà đấy chị. Con này hình như là em còn con màu hồng thì phải. Còn màu hồng mới lại còn màu đen. Còn màu tím than như nó là size M, dành cho các chị được khoảng 53kg bộ lên các chị mặc vừa thôi. Đấy, nhìn em nhá, nó rất là đẹp, nhìn dáng nó đã khác rồi. Nhìn lạ quá, hôm nay làm gì mà lạ đâu, vẫn thế mà. Túi sách có bán không à? Túi sách em có nhiều mối túi sách đẹp lắm, rẻ lắm. Chỉ cần 220.000, 250.000, 300.000 các chị mua được những con túi cao cấp. Ngoài thị trường các chị mua đang mua 600-700.000.
nhưng em không có thời gian để bán. Đấy, khi nào mà em lập được trang nick mới em sẽ bán túi sách nữa các chị nhá. Bán đi để lấy áo canh mặc. À, con ngài bố Nam ơi, à, áo đi. Ôi Hải ơi, cắm cho chị cái nạp pin nào. Điện thoại em có sắp hết pin rồi đây này. À, em mua cả mấy cụ rồi, ok nhá. Em lấy cho chị cái nạp pin đấy. Nạp pin Apple đúng không? Đấy, sắp hết cả pin rồi. À, có gì inbox ok chị Nhung Phạm nhá. À, phao lợn 68kg không vừa đâu. Áo này có size nhỏ không? Chị ơi, áo này em có không còn size nhỏ, chỉ còn size to thôi. Em cảm ơn được chưa? Đây ạ, à, nhìn em nhé. Áo này của em, đây còn màu gì em mong ở đây chị? Đây. Em còn có vài con này. Màu đen này. Màu đen này là size S này. Màu đen này là size S. Đây là màu đen size S, y như con áo em đang mặc. Đấy, à, em bán với giá của nó là 370.000. Màu tím than này, giống màu em đang mặc. Thì tất cả các chị được khoảng 52 cho đến 57kg các chị mặc vừa. 52 đến 57 nhá. À, bán túi đi để mua cả thể cho chị một con size M, à, tím than. Ok chị Thanh Thúy nhá. Cho em size M, size M thì em còn này. Đây là phao con lợn. Comment cho em con lợn kèm số điện thoại. Nhiều chị hỏi em rất là buồn cười. Hương ơi chị không nhận hàng đâu. Em bảo áo phao con lợn mà nó có phải là nó có hình con lợn nào đâu. Cái hình này này, nhìn cái túi áo này này, nó như con lợn con ấy, thì người ta gọi nó là phao lợn chứ không phải nó in hình con lợn các chị nhá. Đấy, ok ok. À chị Dung Trần S xuống đơn cho em số điện thoại này, còn đúng một con S thôi. À, con này của nó 58kg có mặc vừa, 58kg mặc vừa con áo này này. Đấy, à, lấy tím than chị Hương đỗ cho em số điện thoại nhá. Tím than này còn 3 con. Còn 3 con tím than. Chị bảo chị Dung Trần gọi điện luôn đi. Còn 3 con này. Còn 3 con tím than nữa các chị, toàn size M thôi. 56 57kg, 52 cho đến 56 57kg các chị mặc vừa. Chị nào chốt thì chốt luôn. Đây là phao lợn kèm số điện thoại, từ 52 đến 57kg các chị mặc vừa nhá. Đấy, không có phao sát nách đâu, phao sát nách em hết rồi. Hương đỗ cho em số điện thoại nhá. Ok, chị phải comment cho em là phao con lợn kèm số điện thoại. Sắp Tết rồi bán túi sách đi. Hay là hôm nào là một chuyến túi sách cho các chị nhá. Bán đúng một hôm túi sách thôi, không bán nhiều. Lấy đúng một chuyến được khoảng 1000 con bán cho các chị. Hôm nào em sẽ bán vào một buổi. Size S của chị Dung Trần, ok áo đen nhá. Có quần đẹp không chị ơi? Em có ạ. Của chị Tú Hoàng Tứ một con nhá. Đây nhá, một con em mặc là của em. Còn đây của nó là còn 3 con. Chị nào lấy đi chốt cho em này. 3 con. 3 con đấy 52 cho đến 57kg các chị mặc vừa. Đấy, con lợn xanh ok chị có này. Tím than lợn chị Hoàng Tú cho em số điện thoại, chị Hương Đỗ em có nhìn thấy nhá. Con này thì dành cho các chị cũng 52kg đổ lên, màu đen. 52kg còn một con nhỉ em kìa. 52kg đổ lên còn à 48kg vừa đây này. 45 đến 48 còn một size S. Còn một size S. 3 size M. Đấy chị nào lấy chốt cho em nhá. Chị Phạm Giang bao nhiêu kg nhỉ? Đấy, chị Nhung lấy quần mèo đi, quần mèo thì đẹp lắm không chê được câu nào đâu. Em có bán đầm không? Em không có đầm, em không có duyên với đầm đâu. Vô duyên lắm. Có mũ như các chị nhá. Có mũ đấy. Tất cả đây là giá nguyên của nó, em không dở ra nữa, gửi cả cho các chị như thế này. Uni loại 1 của em nhá. Đấy, size M này là 52kg đổ lên mặc vừa. Size S là các chị 52 đổ xuống. Tím than lợn cho em số điện thoại chị nhá. Và đây là màu hồng. Màu hồng này có bao nhiêu con em? Màu hồng này đẹp này. Màu hồng còn 2 con này là size L. Size L này các chị 60 62kg mặc vừa này. Từ các chị 55 cho đến các chị 62 63 mặc vừa. Đây nhá, nhìn em nhá. Đấy, nhìn em. 53kg có mặc vừa nhá. Xem hộ đơn chị ok chị Xuân Chuyên nhá, chị Thanh Thúy này. Em chả biết đâu, chị nào lấy con nào thì chốt thôi. Chị nào được con nào thì chốt cho em con đó. Cho em áo chị đang mặc tím than con lợn, chị đỗ là cho em số điện thoại nhá. Còn cho các chị từ 52 cho đến các chị 57kg vừa thôi. Màu hồng này. Em Hương ơi có quần 67kg không có rồi chị ơi. Chờ em một tí nhá, thử áo canh mặc à. Cho em cho chị con áo màu cam này đi. Cho chị size nhỏ nhất. Đấy chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Đây là màu hồng. Tổng cộng còn có độ khoảng 2 4 6 8 9 con, đúng 9 áo con lợn. Hết sạch. Xem màu đen nhá, thích chất liệu. Ok chị Nhung Nguyễn nhá, màu đen của nó à. Nhưng mà bây giờ lại rỡ ra. Cho chị màu đen, cái mũ của nó đâu? Đây nhá các chị nhìn em màu đen của nó đây. Nó có mũ đấy nhưng mà còn không biết cái mũ của nó ở đâu. Chắc là cái túi. Đây là màu đen. Dáng của nó khỏi phải chê. Ok chị Đỗ Là có nhá. Mũ của áo với. Em xem cái mũ của nó đâu, em kéo lên chị. Đây ạ. Nhìn em nhá. Đây là màu đen. Chất của nó thì không cần phải chê. Dưới bo và tay bo.
chất của nó đây là dòng cao cấp loại 1 rồi. Chả có câu gì phải trêu đối với cái hàng phao lợn này nhá các chị nhá. Nhìn em rất là đẹp. Đây là dáng uli. Phao lợn đen ok ok. Đấy chị nào lấy phao nào thì chốt cho em phao đó. Phao lợn kèm số điện thoại. Nhưng mà có vài con thôi, không có đâu. Bao nhiêu? 370.000 các chị nhá. Đây là cái mũ của nó này. Đấm theo dõi chuông shop của em ấy nhá. Tối 8 giờ là em bán hàng đấy. 8 giờ là em lại bán hàng. Đây ạ, nhìn em nhá. Đây là cái mũ của nó. Ấm cực kỳ luôn. Đẹp lắm. Con này của nó thì ấm. Bán bao nhiêu? Con này làm gì có nữa đâu, bán bao nhiêu? Hôm nay xả nhiều hàng đẹp mà. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm. Em xả toàn hàng đẹp, hàng nhà em toàn hàng đẹp. Các chị thấy ấm không? Ấm cực kỳ. Mình đội cái mũ này lên, xong đó các chị đội mũ bảo hiểm lên nó cũng ấm nhá. Hoặc là mình có thể là tháo cái mũ này ra nếu như mình không thích. Cái này mặc thích lắm. Em cho con trai em một chiếc. Con trai em năm nay 9 tuổi nhưng mà cho nó luôn một chiếc. Bởi vì là nó chả vừa cái áo nào cả. Cái thì ngắn, cái thì to quá. Cho nó luôn một con áo này size hết nó mặc. Nó toàn kêu nóng thôi. Rất là ấm. Đấy, trẻ con thì các chị biết không? Nó không thích. Tối bán hàng không? Tối bán hàng nhiều hàng lắm. Tối quần tất, quần 3D. Thông báo với các chị là tối nay có quần tất mịn đẹp về. Em bán cho các chị với giá là 99.000 thôi. Tối nay bán luôn. Bán áo dạ không đâu, lười bán áo dạ lắm, chuẩn bị về. Thử áo gì nhỉ chị nhỉ? Thử áo cam, phao lợn màu đen. Chị ơi không có hàng đâu. Hương ơi em vận áo đằng sau màu vàng cho chị xem. Đằng sau màu vàng cam hả chị, màu cam à? Đây em mặc luôn cho chị xem nhé. Áo cam này bán cho các chị với giá là 330.000. 330.000 này, 60kg đổ xuống là các chị mặc vừa. Hàng này của nó có dây rút bên trong nhé. Ví dụ như các chị thích mặc ở ngoài này của nó mà dáng sun sun như canh mặc thì các chị kéo nó vào. Còn các chị không thích mặc suông, các chị mà mặc mấy váy mặc suông thì các chị kéo thẳng nó ra. Đấy, em thì em bao giờ em cũng thích mặc kéo thẳng ra bởi vì em thích mặc dáng rộng. Áo khoác mà mặc gò bó quá trông nó buồn cười lắm. Nó cứ trơ trơ kiểu gì ấy, cho nên là em thích mặc áo dáng rộng nó ấm mà nó đẹp. Rồi ok. Nhìn em nhá. Quên đây bao nhiêu đơn? Đây ạ, nhìn em này. Thế thì bảo vứt lên xe trở về. Thế thì thôi, đi bên kia. Đây á, nhìn em này. Đấy, nhìn em. Đây, của nó là áo màu cam 330.000. Có màu tím than, màu xanh bộ đội của nó mới đẹp. Em mang màu xanh bộ đội ở đây. Màu xanh bộ đội của nó đẹp lắm. Chị nào lấy chốt cho em nhé. Sao có quả bóng đấy. Đấy là áo phao con lợn. Đấy là áo phao con lợn các chị ạ. Em ơi hôm qua chị có hỏi áo siêu nhẹ mà quên không giá là bao nhiêu. Áo siêu nhẹ hôm qua, tối hôm qua em bán áo siêu nhẹ là dáng nào chị nhỉ? Hôm qua em không có dáng áo siêu nhẹ. Hôm qua chỉ có một dáng này là 330.000 và một dáng áo thân dài là 480.000 thôi. Thôi địa chỉ nhà chị với em ở Yên Thế Bắc Giang. Địa chỉ của em đã ghi rõ ở trên thông tin, em đã ghi rõ ở trên đấy rồi. Cố lại cho đi. Em đã ghi rõ ở trên đấy rồi, các chị ghi rõ ở trên tường của em rồi nhá. Chốt cho em một cam đó. Con gái 4 nam cho em số điện thoại nào. Ngọc đi. Cho em số điện thoại có cái áo đẹp ghê nhỉ. Áo mùa 3 năm mùa 2 mấy. Đấy, mà đẹp nhỉ. Đẹp mà. Rất bóng ghê đây. Đây là màu xanh bộ đội các chị nhá. Màu xanh này đẹp này. Có màu xanh rêu không? Em đang mặc màu xanh rêu mà. Chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Đây của nó là áo... gọi là áo gì nhỉ? 330 trên kèm số điện thoại đi. 330 kèm số điện thoại nó chả giống như nào. Màu đen. Dạ Trần ơi 58kg không mặc vừa, con màu đen. Bao nhiêu chị ơi? 330 chị nhá. Cái màu xanh này đẹp này. Xanh ở trong như thế nào, ở ngoài y như thế luôn. Các chị nhìn em nhá. Em không kéo dây đấy. Chị nào thích kéo dây thì kéo thôi. Cái màu này của nó đẹp chưa? Cái màu này của nó quá chuẩn và quá xuất sắc luôn cái hàng này. Các chị kéo cái dây bên trong vào thì nó sẽ thành áo rúm, thành như một con váy. Còn các chị để bình thường thì nó là như thế này. Em có màu đen, màu xanh, màu cam, màu hồng. Đen, xanh, cam, hồng và đỏ đô. Em treo 4 màu chị nào? Treo cả 4 màu ở cái móc ấy. Đấy, chị nào lấy màu nào chốt cho em nhé. Em chả biết các chị thế nào nhưng mà đối với em thì em thích mặc như thế này. Trông nó rất là ấm và nó rất là điềm đạm, rất là lịch sự. Đấy, mình cúi thoải mái, mình đi lại thoải mái mà không bao giờ sợ nó bị hỏng, bị ngắn. Kể cả các chị ngồi nhé, kể cả các chị ngồi không bao giờ sợ bị hở lưng. Mà dáng áo của nó trông rất là sang. Dáng áo của nó rất là sang. Đối với các chị bình nhìn chung là mặc con áo này lên nó giản dị.
Hương ơi, con áo trắng có hai cái bông vàng ở vai còn không? Phương Ngô ơi, hết sạch rồi nhá. Bao nhiêu kg mặc vừa? 62 kg của chú nó chỉ mặc vừa. Đây là mũ của nó đây. Mũ của nó đây nhá. Mũ này các chị tháo ra được. Mũ này tháo ra được mà nó có cái khuy này này. Các chị đóng tịt nó vào luôn. Đẹp cực kỳ. Chị nào lấy thì chốt cho em. Bao nhiêu kg mặc vừa? Còn áo beo không? Để chị một cái. Áo beo em vẫn còn đấy. Áo beo vẫn còn. Tối nay em lại về áo beo. Chị nào lấy màu xanh thì chốt cho em nhá. Hương ơi, chị cần giải quyết đơn hàng với chị gửi đổi. Bên em trả hàng nhưng 20 ngày rồi không nhận được. Kiểm tra lại giúp chị nhá. Hải ơi, em kiểm tra đơn của chị Đỗ Nga này hộ chị nào. Đỗ Nga, đơn đổi. Kiểm tra chị luôn nhé. Đây em cho nhân viên xem luôn và trả lời chị trực tiếp trên này luôn. Đơn 20 ngày rồi. Chị nào lấy xanh thì chốt cho em xanh nhá. Xanh này của nó đẹp. Áo nam không? Chuẩn bị có áo nam nhá, Nguyễn Công Thành nhá. Thích áo nam thì em lấy áo nam. Có quần nam, bán hàng dễ thương. Đúng rồi, em thì được cái là ôi nha, nhiều lúc em chia sẻ chân thành với chị một câu như này nhá. Chị nào thích thì lên nhà em. Bởi vì là có rất là nhiều chị từ Hà Nội, từ Bắc Giang, từ thành phố, nhìn chung là nhiều lắm. Em bán hàng thì nói thật em bán hàng cách đây mới có 8 tháng thôi. Nhưng lượng khách của em thì các chị theo dõi nó rất là đông. Đấy, đó, rất là đông. Mà tại sao nó đông như thế thì tự mình cũng phải biết. Đấy, chắc chắn là phải uy tín là số 1 rồi. Thứ hai là hàng nó phải chuẩn thì nó mới đông khách được. Em, các chị tìm về nhà em rất là nhiều. Bởi vì bảo là không cần gọi điện trước. Cứ bảo là nhìn nó rất là lành, rất là hiền, trông rất là phúc hậu. Cho nên là lên tận nhà kiểu gì nó cũng chia sẻ cách bán hàng. Có nhiều chị rất là đang khó khăn. Cái chính những cái khó khăn của các chị đấy em đã từng trải qua khi em bắt đầu bán hàng rồi. Đấy, bên trong không có túi chị nhá. Em đã trải qua, bên trong không có túi đâu. Em đã trải qua khi em bán hàng rồi. Nhưng đến bây giờ thì tất cả mọi thứ của em đều gần như là hoàn thiện. Và em có thể chia sẻ lại ngay với các chị. Các chị chỉ cần lên nhà em một hôm thôi, tất cả mọi khó khăn của các chị em đều giải quyết được, chẳng mất một cái gì cả. Chỉ gọi là lên chơi và tham khảo cửa hàng nhà em. Hiện tại bên em đang còn 5-7 chị đang ở tận Thái Nguyên và Lạng Sơn lên đây để lấy hàng nhá. Cho nên là các chị em bán hàng thì em không như người khác là bảo là cạnh tranh nhau hay là thấy mày bán rẻ hơn là tao thấy nọ thế kia. Như chị Trang Nguyễn vừa mới nói là chị chia sẻ like của em, có người gọi điện dọa chị đấy, dọa là thế nọ thế kia nếu như chia sẻ đấy. Chẳng ai làm gì được đâu các chị ạ. Dọa thì dọa, cạnh tranh lành mạnh. Bây giờ ai ra chơi cứ bao nhiêu tiền xế không người đẹp. Hiền thật không, em cũng hiền mà. Nhung Nguyễn lên nhà em rồi đúng không? Nhung Nguyễn này phải ở Bố Hạ không nhỉ? Hình như là nhìn quen, đúng Nhung Nguyễn Bố Hạ thì phải. Em cũng hiền mà. Em bán hàng nhìn chung là cũng ở ngoài em thế, lành hết. Em hòa đồng với mọi người lắm. Nếu mà sống xung quanh rất là quý, không ai phải ghét kể cả khách hàng mua cửa hàng. Vâng ạ, cảm ơn chị nhá. Cảm ơn Phương Ngô nhá. Rồi ok, chị con gái Bố Nam này. Đây là màu, em cho nhân viên treo đủ màu cho các chị. Sau đó các chị chốt cái gì thì các chị cứ chốt hộ em thôi. Vâng ạ, cảm ơn chị Đỗ Nga nhá. Em thì đông khách lắm. Dọa nhau, nhưng mà đấy, chị Trang, chị vừa bảo với em là có người dọa chị ý là chia sẻ like cho em là thế nọ thế kia. Nhìn chung là bây giờ tiền ai người đấy buôn, em thế thôi. Em đi buôn, em vốn to vốn rộng thì em bán rẻ, chẳng có lý do gì cả. Nhà em em thật với chị chia sẻ chân thành một câu nhá, các chị thông cảm, không phải là khuê của. Nhưng nhà em thì cũng thuộc dạng gọi là nói thật là có điều kiện chứ không phải là không có. Để một buôn bán bỏ ra một vài tỷ nó là chuyện bình thường, không quan trọng. Nhưng nó là cái niềm đam mê thôi. Em bán hàng này mẹ chồng cấm, tất cả người thân trong gia đình ai cũng khuyên bảo là tại sao sướng như thế rồi không biết đường mà hưởng, cố làm gì cho nó khổ. Nhưng không phải, nó là cái công việc của em thích. Em bán quần áo 10 năm nay rồi. Nhưng mà em mới bán like như thế này được 9-10 tháng thôi. Mà trước khi bán, trước khi nói em phải nghĩ chứ không phải là nói bừa. Đây nhá, nhìn em nhé, đây là màu hồng, màu đen, màu cam và màu xanh. Hôm nay mình có thời gian để nói chuyện. Áo này đang bán là 330.000, quần giả bò em cháy hàng chị nhá. Xem áo phao dáng dài đằng sau, em vừa mới bán xong chị Hằng Nguyễn Thu ơi. Em có màu xanh, em có màu đỏ đô. Có màu đỏ đô chị nhá, đây là màu của nó này. Xem quần đi chị Nhung Nguyễn, xem quần gì nhỉ? Quần mèo, có mấy nick chia sẻ bị spam. Chia sẻ ít thôi, một lần vào trang cá nhân của mình và 2-3 lần vào câu hỏi nhóm lớn thôi. Chất gì vậy bạn, giá bao nhiêu? Áo này của nó toàn bộ là hàng siêu nhẹ các chị nhá. Đang bán là 330.000 cô ạ. 330.000, chị nào lấy chốt luôn cho em. Sau đó là em xin phép các chị là em bán nốt cái mã này thôi, em nghỉ ở đây. Chứ còn cứ ngồi ở đây thì là chắc chắn là 5 giờ chiều mới nghỉ rồi, tối lại không có sức bán hàng. Bây giờ em phải nghỉ ra xem hàng họ của mấy em thế nào cho đi. Sau đó là hẹn các chị vào tối nay nhá.
Em ơi, phao 64kg không mà vừa chị Xuân Lộc Lý ơi. Áo chất gì vậy bạn? Áo này của nó là áo siêu nhẹ. Áo siêu nhẹ mà chất của nó thì chất mềm. Nhìn em nhé, rất là đẹp. Áo này của nó mặc thích cực kỳ luôn. Ấm cực kỳ luôn. Nhìn em này, đẹp long lanh, mềm lắm. Đi đường không cần phải mặc nhiều áo đâu, chỉ cần mặc áo này thôi. Mèo đen à, quần mèo đen đây. Đây là quần mèo mèo ghi em đang mặc. Mèo ghi em đang mặc này. Đây là mèo ghi em đang mặc nhé, cho các chị xem mèo đen nhé. Mèo đen không Hải, cho chị một con. À Hải. Có một cái con quần ấy em. Có một cái con quần mà bị ướt đấy. Đây mà. Nếu là mặc Hải Quỳnh lấy cái quần này về mặc này. Bán rẻ luôn. Đây con lấy cái áo này thôi. Cho thì lấy luôn. Đây nha các chị nhá. Nhìn em này. Đấy, con này của nó rất là đẹp. Con này của nó, lông của nó là lông tuyết. À, cô đưa cho Hà ngoài đấy. Phải lấy như là mặc người ta mặc rồi. Đây này. Đồng chí này có tân Lạng Sơn nên là đi một khác. Người gần đây đi ra. Đây nhá chị nhá, nhìn em nhá. Bên trong của nó có nhung này. Bên trong của nó là nhung cao cấp loại 1. Có bán choàng không? Em có đấy chị ạ. Quần giả bò em hết sạch rồi chị ơi. À, đi mặc rồi chị Trương Huế ơi, chị cứ chốt. Chị Như Nguyên này, chị là khách quen nhà em mà. Ngày xưa em bán giày dép chị ấy còn lên chị mua. Đúng không? Em nhìn qua qua hình như là đúng như vậy. Mua nhà em đầy lần rồi. Bên trong của nó này. Bên trong của nó là nhung ấm nhất. À, áo từ bao nhiêu kg? Áo này thì từ 62kg đổ xuống, chị mặc vừa. 62kg đổ xuống. À, quần này bao nhiêu chị ơi? Quần này em đang bán với giá của nó là 120.000 quần mèo. Các chị đang mua ngoài thị trường với giá là 160-150 đấy. Mà hiện tại rất là lạnh, nó đang cháy hàng này. Nó đang cháy hàng này, quần nó như con quần tất luôn. 120, chị nào lấy chốt nhanh cho em quần mèo kèm với điện thoại. Sau đó là em nghỉ ở đây, hẹn các chị vào buổi tối nay nhé. Hẹn các chị vào buổi tối ngày hôm nay. Tối nay thì 8 giờ hoặc 8 giờ 15 em lại bán hàng. Cứ từ khoảng 8 đến 8:15. Hôm nào mà nhiều đơn quá thì đến 8:30. Thực ra là nhiều quá không có nhân viên phục vụ nhưng không bán hàng được. Quần đấy là 120.000 chị nhá. Chưa thấy gọi cho em, chị Trần Thanh Bình ơi, bên em vẫn đang gọi điện chị nhá. Vẫn đang gọi điện chốt đơn. Còn nhiều đơn không Quỳnh? Còn nhiều phải không? Bên em vẫn đang chốt hàng chị nhá, vẫn đang chốt hàng tối hôm qua. Đấy, xin chào chị Ngọc Trần nhá. Chị nào lấy chốt luôn cho em nhá. Chốt luôn cho nó là em nghỉ. Xin chào tất cả các chị. Hẹn các chị vào buổi tối ngày hôm nay nhá. Xem mấy mẫu choàng đi. Choàng chị tí nữa chị xem lại của em với. Xem lại like của em với để em còn lên đơn và chốt hàng với các chị buổi trưa ngày hôm nay nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. À, em bảo 1 tháng mua 3 đơn, 1 tháng 4 đến 5 đơn sẽ có quà tập trung cho các chị một buổi vào cuối tháng. Đấy, nghe rõ chưa ạ? Có 5 đơn ngày hôm nay rồi nhưng vẫn phải chờ đến cuối tháng đúng vào ngày tri ân mới tặng được. Lưu ý hộ em nhé. Quần mèo đen của chị Phạm Huyền có này, chị Thanh Ngọc có ạ. Em đang mặc đây nhé. Hiện tại em đang mặc quần này. Các chị nhìn em. Quần này của nó mình có thể đi bốt, mặc bình thường. Đây của em là quần mèo. Chia sẻ like cho em một chế độ công khai nhé. Đây là quần mèo này. Hình này là hình con mèo của nó. Đây là hình con mèo các chị nhé. Con mèo này. Con mèo này con mèo bóng. Co giãn 4 chiều. Em vừa cho chị xem cái lông của nó bên trong rồi, nó là lông nhung. Chân của nó thì cực kỳ là đẹp. Nhìn em nhé, đây là tổng dáng quần. Tổng dáng quần đứng cao cho các chị nhìn rõ này. Chị nào với quần mèo chốt luôn cho em nhé, chân của nó bó sát luôn. Chân bó sát mặc như con quần tất. Chốt rồi em nhé. Đó, sau đó là bây giờ em nghỉ ở đây. Hôm nào khách hàng lên... À, chơi nhé. Chị Tuấn ơi, hôm nào lên nhà em chơi. Nhiều người lên lắm, nhiều các chị lên nhà em chơi lắm. Lên nhà em chơi. Lên từ sáng, ăn cơm trưa xong. Ở đây chơi một ngày, chiều thì về. Nhà bên nhà em, ở nhà em thì không phải là thành phố nhưng nó cũng thuộc thị trấn. Có xe đi lại ngay tận đây. Các chị ở Hà Nội có xe lên tận cửa nhà em nhé. Quần mèo ok, chị khuyên độ nữa này. À, thấy nhân viên lúc nào có đâu. Từ thứ hai, chị Trần Thanh Bình cho em số điện thoại nào. Đây Hải ghi số điện thoại này cho chị nhé, bấm máy gọi luôn. Chị Trần Thanh Bình cho em số điện thoại chị nhá. Cho chị một mèo đen, ok ok. Một mèo đen của chị Thanh Thúy. Mèo đen và mèo màu ghi. Cho chị một mèo nữa, chị cô gái Bố Nam cho. Con gái Bố Nam ok nhá, có người chốt đơn rồi cho em. Chị cho em số điện thoại nào. Chị Đỗ Nga, em thấy đơn chị Đỗ Nga chưa? Chị Đỗ Nga ơi, không có đơn quay về đâu. Không có đơn quay về của chị Đỗ Nga đâu nhá. Chị Đỗ Nga gửi ai ạ? Nhưng mà chị gửi 2 tháng rồi em. Em kiểm tra trong vòng 2 tháng chưa? Chắc phải để bạn nửa tháng. 2 tháng.
Đây để kiểm tra lại. Rõ ràng chị bảo là 2 tháng, em lại bảo nửa tháng. Đây để em kiểm tra. Đây em ghi lại. Rồi Trần Thanh Bình này 085. 0852 em. 0852 này. 413 380. Em gọi lại luôn cho chị nhá. Kiểm tra cho chị đơn của chị này luôn. Đỗ Nga này, kiểm tra luôn nhá. Vâng vâng ạ, chị Nhung Nguyên nhá. Hàng từ thứ 2 chưa nhận được. Thứ 2 hôm nay mới là thứ 5. Chưa nhận được đâu, chắc là phải cuối tuần nếu như đi bên Viettel. Chị Nguyễn Khánh có này, Nhung Nguyễn có này. 20 ngày. À, đơn của chị là 20 ngày em ạ. 20 ngày đổ về đây thì chưa có đâu, vừa xem xong chị nhá. Đây này, bên em có cả một quyển sổ ghi lại đơn đi đơn về của các chị tất mà. Có cả một quyển sổ nhá. Đứa nào cầm bọn mày đúng là cha chung không ai khóc. Mày làm quyển sổ có khổ không? Các chị nhìn với em nhá. Sổ của em này, tất cả đơn đi đơn về của các chị, số tiền bao nhiêu đều có hết trong này, không thể nhầm lẫn được. Có về một cái đổi cho các chị. Chị nào không, chị nào đổi ngay bên em sẽ gạch ngay. Còn chị nào mà chưa đổi bên em sẽ lưu lại như thế này. Sau đó là khi các chị có hàng ở đây, bên em sẽ gạch trừ ngay khi các chị có hàng đi. Đấy, rất là cẩn thận, không phải là linh tinh. Quần mèo chị Bùi Luyến có nhá, 330 một cam, ok để chị Yến Bùi có này. Quần mèo đang bán là 120.000 chị Hoàng Huy nhá. Đấy ạ, bây giờ thì xin phép các chị là em nghỉ ở đây. Hẹn các chị vào cái buổi hẹn các chị vào cái buổi tối ngày hôm nay nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. Xin chào tất cả các chị nhá. Bấm theo dõi thương shop của em ở chế độ công khai với ạ. Xin chào tất cả các chị nhá.